chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Diệp Phạm lái xe đến tập đoàn Đường Thị. Đợi hơn nửa giờ, cuối cùng Đường Sở Sở cũng xong hết việc, tan làm. Xin lỗi đã để anh Tiểu Phạm phải chờ lâu nhé, hôm nay đan trúc nhan được tung ra thị trường nên có rất nhiều việc phải làm. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phạm, mặt đầy áy náy. Em là vợ anh mà, không cần nói xin lỗi anh đâu. Diệp Phạm xoa đầu Đường Sở Sở, mỉm cười nói. Đúng rồi, tình hình tiêu thụ đan chú nhan sao rồi? Ngay sau đó, Diệp Phạm hỏi. Bùng nổ luôn, vừa tung ra thị trường chưa đầy 10 phút đã bán hết sạch, hiện tại đang có vô số người trả giá cao chỉ để mua một viên đan chú nhan. Đấy là em còn không mang kem chị sẹo ra bán cùng đấy, nếu không e là tình hình sẽ còn náo động hơn nữa kìa. Hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị đã tăng vọt lên gấp mười mấy lần, khiến cả nước phải chấn động. Đường Sở Sở thở dài. Thế thì tốt rồi. Diệp Phàm mỉm cười. Chỉ là lúc trước em đã bỏ qua nguy cơ tiềm ẩn do đan chú nhan mang đến. Đường Sở Sở cau mày, lo lắng nói. Nguy cơ tiềm ẩn gì cơ? Diệp Phàm tò mò hỏi. Công hiệu giúp trẻ ra 10 tuổi của đan chú nhan quá mạnh, nhất định sẽ bị vô số người nhắm đến. Những người bình thường đó có thể chỉ muốn mua một viên đan chú nhan, nhưng đối với những thế lực như gia tộc lớn hay tập đoàn lớn đó, thứ họ muốn có được không phải là chỉ một viên đan chú nhan, mà là toàn bộ công thức bào chế của đan chú nhan. Người ta vẫn hay nói, người có tài thường hay bị ganh ghét tiêu diệt, với thực lực hiện tại của Đường Thị, nhất định sẽ trở thành bia nhắm của tất cả mọi thế lực khác. Đường Sở Sở nói với vẻ mặt nặng nề. Anh còn tưởng em đang lo lắng chuyện gì cơ, hóa ra là chuyện này à? Sao em lại quên mất người đàn ông của em chứ? Có anh ở đây, kẻ nào dám có ý đồ gì với công thức đan chú nhan, anh sẽ tiễn tất cả bọn chúng xuống gặp Diêm Vương. Diệp Phàm thản nhiên nói. Cảm ơn anh nhé anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm đầy yêu thương, trực tiếp hôn lên môi hắn. Sau đó, Diệp Phàm lái xe đưa Đường Sở Sở về biệt thự. Chỉ là xe của bọn họ còn chưa đi được bao xa, phía sau bất ngờ vang lên một tiếng vang lớn, một chiếc ô tô đâm thẳng vào chiếc McLaren của Diệp Phàm. Cái đệt. Phút chốc Diệp Phàm không nói nên lời. Hắn dứt khoát xuống xe kiểm tra, phát hiện đuôi xe đã bị đâm móp một khoảng. Tay lái gì mà nát quá vậy? Diệp Phàm phàn nàn. Đúng lúc hắn đang định xem ai lái xe mà tệ đến thế thì có một người phụ nữ trong chiếc đâm vào đuôi xe hắn bước xuống. Sao lại là cô vậy? Diệp Phàm nhìn người phụ nữ, kinh ngạc hỏi. Người phụ nữ này không ai khác chính là Giang Tuyết, đại tiểu thư của nhà họ Giang. Diệp, anh có thể cứu ba tôi không? Giang Tuyết nhìn Diệp Phàm như người chết đuối vớ được cọc gỗ, vội vàng chạy tới bên cạnh hắn. Vèo vèo. Lúc này, có mấy chiếc ô tô đuổi theo dừng lại tại đây, một nhóm người mặc áo đen xuống xe, đi thẳng về phía Giang Tuyết. Cô Giang muốn trốn đi đây vậy? Ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về đi. Một người áo đen trong số đó nhìn Giang Tuyết, hừ một tiếng. Giang Tuyết nhìn đám người này, trực tiếp trốn ra sau lưng Diệp Phàm. Các người là ai? Diệp Phàm đưa mắt nhìn đám người kia. Thằng nhóc này ở đâu ra đấy? Dám xen vào việc của người khác, lên đi. Người đàn ông mặc đồ đen không hề khách sáo, nói luôn. Lập tức, đám người bọn họ lao về phía Diệp Phàm. Phút phút, Diệp Phàm vung tay lên, một chùm ngân châm nhanh chóng bắn ra, đám người kia lập tức ngã xuống đất. Được rồi, không sao nữa rồi. Còn xe của tôi, cô tính làm thế nào đây? Ngay sau đó, Diệp Phàm nhìn về phía Giang Tuyết, hỏi. Diệp. Tối nay chú hai nhà tôi đã dẫn một nhóm người đột nhập vào nhà tôi, bắt ba tôi làm con tin, còn tôi trốn thoát được là nhờ có chú cung báo tin. Anh có thể đi cứu ba tôi không? Giang Tuyết nhìn Diệp Phàm, cầu xin. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Sao vậy? Ngụy Như Phong nhìn thuộc hạ, lạnh lùng nói. Đại tiểu thư nhà họ Giang kia đã về, còn dẫn theo một người. Người này vừa vào nhà họ Giang đã bắt đầu giết người của chúng ta. Hiện giờ sắp giết đến đây rồi. Thuộc hạ vẻ mặt nghiêm trọng nói. Có chuyện này sao? Ai to gan như vậy, dám kết thù với bổn thiếu gia? Đi, đi xem thử. Ngụy Như Phong lạnh lùng, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Trong nhà họ Giang, Diệp Phàm và Giang Tuyết đi vào, những người áo đen kia lao về phía họ, nhưng đều bị kim bạc Diệp Phàm bắn ra giết chết.
Diệp Phàm tựa hồ có vô số kim bạc không thể dùng hết, liên tục bắn ra, giết chết đám người áo đen. Rất nhanh sau đó, đám người Ngụy Như Phong đi ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Là mày muốn gây thù với tao y à? Ngụy Như Phong nhìn Diệp Phàm nói. Thiếu gia, hắn chính là Diệp Phàm, người đã giết Hoa Hồng Trắng. Lúc này, một người đàn ông bên cạnh Ngụy Như Phong nhìn Diệp Phàm nói. Hóa ra là mày à? Bổn thiếu gia còn chưa tìm mày, mày lại tự dâng đến cửa. Ngụy Như Phong lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm chăm chú. Tao có quen mày à? Diệp Phàm tùy ý lướt mắt qua Ngụy Như Phong một cái. Mày không biết tao, nhưng bổn thiếu gia đây biết mày, mày giết người của tao thì đáng chết. Lên cho tao. Ngụy Như Phong hung tợn nói. Ầm ầm ầm. Lúc này hơn 10 tên cường giả bên cạnh Ngụy Như Phong xông về phía Diệp Phàm. Những người này vừa tiếp cận nhân cảnh, vừa là cao thủ bước vào nhân cảnh. Có nhiều cao thủ nhân cảnh bảo vệ như vậy, đương nhiên thân phận của Ngụy Như Phong cũng không đơn giản. Vù vù vù. Diệp Phàm vung tay, hơn 10 mũi kim bắn ra, trực tiếp giết chết 10 người bọn họ. Thấy vậy, Ngụy Như Phong biến sắc, cau mày. Không hổ là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc, quả thực có chút thực lực. Lúc này, ông già tóc tai bù xù bước ra, nhìn Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ông là ai? Diệp Phàm quét mắt về phía ông ta, lạnh lùng đáp trả. Tao là ai? Tao chính là hậu duệ Độc Tông bị Quỷ Cốc hại cho cửa nát nhà tan. Ông già kia mặt không đổi sắc kêu lên một tiếng, trong mắt chứa đầy sát khí. Hóa ra là người của Độc Tông. Năm đó Độc Tông các người dùng dân chúng để thử độc, hại chết hơn ngàn mạng người. Cực kỳ tàn ác, chết là đáng. Không ngờ còn để lại tàn dư như ông, xem ra độc của gia chủ nhà họ Giang lúc trước là do ông hạ. Tôi nói mà, người bình thường sao có thể có loại độc dược đó chứ? Diệp Phàm hừ lạnh. Vốn dĩ lão phu tưởng rằng đời này không còn hy vọng báo thù cho Độc Tông, may mà ông trời có mắt, để tao gặp được mày. Tao không giết được Y Thánh Quỷ Cốc, vậy thì giết đệ tử của hắn, để hắn cảm nhận chút đau khổ. Ông ta tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Giết tôi, chỉ dựa vào Hoa ông. Diệp Phàm cười khẽ, đầy khinh thường. Bùm. Đột nhiên, ông ta vung tay, khói đủ màu lan về phía Diệp Phàm. Rút lui. Diệp Phàm trực tiếp đẩy Giang Tuyết ra xa hơn 10 thước. Cùng lúc đó, làn khói đầy màu sắc kia trực tiếp bao phủ Diệp Phàm. Ha ha, nhóc con, mày đã trúng độc ngũ sắc của tao. Cho dù Y Thánh Quỷ Cốc có đến cũng không cứu được mày. Lão già kia nhìn Diệp Phàm, cười lạnh. Thứ này cũng đáng gọi là độc sao? Độc tông các người rác rưởi vậy à? Đợi khói tan đi, Diệp Phàm đứng đó, vẻ mặt thất vọng nhìn lão già kia, cả người hắn không có chút biểu hiện nào là trúng độc. Sao có thể, sao mày lại không bị gì được? Lão già kia thấy Diệp Phàm bình an vô sự, mặt biến sắc, không thể tin nổi. Độc ngũ sắc chính là loại độc cao nhất của Độc Tông, cho dù cường giả bên trên nhân cảnh một khi tiếp xúc cũng chắc chắn sẽ chết. Nhưng vì sao Diệp Phàm không bị gì chứ? Chuyện này quá vô lý. Chút độc này cũng muốn giết chết tôi, ông đề cao bản thân quá rồi. Diệp Phàm nhìn người của Độc Tông này, nở nụ cười lạnh lẽo. Sắc mặt lão già trở nên lạnh lùng, lại vung tay lên, bột cực độc bay tới chỗ Diệp Phàm. Ông ta xông tới. Một bàn tay tỏa ra ánh sáng đen vung về phía Diệp Phàm, lòng bàn tay và móng tay dính đầy chất độc, là kiến huyết phong hầu. Mà Diệp Phàm căn bản không thèm để ý tới bột độc này, hắn vung tay như chớp, trực tiếp túm lấy cổ lão già kia, nhấc bổng ông ta lên. Mày! Lúc này trong mắt lão già kia lộ ra vẻ không dám tin nhìn Diệp Phàm. Ông ta không ngờ ra, bột độc do bản thân nghiên cứu tạo ra vậy mà không có tác dụng gì với tên nhóc này. Hơn nữa với thực lực nhân cảnh cấp 7 của ông ta, vậy mà lại bị chế phục trong chớp mắt, khiến ông ta kinh ngạc đến ngây người. Ông Tôn. Ngụy Như Phong nhìn thấy ông Tôn bị chế phục nhanh như vậy, biến sắc, nhìn Diệp Phàm, thằng khốn này, mau thả ông Tôn ra. Mạng mày còn khó bảo toàn, dám uy hiếp tao à? Diệp Phàm nhìn Ngụy Như Phong, lạnh nhạt nói. Lúc này, Ngụy Như Phong rút ra một khẩu súng, chỉ vào Diệp Phàm. Thả người. Nếu không tao sẽ giết mày. Ngụy Như Phong hét lên với Diệp Phàm. Mày có thể nổ súng thử xem. Diệp Phàm khinh thường nói. Đoàng. Ngụy Như Phong lập tức nhắm chuẩn Diệp Phàm nổ súng. Tiếng súng vang lên,
đạn bắn ra rất nhanh, kết quả không bắn trúng Diệp Phàm, ngược lại chúng phải lão già Độc Tông, giết chết ông ta. Ông Tôn. Thấy ông Tôn bị mình giết chết, Ngụy Như Phong sững sờ. Diệp Phàm trực tiếp ném thi thể ông ta, lao về phía Ngụy Như Phong. Mày đừng đến đây. Đoàng đoàng đoàng. Ngụy Như Phong thấy Diệp Phàm lao về phía mình, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Cậu ta không ngừng bóp cò, nhưng đạn vừa bay đến trước mặt Diệp Phàm liền rơi xuống đất một cách kỳ lạ, căn bản không thể đến gần cơ thể Diệp Phàm. Rốt cuộc mày là người hay quỷ? Sau khi Ngụy Như Phong xả hết đạn trong súng, thấy Diệp Phàm không tổn hại một cọng tóc, cậu ta hoàn toàn sụp đổ, sợ hãi hét lên. Tao là ông nội mày. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tung một chưởng về phía cậu ta. Mày không thể giết tao, tao là... Ngụy Như Phong thấy Diệp Phàm tung chưởng đến, mặt biến sắc, trực tiếp kêu to. Chỉ là còn chưa nói hết câu đã bị một chưởng của Diệp Phàm đập nát đầu. Ngụy thiếu gia. Mà Giang Thiên Dương thấy chỗ dựa vững chắc của mình bị giết, vẻ mặt vô cùng khó coi, nhìn Diệp Phàm, mày dám giết Ngụy thiếu gia? Mày biết Ngụy thiếu gia là ai không? Cậu ta là ai, liên quan gì đến tao? Diệp Phàm bĩu môi. Cha nuôi của Ngụy thiếu gia chính là Ngụy Thiên Hiền của quận Giang Nam. Mày giết Ngụy thiếu gia, lão Ngụy sẽ không tha cho mày. Giang Thiên Dương quát lên với Diệp Phàm. Nói nhiều quá. Diệp Phàm vung một cái tát, trực tiếp giết chết Giang Thiên Dương. Cha! Giang Phong thấy cha mình bị giết, đau đớn kêu lên. Mày! Giang Phong nhìn Diệp Phàm đang muốn nói gì đó, một cây kim bạc đâm vào giữa trán, trực tiếp trầu Diêm Vương. Sau đó, Giang Thiên Thành bước ra, đến trước mặt Diệp Phàm nói, Diệp công tử, cậu lại cứu tôi một mạng rồi, cậu đúng là đại ân nhân của nhà họ Giang, nhưng tôi không ngờ thằng nhóc kia lại là con nuôi của lão Ngụy, đúng là phiền phức rồi. Cha, lão Ngụy này rất lợi hại sao? Giang Tuyết tò mò hỏi. Lão Ngụy, tên là Ngụy Thiên Hiền, vốn là đại nội tổng quản của Hoàng Thất, cai quản hầu hết chuyện lớn nhỏ trong Hoàng Thất, có quyền rất lớn, sau này về hưu, đến quận Giang Nam dưỡng lão. Đến quận trưởng Giang Nam và bốn gia tộc lớn mỗi năm lễ Tết đều đến thăm hỏi vị này, địa vị ông ta rất cao, chúng ta căn bản không thể tưởng tượng nổi. Mà không ngờ cậu ta lại là con trai nuôi của lão Ngụy. Vậy thì phiền to rồi. Giang Thiên Thành nhìn thi thể Ngụy Như Phong, vẻ mặt nghiêm trọng. Đại nội tổng quản, không phải là thái giám à? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Ha, Diệp công tử, đừng nói lung tung, nếu để lão Ngụy biết được sẽ rắc rối đó. Giang Thiên Thành vội vàng nhắc nhở. Tôi cũng đã giết con trai nuôi ông ta rồi, nói ông ta là thái giám thì có sao chứ? Nếu ông ta phái người đến, vậy tôi giết bọn chúng là được rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói một câu, rồi muốn rời đi. Diệp công tử, đợi một chút. Đột nhiên, Giang Thiên Thành gọi Diệp Phàm. Còn có việc gì sao? Đối phương liếc mắt một cái. Diệp công tử, xin hãy đợi một chút. Giang Thiên Thành nói xong liền đi vào trong nhà họ Giang. Ba cô làm gì vậy? Diệp Phàm nhìn Giang Tuyết. Tôi cũng không biết. Giang Tuyết lắc đầu. Rất nhanh sau đó, Giang Thiên Thành đi ra. Trong tay còn cầm theo một cái hộp. Diệp công tử, để bày tỏ lòng biết ơn của nhà họ Giang với cậu, vật này giao cho cậu. Giang Thiên Thành đưa chiếc hộp cho Diệp Phàm. Đây là gì? Diệp Phàm cầm hộp, mở ra thì thấy bên trong có một khối ngọc cổ, trên ngọc khắc hình rồng, tỏ sáng rực rỡ. Sở dĩ đêm nay đám người Ngụy thiếu gia kia xuất hiện ở đây, đều là vì vật này mà đến. Giang Thiên Thành nghiêm túc nói. Ba, đây là gì vậy? Sao trước giờ con không nghe ba nhắc đến? Giang Tuyết tò mò hỏi. Vật này là do ông nội con đem về mười mấy năm trước, lần đó ông nội còn về không bao lâu thì qua đời vì bị thương. Trước khi ông ấy mất nói với ba, vật này ẩn chứa bí mật rất lớn, rất quan trọng, bảo ba cất giữ cẩn thận, không được nói với bất kỳ ai, con và chú hai của con, ba cũng chưa từng nói qua. Nhưng không biết Ngụy thiếu gia kia từ đâu biết được sự tồn tại của vật này, đêm nay đến là để cướp nó. Giang Thiên Thành nói, nếu thứ này đã quan trọng như vậy, sao ông lại giao cho tôi? Diệp Phàm nhìn Giang Thiên Thành hỏi, Diệp công tử đã cứu tôi hai lần, có ơn rất lớn với nhà họ Giang tôi, vì vậy tôi mới tặng thứ này cho Diệp công tử coi như cảm ơn. Giang Thiên Thành nói, thật không, tôi thấy ông là thấy tin tức của vật này đã lộ ra ngoài,
sợ sẽ kéo đến họa sát nhân cho nhà họ Giang, nên mới chuyển củ khoai nóng bỏng tay này cho tôi. Diệp Phàm cười nói. Nhất thời, vẻ mặt Giang Thiên Thành có chút xấu hổ. Diệp công tử, tôi. Được rồi, không cần nói nữa. Ông đã tặng nó cho tôi, vậy thì là của tôi. Đúng rồi, cô đâm trúng xe của tôi, phải chịu trách nhiệm sửa nó. Diệp Phàm nhận lấy ngọc, nhìn Giang Tuyết nói một câu rồi rời khỏi nhà họ Giang. Cha, viên ngọc đó liệu có mang đến phiền phức cho Diệp công tử không? Giang Tuyết có chút lo lắng nhìn Giang Thiên Thành. Cha tin cậu ấy có thể ứng phó. Ánh mắt Giang Thiên Thành lóe lên. Khu biệt thự Tử Kinh. Khi Diệp Phàm về biệt thự, Đường Sở Sở vội vàng kêu lên, anh Tiểu Phàm. Đông Mai đứng một bên gọi Diệp Phàm, thiếu chủ. Diệp Phàm nhìn Đông Mai, sao cô còn chưa về? Thưa thiếu chủ, trước đó trên đường hộ tống thiếu phu nhân trở về gặp được người muốn giết thiếu phu nhân, vì sự an toàn của thiếu phu nhân, tôi liền ở lại thủ. Đông Mai lên tiếng. Có người muốn giết Sở Sở sao, là ai vậy? Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng. Đối phương cũng chỉ là kẻ chết thay, không hỏi ra được tin tức gì, nhưng tôi đã liên lạc với chị rồi, nói cô ấy điều tra thân phận của bọn chúng, tôi tin rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Đông Mai nói. Được, vất vả rồi, cô về trước đi. Diệp Phàm gật đầu. Bà xã à, chắc là dọa em sợ rồi phải không, sớm biết vậy anh đã không đến nhà họ Giang. Diệp Phàm lập tức xoa đầu Đường Sở Sở. Em không sao, anh Tiểu Phàm không cần lo cho em, chuyện nhà họ Giang đã giải quyết xong rồi sao? Đường Sở Sở nói. Giải quyết xong rồi. Diệp Phàm gật đầu nói, nhưng sao lại có người muốn giết em? Có thể là vì đan chú nhan mà tới. Đường Sở Sở đoán. Chắc là không phải đâu, đợi có tin tức từ Bách Hoa Lâu, anh thật muốn xem thử, anh lớn gan như vậy, dám xuống tay với cả vợ của anh. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cha, thế nào rồi? Đường Phong dò hỏi Đường Chính Nghĩa. Mấy người phái đi đều đã chết, không ngờ bên cạnh con nhóc đó vậy mà là có cao thủ khác bảo vệ. Đường Chính Nghĩa lạnh lùng nói. Người đêm nay ra tay với Đường Sở Sở chính là do ông ta phái đi. Vậy phải làm sao đây? Đường Phong nhướng mày. Không cần lo, bà đã liên lạc với một sát thủ bậc nhất, có người đó ra tay, con nhóc kia chắc chắn phải chết. Đường Chính Nghĩa lạnh giọng. Sát thủ, có đáng tin không? Đường Phong lo lắng hỏi. Yên tâm đi, vị sát thủ này là kim bài trong giới sát thủ, hắn ra tay, tuyệt đối không có vấn đề. Đường Chính Nghĩa tự tin nói. Đế Đô, căn cứ chiến bộ. Hắn biết cầm thiên trảo của chiến thần Thiên Sách. Chắc chắn chứ. Long Chiến Thiên nhìn quân đao trước mặt, vẻ mặt khiếp sợ nói. Vô cùng chắc chắn. Quân đao mặt lạnh như băng. Ngữ khí kiên định nói. Người này quả nhiên chưa chết. Long Chiến Thiên nhướng mày, nhưng người này sao lại biết chiêu thức của ông ấy? Chẳng lẽ là đồ đệ thất truyền của ông ấy sao? Ông ấy nhận đồ đệ. Quân đao nghe vậy, sắc mặt thay đổi, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Đừng nghĩ nhiều, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Long Chiến Thiên nhìn quân đao nói. Người này quả thật mạnh hơn tôi nghĩ. Được ông ấy nhận làm đồ đệ cũng là chuyện bình thường. Quân đao lắc đầu, nói. Nếu người này thật sự là đồ đệ của ông ấy, nếu ông ấy biết chúng ta định đưa đồ đệ của ông ấy đến nước Lưu Ly, chỉ sợ sẽ lật đổ cả chiến bộ của chúng ta. Long Chiến Thiên cảm thán nói. Nếu ông ấy vẫn còn sống, vậy chúng ta không cần lo lắng uy hiếp từ nước Lưu Ly nữa rồi. Quân đao lạnh nhạt nói. Đúng vậy, nếu ông ấy còn sống, nước Lưu Ly dám xé bỏ minh ước. Vậy chính là tự tìm đường chết. Long Chiến Thiên gật đầu, nói, chẳng trách người này lại ra tay tàn độc với người của nước Lưu Ly như vậy, hóa ra là đồ đệ của ông ấy, mau bảo người điều tra rõ thân phận của người này, đồng thời nghĩ cách tiếp xúc cậu ta một chút, dò thám xem ông ấy rốt cuộc đang ở đâu. Rõ, Long Soái. Vậy chúng ta phải làm sao để phục quốc? Quân đao nói, nếu cần đánh thì cứ đánh. Long Soái vẻ mặt lạnh như băng quát. Hôm sau, Diệp Phàm và Đường Sở Sở ăn sáng xong liền đến nhà họ Đường. Hôm nay chính là ngày Diệp Phàm lại châm cứu cho ba vợ, hơn nữa Đường Sở Sở cũng muốn báo cáo với lão phu nhân tình hình Đường Thị, vì vậy hai người cùng nhau về nhà họ Đường. Mà ở khu ngoại ô thành phố quận Giang Nam, ở một nơi non xanh nước biếc, có một sơn trang rộng lớn, nghiêm trang.
phía trên cổng màu vàng đồng có một tấm bảng, viết bốn chữ to màu vàng Ngụy Thị Sơn Trang. Đây chính là nơi ở của lão Ngụy, chính là người mà các gia tộc giàu có, thậm chí là người có quyền lực ở quận Giang Nam mỗi dịp lễ Tết đều phải đến thăm hỏi. Lúc này, bên trong Sơn Trang, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo lụa dài, vẻ mặt phúc hậu đang ngồi uống trà, hai bên có hai người phụ nữ mặc sườn xám hầu hạ. Đây chính là lão Ngụy, Ngụy Thiên Hiền. Ông chủ. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sử bước nhanh tới, vẻ mặt gấp gáp. Gấp cái gì? Trời sập sao? Ngụy Thiên Hiền nhìn người đàn ông trung niên, không hài lòng nói. Ông chủ, thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Người đàn ông trán đầy mồ hôi, nói. Ngụy Thiên Hiền có chút sững lại, rồi lạnh nhạt nói, Như Phong làm sao? Hôm qua thiếu gia dẫn theo lão tôn đến Thiên Hải, sau đó bọn họ đều chết trong nhà họ Giang ở Thiên Hải. Người đàn ông cúi đầu nói. Rắc rắc, nháy mắt, chén trà trong tay Ngụy Thiên Hiền vỡ nát, một hơi thở dữ tợn tỏa ra, tràn ngập cả Sơn Trang, hai người phụ nữ mặc sườn xám và người đàn ông kia trực tiếp quỳ trên đất. Như Phong bị giết. Nhà họ Giang nhỏ bé kia sao có thể giết Như Phong và lão tôn? Sắc mặt Ngụy Thiên Hiền u ám, quát lên, lộ ra vài phần sắc bén. Việc này chúng tôi đang điều tra. Người đàn ông quỳ trên đất nói. Điều tra rõ ràng cho ta, nhất định phải tìm được kẻ đứng sau, còn có Ngọc Rồng, bất luận thế nào cũng phải lấy về. Dám chống đối ta, bất luận là ai, đều phải chết. Ngụy Thiên Hiền quát. Rõ. Người đàn ông gật đầu, nói tiếp, vậy ông chủ, thọ yến của ngài vẫn tiếp tục cử hành sao? Như thường lệ. Ngụy Thiên Hiền lạnh nhạt nói. Vâng ạ. Người đàn ông trả lời. Thiên Hải, nhà họ Đường. Bà nội. Đường Sở Sở dẫn Diệp Phàm tới chào hỏi bà cụ Đường. Nhìn thấy lão phu nhân còn chào, có quy củ hay không vậy? Tôi cũng đâu phải tới để chào hỏi. Diệp Phàm bĩu môi, ánh mắt nhìn sang phía Đường Chính Nhân rồi đi tới. Chú, hôm nay cháu tới để châm cứu lần hai cho chú, làm xong thì chú có thể đứng dậy. Được. Đường Chính Nhân mỉm cười gật đầu. Đứng dậy, sao có thể? Người nhà họ Đường nghe vậy thì gương mặt đều mang vẻ không tin. Này, cậu lại đang làm loạn cái gì vậy? Bà cụ Đường quát Diệp Phàm. Mẹ, Tiểu Phàm đang châm cứu chữa trị hai chân của con, lúc trước Tiểu Phàm đã châm một lần, hai chân của con đã có cảm giác rồi. Đường Chính Nhân nhìn bà cụ Đường nói. Thật sao? Bà cụ Đường có vẻ ngạc nhiên. Cha con Đường Chính Nghĩa và Đường Chính Đạo đứng bên cạnh đều giật mình. Cậu thật sự có thể chữa khỏi chân, để ông ấy có thể đứng dậy lần nữa. Dương Ngọc Lan có chút kích động nhìn Diệp Phàm nói. Đương nhiên. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra kim châm, chuẩn bị châm cứu hai chân Đường Chính Nhân. Lần này, hắn châm mỗi chân ba kim. Đây cũng là châm thứ ba trong quỷ cốc cửu châm. Lúc này, toàn bộ ánh mắt người nhà họ Đường đều tập trung lên người Diệp Phàm. Kỹ thuật của thằng danh này sao có thể giỏi như vậy được, hắn ta chắc chắn đang cố ý lừa bịp. Đường Phong nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khinh thường. 10 phút sau, khi Diệp Phàm rút toàn bộ kim bạc ra, hai chân của Đường Chính Nhân đã khôi phục lại màu máu, xương gãy và kinh mạch đã bình phục như lúc ban đầu. Chú, bây giờ chú thử hai chân xem cảm thấy thế nào. Diệp Phàm nhìn Đường Chính Nhân hỏi. Chú cảm thấy như sức lực ở chân đã khôi phục lại. Đường Chính Nhân vừa nói vừa nhấc chân lên, tay chống xe lăn rồi trực tiếp đứng dậy. Mọi người nhìn thấy Đường Chính Nhân đứng lên từ xe lăn thì rất bất ngờ. Chú thử đi mấy bước xem. Diệp Phàm nói. Đường Chính Nhân lập tức đi tới đi lui mấy bước. Có lẽ là rất lâu không đi nên bước chân của Đường Chính Nhân không ổn định, nhưng sự thật là ông đã có thể đi lại. Ba thật sự đã hồi phục lại bình thường. Tốt quá. Đường Sở Sở vui mừng nhìn Đường Chính Nhân nói. Ông xã, anh có thể đi được rồi, thật tốt quá. Dương Ngọc Lan vô cùng xúc động, ôm chầm lấy Đường Chính Nghĩa. Ba cụ Đường, Đường Chính Đạo đều rất ngạc nhiên. Vẻ mặt Đường Chính Nghĩa và Đường Phong lại rất khó coi. Ngọc Lan, tôi không sao nữa, tôi có thể đi lại được rồi. Lúc này, bản thân Đường Chính Nhân cũng rất phấn khởi. Chính Nhân, cuối cùng con cũng đứng dậy được rồi. Bà cụ Đường thấy Đường Chính Nhân đứng dậy thì hết sức vui mừng. Đại ca, chúc mừng anh đứng dậy lần nữa. Đường Chính Đạo nói với Đường Chính Nhân. Tiểu Phàm, cảm ơn cháu.
nếu không có cháu thì e là chú phải ngồi trên xe lăn suốt đời. Đường Chính Nhân nhìn Diệp Phàm, cảm kích nói. Chú đừng khách sáo như vậy. Diệp Phàm khẽ cười. Mẹ, mẹ thấy chưa? Anh Tiểu Phàm rất giỏi đó. Đường Sở Sở vội vàng kéo tay Dương Ngọc Lan nói. Thằng nhóc này xem như có chút bản lĩnh, cũng không phải đồ ăn hại. Nhưng mẹ cũng phải nói rõ, cho dù nó chữa khỏi chân cho ba con thì cũng chỉ là một bác sĩ nhà quê biết chút y thuật, vẫn không xứng với con. Dương Bạch Lan nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Nói không sai, hiện tại đan chú nhan đã đưa ra thị trường, giá trị của tập đoàn Đường Nhị tăng gấp mấy lần trong vòng một ngày, tương lai trở thành tập đoàn đứng đầu Long Quốc cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, xứng với thân phận địa vị của Sở Sở chỉ có những đại thiếu đỉnh cấp của Long Quốc, chứ không phải kẻ tầm thường biết chút y thuật. Bà cụ Đường nói với vẻ mặt lạnh như băng. Cho dù chữa khỏi chân cho Đường Chính Nhân thì vẫn không thể thay đổi cái nhìn của bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan về Diệp Phàm. Trong mắt bọn họ, Diệp Phàm vẫn không xứng tầm. Dù sao thì xã hội này, người ta chỉ xem trọng thân phận, quyền lợi, địa vị. Những thứ này Diệp Phàm đều không có. Diệp Phàm cũng từ chối cho ý kiến, không nói lời nào. Mẹ, bây giờ sức khỏe Chính Nhân đã hồi phục rồi, có phải là nên để cho anh ấy quay lại công ty làm việc không? Dương Ngọc Lan nói với bà cụ Đường. Thân thể đại ca vừa mới hồi phục, em cảm thấy không nên làm việc quá sức. Đường Chính Nghĩa nói. Ừ, cứ để Chính Nhân ở nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn, công ty có Chính Nghĩa giúp Sở Sở là được rồi. Bà cụ Đường nói. Tam gia, đại sư Hứa Thanh Lai tới rồi. Lúc này, quản gia nhà họ Đường tới, nói với Đường Chính Đạo. Hứa đại sư tới, nhanh mời vào. Đường Chính Đạo trực tiếp nói. Ánh mắt liếc về phía Diệp Phàm, nhóc con, lần trước Hứa đại sư bị cậu chọc tức bỏ đi, lần này tốt nhất thì cậu đừng có nói linh tinh. Rất nhanh, Hứa Thanh Lai dẫn theo một lão già tóc trắng đi tới, phía sau ông già kia còn có hai người đàn ông trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn, vẻ mặt lạnh tanh. Hứa đại sư, ông tới rồi. Đường Chính Đạo cười cười nhìn Hứa Thanh Lai. Đường Tam gia, hôm nay tôi không phải tự mình tới mà đi cùng sư phụ. Hứa Thanh Lai giới thiệu ông già tóc trắng ở bên cạnh. Vương Ngự Y. Sao ông lại tới đây? Mẹ, vị này chính là Vương Ngự Y, một trong những ngự y của Vương Triều. Đường Chính Đạo rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông già tóc trắng, ông ta vội vàng giới thiệu với bà cụ Đường. Vương Ngự Y. Bà cụ Đường biết được thân phận của ông già tóc trắng thì vẻ mặt khiếp sợ. Bà vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Vương Ngự Y, cung kính nói. Bà già này tham kiến Vương Ngự Y, không biết Vương Ngự Y đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin ngài thứ tội. Ngự Y là những y sư chữa bệnh cho vua và những thành viên hoàng thất. Thân phận và địa vị vô cùng cao quý. Cho dù là một chức quan tam phẩm thì khi gặp Ngự Y cũng phải cung kính. Bà cụ Đường có thể không quan tâm đến một kẻ thôn quê không có lai lịch như Diệp Phàm, nhưng cũng không dám thiếu tôn kính với một Ngự Y. Bà cụ Đường khách khí rồi. Hôm nay lão già này không mời mà tới là vì một chuyện rất quan trọng. Vương Ngự Y khẽ vuốt chòm râu, thản nhiên nói. Vương Ngự Y, mời nói. Bà cụ Đường cung kính đáp. Nghe nói tập đoàn Đường Thị vừa mới nghiên cứu ra một sản phẩm mới tên là đan chú nhan, có thể khiến người sử dụng trẻ ra 10 tuổi, tôi muốn cách điều chế và tất cả tài liệu nghiên cứu của sản phẩm này. Vương Ngự Y trực tiếp nói. Cái này... Vẻ mặt của bà cụ Đường và những người khác lập tức thay đổi. Sao nào, có vấn đề gì? Vương Ngự Y trầm giọng nói. Chào Vương Ngự Y, tôi là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị, công thức điều chế và những tài liệu liên quan tới đan chú nhan đều là bảo mật cấp cao của tập đoàn chúng tôi, thứ cho tôi không thể giao cho ngài được. Đường Sở Sở nhìn Vương Ngự Y rồi nói thẳng. Cô Đường, cô lại dám từ chối sư phụ tôi, cô biết hậu quả của việc này là gì không? Hứa Thanh Lai nhìn Đường Sở Sở, hừ một tiếng rồi nói. Chủ tịch Đường, hôm nay lão già này tới đây muốn công thức và tài liệu nghiên cứu của đan chú nhan không phải vì lợi ích cá nhân, mà là vì Long Quốc, vì bệ hạ. Viện Ngự Y dự định tiến hành nghiên cứu toàn diện về đan chú nhan, thông qua công thức và tài liệu nghiên cứu phát triển sản phẩm của tập đoàn, đồng thời sẽ nghiên cứu ra một loại thuốc có hiệu quả mạnh hơn. Bằng cách này, bệ hạ có thể sẽ kéo dài được tuổi thọ. Thế nên nếu chủ tịch Đường không muốn giao ra, vậy là đang chống lại bệ hạ, hậu quả như thế nào, chủ tịch Đường đã suy nghĩ kỹ chưa?
Vương Ngự Y nhìn Đường Sở Sở, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Đường Sở Sở, bà cụ Đường và những người khác đều thay đổi, lộ ra vẻ nặng nề. Đối địch với Long Quốc, đây là tội nặng liên lụy tới cửu tộc. Vương Ngự Y, người bớt giận, chúng tôi sẽ... Ngay lập tức, bà cụ Đường sợ đến mức định giao công thức của đan chú nhan. Nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị Diệp Phàm ngắt lời. Muốn nghiên cứu ra thuốc trường sinh cho bệ hạ, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của mấy người, đừng chạy tới đây cướp thành quả của người khác, hành vi không biết xấu hổ như thế này cũng xứng được xưng là ngự y. Đúng là mất mặt giới thầy thuốc. Diệp Phàm nhìn vị ngự y vương triều, không chút khách khí mắng. Danh con, lại là mày. Lá gan của mày cũng to lắm, dám mắng ngự y đương triều. Hứa Thanh Lai chỉ vào Diệp Phàm nói. Câm miệng. Bà cụ Diệp đen mặt, quát Diệp Phàm. Này cậu, cậu lại định hại chết nhà họ Đường chúng tôi sao? Dương Ngọc Lan mắng Diệp Phàm. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Người trẻ tuổi, có vài lời không thể nói linh tinh, cậu có biết những lời vừa rồi sẽ mang tới hậu quả gì cho cậu không? Vương Ngự Y trầm mặt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ tức giận. Hậu quả. Tôi cũng rất muốn biết có hậu quả gì. Diệp Phàm cười xem thường. Danh con, mày chết chắc rồi, mày. Bộp. Hứa Thanh Lai chỉ vào Diệp Phàm hét lớn, nhưng vừa mở miệng đã bị Diệp Phàm tát một bạt tai, nửa hàm răng văng ra ngoài. Thanh Lai. Vương Ngự Y thấy đồ đệ của mình bị đánh, ông ta tức giận chỉ vào Diệp Phàm, cậu. Lúc này, Vương Ngự Y bị chọc tức tới không nói nên lời. Bộp. Diệp Phàm cũng không hề khách khí, tát luôn Vương Ngự Y một bạt tai. Vương Ngự Y. Vẻ mặt của hai người đàn ông đi cùng Vương Ngự Y thay đổi. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra sát khí, trực tiếp tấn công Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa vung tay, hai người họ lập tức bay ngược ra ngoài, đập xuống đất nôn ra máu. Mày, thằng oát con, mày dám đánh lão Ngự Y, lão già này nhất định sẽ bẩm báo lên bệ hạ, tru di cửu tộc. Lúc này Vương Ngự Y vừa giận vừa sợ nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm. Tùy ông. Diệp Phàm cũng không để ý. Vương Ngự Y, ngài bớt giận. Lúc này, Đường Chính Đạo vội vàng chạy lên đỡ ông ta. Hừ. Còn cả nhà họ Đường các người, lão già nãy sẽ nhớ kỹ nhục nhã ngày hôm nay. Vương Ngự Y hất thẳng cánh tay đang đỡ của Đường Chính Đạo ra, mang theo đồ đệ và hai người đàn ông kia rời khỏi nơi này. Thằng danh kia. Mày gây ra tội lớn rồi, đánh ngự y đương triều là tội chết. Một khi bệ hạ tức giận, đừng nói tới cậu, cả nhà họ Đường cũng sẽ bị tru di cửu tộc. Đường Chính Đạo nhìn Diệp Phàm, không kiềm chế được tức giận nói. Đúng là khốn nạn, cậu chính là sao chổi của nhà họ Đường chúng tôi. Cậu cút ngay cho tôi. Bà cụ Đường chỉ thẳng vào Diệp Phàm, tức giận quát. Bà xã, chúng ta đi. Diệp Phàm kéo Đường Sở Sở rời khỏi đây. Lúc này, bà cụ Đường tức tới thở không ra hơi. Mẹ, mẹ bớt giận. Đường Chính Nhân vội vàng bước lên đỡ. Tất cả đều do cô con gái ngoan của anh tìm được cái thứ vô liêm sỉ, cậu ta phải khiến cho họ Đường tan cửa nát nhà thì mới chịu bỏ qua. Bà cụ Đường tức giận mắng luôn cả Đường Chính Nhân. Mẹ, mẹ đừng lo, bây giờ con sẽ đi liên hệ với Vương Ngự Y, nghĩ cách xoa dịu cơn giận của ông ấy. Đường Chính Đạo nói với bà cụ Đường. Chính Đạo, con mau đi, dùng mọi cách để làm Vương Ngự Y bất giận, cho dù là đưa công thức đan chú nhan cho ông ấy. Bà cụ Đường vội vàng nói. Con biết rồi. Nhưng mà mẹ, không thể cho thằng oát kia ở bên Sở Sở nữa. Con muốn tìm cho Sở Sở một mối hôn sự mới, mẹ thấy thế nào? Đường Chính Đạo nói. Kết hôn với người khác, con tìm được người nào thích hợp chưa? Bà cụ Đường nhìn Đường Chính Đạo nói. Có. Con tìm được một người, dù là thân phận địa vị hay là năng lực thì đều thuộc bậc anh tài trẻ tuổi của Long Quốc, cực kỳ xứng đôi với Sở Sở. Hơn nữa, nếu như Sở Sở thành đôi với cậu ấy thì nhà họ Đường chúng ta sẽ có thêm chỗ dựa vững chắc, trở thành gia tộc hạng nhất ở Long Quốc là không thành vấn đề. Đường Chính Đạo nói. Thật sao, vậy thì tốt quá. Bà cụ Đường lập tức vui mừng. Em ba, người mà em nói là ai? Giỏi như vậy sao? Dương Ngọc Lan tò mò hỏi. Chị dâu, trước tiên em phải giữ bí mật, đợi chắc chắn thì sẽ nói cho mọi người biết. Đường Chính Đạo đáp. Em ba, Sở Sở có tình cảm rất sâu đậm với Tiểu Phàm,
con bé sẽ không chấp nhận người đàn ông khác đâu. Đường Chính Nhân nhíu mày nói. Anh cả, thằng Oát kia không quyền không thế, căn bản không xứng với Sở Sở nhà chúng ta, hơn nữa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chỉ cần anh chị đồng ý thì cho dù Sở Sở không chấp nhận thì cũng chẳng làm gì được. Anh cả, anh không thể vì cậu ta chữa khỏi chân cho mình mà cho phép chúng nó được. Đường Chính Đạo khuyên nhủ Đường Chính Nhân. Nói không sai, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, Sở Sở không muốn cũng không được. Chính Đạo, mối hôn sự này giao cho con đó, nhất định phải thành. Bà cụ Đường nghiêm nghị nói. Vâng. Đường Chính Đạo gật đầu đáp. Bên kia, Diệp Phàm rời khỏi nhà họ Đường, trở về biệt thự ở Thiên Hải. Di Thẩm. Diệp Phàm vừa bước vào đã nhìn thấy một vị phu nhân. Người này chính là hầu gái của mẹ Diệp Phàm, Thẩm Nhan. Sau khi Diệp Phàm mang Thẩm Nhan từ thành phố Giang trở về Thiên Hải, hắn nhờ Xuân Lan sắp xếp chỗ ở, còn tìm chuyên gia tới chăm sóc. Tiểu Phàm. Thẩm Nhan mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Sau mấy ngày dưỡng thương, thân thể Thẩm Nhan cơ bản đã khôi phục, so với lúc ở thành phố Giang, Thẩm Diễn thì giống như hai người khác nhau. Dì Thẩm, dì ở đây có quen không, có cần thêm thứ gì không? Diệp Phàm nhìn Thẩm Nhan nói. Ở đây cái gì cũng có, lại có người chăm sóc, dì không cần thêm gì cả. Nhưng mà Tiểu Phàm, biệt thự to như vậy chỉ có một mình dì, có phải lãng phí quá không? Hay là dì đổi chỗ ở khác nhé? Thẩm Nhan nói. Dì Thẩm, dì cứ yên tâm ở đây đi, bây giờ cháu không thiếu tiền, dì không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc đâu. Mấy năm nay dì chịu khổ rồi, bây giờ dì cũng nên hưởng thụ thôi. Diệp Phàm cười đáp. Nếu như bà chủ thấy được bây giờ cháu có bản lĩnh như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Thẩm Nhan vui mừng nhìn Diệp Phàm. Dì Thẩm. Dì có biết sốt cuộc năm đó ai đã ra tay với nhà họ Diệp không? Ba mẹ cháu có kẻ thù không? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Hiện tại Bách Hoa Lâu vẫn chưa tra ra được người đứng sau, thế nên Diệp Phàm hỏi thử xem có tìm được manh mối gì từ Thẩm Nhan không? Chuyện này có lẽ là liên quan tới thân phận của ông chủ. Thẩm Nhan trầm mặc đáp. Thân phận của ba cháu. Diệp Phàm sững người. Chuyện tới nước này, cháu cũng nên biết một số chuyện. Thẩm Nhan nhìn Diệp Phàm nói. Chuyện gì? Diệp Phàm dò hỏi. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một bí mật lớn sắp được hé lộ. Thật ra, ông chủ không phải người thành phố Giang, ông ấy tới từ Đế Đô, cũng là người thừa kế của gia tộc cổ xưa thần bí ở Đế Đô. Thẩm Nhan nói. Chuyện này. Nghe vậy, Diệp Phàm kinh ngạc. Năm đó, ông chủ và bà chủ yêu nhau, nhưng lại bị nhà ông chủ phản đối. Ông chủ vì bà chủ, không chỉ từ bỏ thân phận người thừa kế, còn cắt đứt quan hệ với người nhà, mang theo bà chủ tới thành phố Giang sống, sau này ông chỉ lập nên nhà họ Diệp, đồng thời cũng sinh ra cháu. Thẩm Nhan nhìn Diệp Phàm nói. Dì Thẩm, những gì dì nói đều là thật sao? Lúc này, Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ. Những chuyện dì vừa nói đều là do bà chủ nói với dì, hoàn toàn là sự thật. Thẩm Nhan gật đầu đáp. Dì Thẩm. Dì nghi ngờ người diệt nhà họ Diệp năm đó có liên quan tới gia tộc của ba cháu sao? Diệp Phàm thấp giọng nói. Dì chỉ cảm thấy hẳn là có chút quan hệ, cụ thể như thế nào thì dì không rõ. Thẩm Nhan nhẹ giọng đáp. Vậy dì Thẩm có biết ba cháu đến từ dòng họ nào không? Diệp Phàm hỏi. Cái này thì dì không nắm được. Thẩm Nhan lắc đầu. Lúc này, ánh mắt Diệp Phàm không ngừng lóe lên. Hắn lấy điện thoại gọi cho Xuân Lan. Xuân Lan, giúp tôi điều tra một chút, ở Đế Đô có gia tộc nào họ Diệp không? Diệp Phàm trực tiếp nói. Vâng thưa thiếu chủ. À đúng rồi thiếu chủ, tôi vừa nhận được tin tức, quân chủ quân Bạch Hổ đã phái 1.000 binh sĩ tinh nhuệ hướng về Thiên Hải, không đến một tiếng nữa sẽ đến nơi. Bọn họ hẳn là tới tìm thiếu gia, có cần thuộc hạ triệu tập người của Bách Hoa Lâu chặn đường họ không? Xuân Lan hỏi. Quân Bạch Hổ. Một mình tôi đối phó với bọn họ là đủ rồi, các cô không cần ra tay. Diệp Phàm hững hờ đáp. Thiếu chủ có muốn tôi lấy danh nghĩa Bạch Hoa Lâu cảnh cáo quân chủ quân Bạch Hổ? Xuân Lan nói. Không cần đâu, muốn chết thì cứ để cho bọn họ tới. Diệp Phàm nói xong thì cúp máy. Dì Thẩm, cháu còn có chút chuyện, cháu đi trước đây. Hôm khác cháu lại tới thăm dì. Diệp Phàm nói với Thẩm Nhan rồi rời khỏi biệt thự. Tại một ngã tư trong thành phố,
Triệu Hữu Dung đang đứng chỉ huy giao thông thì bất ngờ có một chiếc taxi chạy ngang qua trước mặt cô. Ngồi trên xe là Diệp Phạm, xe của anh bị Giang Tuyết đụng phải, còn đang sửa nên chỉ có thể bắt taxi. Là anh ta. Triệu Hữu Dung vừa nhìn thấy Diệp Phạm thì hai mắt đã sáng lên. Lập tức, Triệu Hữu Dung cưỡi mô tô bên cạnh đuổi theo. Diệp Phạm bắt taxi tới một con đường cách thành phố mấy chục dặm. Hắn lặng lẽ đứng sang một bên chờ cái gì đó. Rất nhanh, Triệu Hữu Dung đã cưỡi xe mô tô tới. Cô dừng xe, cởi mũ bảo hiểm rồi đi về phía Diệp Phạm. Sao lại là anh? Tôi cũng đâu có lái xe. Diệp Phạm bĩu môi nhìn Triệu Hữu Dung. Anh chạy tới đây làm gì? Triệu Hữu Dung nói. Tôi tới đây là phạm pháp à? Cô quản hơi nhiều rồi thì phải. Diệp Phạm đáp. Anh! Thấy thái độ của Diệp Phạm, Triệu Hữu Dung giận không chỗ phát tiết. Tên khốn nhà anh, tôi phải đưa anh tới Lưu Ly Quốc mới phải. Triệu Hữu Dung hừ một tiếng. Sao cô biết chuyện này? Lẽ nào cô cũng là người của chiến bộ Long Quốc? Diệp Phạm ngạc nhiên nhìn Triệu Hữu Dung. Hừ, chút chuyện như vậy, sao bản tiểu thư lại không biết, nhưng tôi sẽ nói anh biết bí kỹ của chiến thần thiên sách, anh với ông ấy có quan hệ gì? Đột nhiên, Triệu Hữu Dung tò mò hỏi Diệp Phạm. Không liên quan tới cô. Nghe Diệp Phạm nói xong, Triệu Hữu Dung tức tới mức hận không thể đánh cho hắn một trận. Phút phút phút, lúc này có tiếng xe ô tô vang lên. Mấy chục xe tải lớn từ xa đi tới nối thành một hàng dài, trông cực kỳ hoành tráng. Tôi còn chuyện phải làm, nếu cô không có việc gì thì có thể đi. Diệp Phàm nhìn lướt qua Triệu Hữu Dung, đi về phía giữa đường, đứng ngay trước đống xe tải. Anh làm cái gì thế? Triệu Hữu Dung thấy Diệp Phàm đứng giữa đường thì giật mình gọi lớn. Kít kít kít. Lúc này, tài xế dẫn đầu thấy Diệp Phàm đang đứng giữa đường thì đạp phanh gấp, một hồi tiếng phanh gấp vang lên, hàng xe tải phía sau đều dừng lại. Một đám người mặc chiến giáp màu trắng trực tiếp bước xuống xe, xếp thành từng hàng, khoảng chừng 1.000 người. Bọn họ là những chiến sĩ tinh anh nhất của quân Bạch Hổ. Thằng danh này muốn chết gà. Lại dám đứng ở đây. Một gã đàn ông cao lớn, giữ như hổ bước xuống quát Diệp Phàm. Hắn ta là một trong ngũ hổ dưới trướng quân chủ quân Bạch Hổ. Mấy người không phải tới giết tôi sao? Tôi đặc biệt tự dâng tới cửa, đỡ cho mấy người phải đi nhiều như vậy. Diệp Phàm thản nhiên nói. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, ánh mắt chiến hổ nheo lại, lộ ra vẻ sát ý. Cậu chính là Diệp Phàm kia. Chiến hổ lớn tiếng quát. Ngay cả mục tiêu muốn giết cũng không nhận ra, năng lực nghiệp vụ của các người cũng quá kém rồi. Diệp Phàm lắc đầu. Quát con, cậu cũng có chút bản lĩnh, còn biết cả chúng tôi tới đây. Cậu giết bao nhiêu người của quân Bạch Hổ như vậy, hôm nay chiến hổ tôi và nghìn quân Bạch Hổ sẽ cho cậu biết, thế nào là thực lực chân chính. Chiến hổ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt muốn giết người. Hắn ta phất tay, 1.000 quân Bạch Hổ trực tiếp xông tới. 1.000 chiến sĩ quân Bạch Hổ, từng người đều mang vẻ mặt cay nghiệt, ánh mắt sắc như dao, hung ác như hổ, bọn họ toát ra ý giết chóc, giống như một đám yêu ma bước ra từ trong biển máu, so với các chiến binh Bạch Hổ trước đó còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Bạch Hổ Doanh, đó không phải là những tử sĩ đáng sợ nhất của quân Bạch Hổ sao? Triệu Hữu Dung nghe thấy chiến hổ nói như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước, cô từng nghe tới Bạch Hổ Doanh của quân Bạch Hổ. Bạch Hổ Doanh chính là sự tồn tại đáng sợ nhất của quân Bạch Hổ. Chiến sĩ thuộc Bạch Hổ Doanh có thể xem như tử sĩ, một khi ra tay, không giết được kẻ thù thì sẽ không bỏ qua. Vì để giết người, bọn họ không tiếc trả bất cứ cái giá nào, bao gồm cả việc bỏ qua tính mạng của mình. Bạch Hổ Doanh đáng sợ thế nào, cả chiến bộ Long Quốc đều biết. Chỉ là không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy chiến sĩ Bạch Hổ Doanh ở nơi này, hơn nữa lại còn là 1.000 người. Khoan đã! Triệu Hữu Dung trực tiếp che chắn trước người Diệp Phàm, nói với đám người chiến hổ. Cô là ai? Tránh ra! Chiến hổ quát Triệu Hữu Dung. Quân Bạch Hổ các người sao có thể điều động quân đội, tự ý rời khỏi nơi đóng quân? Các người đây là đang vi phạm quy định của chiến bộ. Triệu Hữu Dung nói với chiến hổ. Con danh này ở đâu ra vậy, dám quản chuyện của Bạch Hổ Doanh. Chiến hổ nhìn Triệu Hữu Dung khinh thường nói. Này cô, bảo cô đi cô còn chặn ở đây làm gì, vướng víu. Diệp Phàm trực tiếp xách lấy áo của Triệu Hữu Dung, ném qua một bên,
người này, tôi đang giúp anh đấy anh không biết à? Triệu Hữu Dung bị quăng trên mặt đất, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Mặc dù cô biết thực lực của Diệp Phàm rất mạnh, nhưng đối mặt với hắn lúc này chính là Bạch Hổ Doanh hung hãn rất của quân Bạch Hổ, hơn nữa còn có tới 1.000 người. Hổ có mạnh tới đâu cũng không ngăn được đàn sói. Cho dù thực lực người này có mạnh, muốn một mình địch 1.000 chiến sĩ Bạch Hổ Doanh, đây là điều không thể, huống chi còn có Chiến Hổ, một trong ngũ hổ của quân Bạch Hổ. Ngoại trừ quân chủ, ngũ hổ là 5 vị tướng lĩnh mạnh nhất quân Bạch Hổ, họ đều rất hung hãn. Ngoài Chiến Hổ còn có 1.000 chiến sĩ Bạch Hổ Doanh. Với đội hình này, tìm toàn bộ Long Quốc cũng không có ai đơn thương độc mã chống lại được. Chỉ là tên khốn này không biết điều mà ném cô ra ngoài, Triệu Hữu Dung tức giận đến đau cả ngực. Giết! Chiến Hổ nhìn Diệp Phàm, hạ mệnh lệnh. 1.000 chiến sĩ Bạch Hổ Doanh đồng loạt hét lên, cầm trong tay vũ khí, giết xông về phía Diệp Phàm. 1.000 người này phát ra sát khí đáng sợ, trong mắt tràn đầy ý muốn giết người, lao về phía Diệp Phàm, vẻ mặt hung dữ không thể địch lại. Lúc này, dù là cường giả khi đối mặt với chiến trận này, e là cũng sẽ bị sợ tới nhũn hai chân. Nhưng Diệp Phàm lại rất thoải mái, lộ ra vẻ bình tĩnh. Bịch bịch bịch. Rất nhanh, Diệp Phàm đã ra tay. Hắn vừa ra tay, binh lính của Bạch Hổ Doanh lần lượt bay ra ngoài, ngã xuống đất kêu gào, không mất tay thì cũng gãy chân. Nhưng mà, cảnh tượng này cũng không hề làm đám binh lính Bạch Hổ Doanh hoảng sợ, ngược lại càng xông tới hung hãn hơn, bọn họ đều trong trạng thái không sợ hãi, lao về phía Diệp Phàm, muốn giết chết hắn. Trong nháy mắt, Diệp Phàm đã bị đám binh lính Bạch Hổ Doanh bao vây, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tên này chết chắc rồi. Triệu Hữu Dung lắc lắc đầu. Vì sao anh ta xảy ra chuyện, mình lại có chút trống vắng thế nhỉ? Lúc này, Triệu Hữu Dung nhíu mày. Cô và Diệp Phàm mới chỉ gặp nhau chưa tới 3 lần, nhưng hiện tại trông thấy đối phương xảy ra chuyện, trong lòng cô lại thấy vắng vẻ. Nhưng ngay lúc này, một đinh ai nhức óc vang lên. Đám chiến sĩ Bạch Hổ Doanh đang bao vây Diệp Phàm bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, từng người ngã lăn trên mặt đất. Không ngừng nôn ra máu, mất đi năng lực chiến đấu. Diệp Phàm đứng ở nơi đó, bình an vô sự, toàn thân có một luồng năng lượng vô hình dâng trào. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Chiến Hổ trầm xuống, hắn có chút kinh ngạc trước thực lực của Diệp Phàm, nhưng hắn cũng không sợ, gầm lên một tiếng rồi vung quyền đánh Diệp Phàm. Nắm đấm của gã ta được làm bằng găng tay kim loại, phía trên còn có gai, một khi đánh trúng người, chỉ riêng găng tay cũng đủ gây ra sát thương lớn. Chưa kể sức mạnh của gã ta còn như mãnh hổ, liệu có bao nhiêu người có thể cú đấm của Chiến Hổ? Cút! Nhưng mà Diệp Phàm không hề có ý ra tay, mà chỉ quát lên một tiếng, hắn giơ chân lên, một cỗ sức mạnh vô hình đạp thẳng vào người Chiến Hổ. Phụt phụt! Chiến Hổ như bị giáng một đòn cực mạnh, cả người bay ngược ra ngoài, đập xuống mặt đất nôn ra máu, hôn mê ngay tại chỗ. Những chiến sĩ còn lại của Bạch Hổ Doanh cũng bị luồng không khí vô hình này tác động. Bọn họ đều bay ra ngoài rồi ngã xuống đất, phun ra máu. Trong chớp mắt, 1.000 chiến sĩ Bạch Hổ Doanh và Chiến Hổ, một trong 5 ngũ hổ của quân Bạch Hổ, đều ngã xuống đất, bị thương nặng. Diệp Phàm lại không bị tổn hại, ngay cả vị trí đứng cũng không hề thay đổi. Triệu Hữu Dung nhìn thấy cảnh này thì cả người ngây như phỗng, vẻ mặt cứng ngắc. Sức mạnh của Diệp Phàm vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cô. Trốn trốn cái gì, không dám xuất hiện sao? Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn vào cánh rừng không xa, quát lớn. Hắn vung tay, một cây ngân châm lao phút ra ngoài. Đột nhiên, có vài bóng người phi ra, đứng ở trước mặt Diệp Phàm. Tổng cộng có 5 người, tất cả đều mặc đồ đen, trên mặt mang theo mặt nạ màu đỏ, ánh mắt lạnh lẽo. Các người không phải quân Bạch Hổ đúng không? Diệp Phàm hờ hững nói với bọn họ. Không ngờ, thằng nhóc nhà họ Diệp chỉ biết khóc vào 18 trước. Nay lại trở nên mạnh mẽ như vậy, quả nhiên là con trai của Diệp Thiên Long. Một trong 5 người nhìn Diệp Phàm, cười lạnh nói. Nghe thấy những lời này, ánh mắt Diệp Phàm thay đổi, trên người hắn bộc phát ra một cỗ sát khí đáng sợ, khiến người ta hít thở không thông. Năm đó, chính bọn mày đã diệt nhà họ Diệp. Khuôn mặt của Diệp Phàm tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào 5 người này, trên người tản ra khí thế quyết đoán bao phủ không gian nơi này. Làm người có cảm giác như đứng trong núi xác biển máu, hít thở không thông. Đúng vậy, năm đó chính bọn tao đã tiêu diệt nhà họ Diệp, đáng tiếc đã để một đứa nhóc là mày chạy thoát.
Tao còn tưởng rằng mày đã chết ở một góc xó xỉnh nào đó rồi cơ, không ngờ không chỉ còn sống, lại còn học được võ nghệ, có chút bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc, mày vẫn phải chết. Để mày sống lâu 18 năm cũng coi như ơn huệ của ông trời dành cho mày. Hôm nay, người đàn ông đeo mặt nạ mặc vest đen cầm đầu năm người kia, lạnh lùng quát to. Nhưng người này còn chưa nói xong, Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt người này, duỗi tay bóp chặt cổ hắn ta. Người này còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi hắn ta lấy lại phản ứng, thân thể đã không thể động đậy, cổ bị Diệp Phàm bóp chặt không thể hô hấp. Lúc này, sắc mặt của bốn người còn lại thay đổi, bọn họ trực tiếp ra tay với Diệp Phàm. Quỳ xuống. Diệp Phàm gầm lên, sát khí khủng bố như núi lửa phun trào, hoàn toàn bộc phát ra, đè ép bốn người này quỳ rạp xuống mặt đất. Phụt, 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 phụt. Lúc này, bốn vị cường giả bị sát khí của Diệp Phàm trấn áp, quỳ trên mặt đất phun máu. Mặt nạ trên mặt bọn họ bị hơi thở đáng sợ này đập vụn, lộ ra khuôn mặt dữ tợn thống khổ. Sắc mặt bọn họ tràn đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Không ngờ chỉ dựa vào sát khí trên người mà người này có thể trấn áp bọn họ quỳ xuống đất, thực lực của người này khủng bố đến mức nào. Hắn mới chỉ 20 mấy tuổi, sao có thể mạnh như vậy được. Ở phía xa, sắc mặt của Triệu Hữu Dung cũng dại ra. Nói, chủ mưu đứng phía sau bọn mày là ai, tại sao lại muốn tiêu diệt nhà họ Diệp? Diệp Phàm bóp cổ người đàn ông trước mặt này, lạnh băng quát to. Không, không ngờ thực lực của mày lại mạnh như vậy. Không lẽ mày đã? Tao không muốn nghe vô nghĩa. Người đàn ông này nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khó có thể tin. Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, Diệp Phàm lại dùng sức bóp chặt cổ tay, tức giận quát. Mày muốn biết? Vậy xuống địa ngục hỏi ba mẹ mày đi. Người đàn ông này thở gấp nói. Rắc rắc. Diệp Phàm vặn gãy cổ của người này, vứt xác sang một bên, nhìn về phía bốn người còn lại, mấy người nói. Kết quả bốn người này không nói gì, cắn lưỡi tự sát. Diệp Phàm nhăn mày lại, sát khí biến mất, đi lên kiểm tra thi thể của bọn họ. Sau đó Diệp Phàm phát hiện một chữ phạt trên người bọn họ, ngoài ra không còn tin tức gì nữa. Diệp Phàm nhăn mày lại, hắn gọi điện cho Xuân Lan, cho người đến mang 5 cái xác này đi, làm Bách Hoa Lâu điều tra lai lịch của 5 người này. Ba, mẹ, xem ra con sắp có thể báo thù cho hai người rồi. Lúc này, Diệp Phàm nhìn trời cao, lẩm bẩm tự nói. Bây giờ chắc chắn người đứng sau vụ diệt nhà họ Diệp đã biết đến sự tồn tại của hắn, cho nên mới cho người đến giết hắn bịt miệng. Lần này đối phương thất bại, khẳng định sẽ còn cho người đến. Đến lúc đó Diệp Phàm có thể tìm hiểu nguồn gốc, hoàn toàn tìm được người đứng phía sau, báo thù cho ba mẹ. Cô còn đứng ở đây làm gì? Ngay sau đó, Diệp Phàm chú ý đến Triệu Hữu Dung. Đi đến trước mặt cô, lạnh nhạt nói. Rốt cuộc anh là ai? Triệu Hữu Dung lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Phàm, hỏi. Sao hả, cô cảm thấy hứng thú với tôi? Tôi nhắc nhở cô một câu, đừng cảm thấy hứng thú với tôi, nếu không tôi sợ cô sẽ yêu tôi. Diệp Phàm mỉm cười nhìn Triệu Hữu Dung, trực tiếp rời đi. Tên khốn, còn muốn mình yêu anh ta, đúng là nằm mơ. Triệu Hữu Dung nghe thấy Diệp Phàm nói vậy. Tức giận nói. Nói xong, nhìn về phía chiến sĩ Bạch Hổ Doanh nằm đầy đất, nhăn mày lại, gọi điện cho anh cả, tên này rất đáng sợ. Tập đoàn Đường Thị. Trong văn phòng của chủ tịch, một người đàn ông mặc vest, đeo kính màu vàng, tay cầm một cốc trà, cả người tản ra khí thế của người đứng đầu. Đường Sở Sở ngồi trước mặt đối phương, nói, không biết Tổng Giám Đốc Tử đến đây có chuyện gì. Hôm nay tôi đến để mua sắm phương pháp luyện chế đan chú nhan của tập đoàn Đường Thị, Tử Thị có thể ra giá 10 tỷ. Tử Uy đặt cốc trà xuống, nói. Dùng 10 tỷ mua sắm phương pháp luyện chế đan chú nhan. Tổng Giám Đốc Tử đang nói đùa sao? Đường Sở Sở nhăn mày lại. Tổng Giám Đốc Đường, chỉ cần cô nguyện ý bán phương pháp luyện chế đan chú nhan, không những có thể có được 10 tỷ, còn có thể có được hợp đồng hợp tác mọi mặt với Tử Thị. Đến lúc đó ích lợi các cô thu được không chỉ dừng ở con số 10 tỷ. Tử Uy mỉm cười. Nhưng nếu tôi không bán phương pháp luyện chế đan chú nhan, Đường Thị có thể có được càng nhiều. Đúng vậy, đan chú nhan có tác dụng kinh người, có thể mang đến ích lợi rất lớn cho Đường Thị, nhưng nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, với trí tuệ của Tổng Giám Đốc Đường, có lẽ biết rất rõ.
Đan chú nhan không chỉ có thể mang đến lợi ích khổng lồ cho Đường thị, đồng thời nó cũng mang đến tai họa rất lớn cho Đường thị, bây giờ thế lực trên các nơi đều đang theo dõi đan chú nhan của các cô. Trong số đó không chỉ có các công ty tập đoàn lớn, còn có các gia tộc hào môn, thậm chí cả đế đô cũng có người theo dõi đan chú nhan. Nếu tổng giám đốc Đường còn muốn Đường thị tiếp tục phát triển, vẫn nên bán phương pháp luyện chế đan chú nhan cho tôi nhân lúc còn sớm, như vậy các người còn có thể tiếp tục kiếm tiền, nếu không chỉ sợ đến lúc đó không chiếm được gì cả. Tử Uy đẩy mắt kính, nở nụ cười tự tin. Nếu như tôi vẫn không đồng ý thì sao? Đường Sở Sở nói. Sắc mặt Tử Uy lạnh lùng nói, vậy tập đoàn Từ Thị và tất cả thương hội Giang Nam sẽ lập tức tiến hành chế tài chèn ép tập đoàn Đường Thị, khiến Đường Thị các người hoàn toàn hủy diệt trong vòng 3 ngày. Hơn nữa tôi cũng không ngại nói cho cô, sau lưng tập đoàn Từ Thị là Ngụy lão của Sơn Trang Ngụy Thị, ngay cả bốn hào môn lớn quận Giang Nam cũng không dám chọc phải Ngụy lão, với chút thực lực của Đường Thị các người, cho dù sau lưng cô là nhà họ Đường cũng không đủ cho tôi chơi. Tổng giám đốc Đường, tôi cho cô thêm một ngày để suy nghĩ, hy vọng cô có thể cho tôi một câu trả lời vừa lòng. Tử Uy lạnh lùng nói. Không cần một ngày, hiện tại tôi có thể cho anh một câu trả lời, anh có thể cút rồi. Đột nhiên, Diệp Phàm đi vào văn phòng. Mày là ai? Tử Uy nhìn Diệp Phàm, nhăn mày lại. Đông Mai, vứt tên này ra, không cho phép hắn ta lại bước vào Đường thị nửa bước. Diệp Phàm quát to. Vâng. Đông Mai xuất hiện, túm Tử Uy kéo ra bên ngoài. Các người thật to gan. Sắc mặt của Tử Uy thay đổi, nhưng không làm được gì cả, Đông Mai túm hắn ta như túm một con gà, biến mất trong văn phòng. Anh Tiểu Phàm, sao anh lại đến đây? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, đứng dậy nói. Anh đến gặp em. Không ngờ lại có người theo dõi đan chú nhan. Diệp Phàm đi lên ôm lấy Đường Sở Sở. Đúng vậy, lúc trước là Ngự Y triều đình, bây giờ lại là tập đoàn Từ Thị đứng thứ ba quận Giang Nam, hơn nữa tổng giám đốc Từ còn là thành viên chủ chốt của thương hội Giang Nam, sau lưng còn có một Ngụy lão thần bí. Đường Sở Sở nói. Ngụy lão, tên thái giám kia. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. A, thái giám gì cơ? Đường Sở Sở sửng sốt. Không có gì, em không cần để ý đến đám người này, sau này còn có người dám đến muốn phương pháp luyện chế đan chú nhan, em bảo Đông Mai ném ra ngoài. Diệp Phàm nói thẳng. Vâng. Đường Sở Sở gật đầu. Trong một căn phòng khách sạn, Vương Ngự Y từng xuất hiện ở nhà họ Đường gọi xong một cuộc điện thoại, ngồi xuống. Sư phụ, sao rồi? Hứa Thanh Lai vội vàng hỏi. Ta đã liên lạc với người bên kia rồi. Ngày mai sẽ có người đến niêm phong tập đoàn Đường thị, còn tên nhóc kia và Đường Sở Sở cũng sẽ bị bắt lại. Vương Ngự Y lạnh lùng nói. Tốt quá, lần này chắc chắn còn phải xả giận. Hứa Thanh Lai lạnh lùng nói. Lúc này, điện thoại của Hứa Thanh Lai vang lên, cầm lấy, nói, sư phụ, Đường Chính Hạo gọi đến, có nhận hay không? Cúp, ta đã cho bọn họ một cơ hội, nếu bọn họ không quý trọng, còn dám làm nhục hai thầy trò chúng ta như vậy. Vậy đừng trách ta nhẫn tâm. Lần này chắc chắn ta sẽ tính sổ mọi chuyện với bọn họ, nếu không để người của viện Ngự Y biết được, ta còn mặt mũi ở lại viện Ngự Y. Sắc mặt của Vương Ngự Y đen như mực, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhà họ Kim ở Lưu Ly. Muốn chiến thì chiến. Long Quốc đúng là miệng rộng. Bọn họ thật sự tưởng rằng bây giờ còn là thời đại của chiến thần thiên sách. Thực sự quá ngông cuồng. Sắc mặt của lão gia nhà họ Kim cực kỳ lạnh lẽo. Ba, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Kim Thiên giật nhìn ba mình, nói. Nếu Long Quốc muốn chiến, vậy chiến. Con đi liên lạc với bốn nước khác, ba muốn gặp mặt với thống soái của chiến bộ bọn họ. Mười mấy năm rồi, đây là lúc đòi lại sự sỉ nhục của liên minh năm nước năm đó. Còn có gọi điện cho Lang Quốc, U Quốc, Thịnh Quốc giúp ba, lần này ba phải tạo thành liên minh tám nước. Hoàn toàn diệt trừ thiên sách. Trong mắt lão gia nhà họ Kim lóe lên sát ý lạnh băng. Vâng, ba, nhưng còn tên giết hại Thú Thành thì xử lý thế nào? Kim Thiên giật nói. Con cho người đi đem tên đó về đây, chôn cùng với Thú Thành. Lão gia nhà họ Kim lạnh lùng nói. Vâng ạ. Kim Thiên giật gật đầu. Long Quốc, ngày tận thế của các người đã đến rồi. Lúc này trong mắt của lão gia nhà họ Kim tràn đầy dã tâm. Màn đêm buông xuống. Diệp Phàm và Đường Sở Sở trở về biệt thự. A,
Sao không bật được điện vậy? Mất điện sao? Đường Sở Sở mở chốt mở, phát hiện đèn không sáng, khó hiểu hỏi. Vút! Một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên. Một ánh sáng lạnh lẽo nở rộ trong màn đêm, bay thẳng đến giữa trán của Đường Sở Sở. Ầm! Thời khắc quan trọng, Diệp Phàm ra tay. Một âm thanh nặng nề và tiếng đánh vang lên. Sau đó, đèn trong biệt thự sáng lên. Một người đàn ông mặc đồ đen nện mạnh lên bàn trà, trong miệng phun máu. Mày là ai? Đường Sở Sở nhìn người này, sắc mặt thay đổi. Sát thủ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đi đến phía người kia. Mày, sao mày lại phát hiện ra tao? Lúc này, tên sát thủ kia cực kỳ chấn động, với tốc độ ám sát của hắn ta, vậy mà lại bị người đánh gục trong nháy mắt, sao có thể? Với bản lĩnh ám sát này của mày cũng dám làm sát thủ. Diệp Phàm nhìn sát thủ, nở nụ cười lạnh lùng. Ngay lập tức, tên sát thủ tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tên khốn này, dù sao hắn ta cũng là sát thủ kim bài, chưa bao giờ bị sỉ nhục đến như vậy. Tao chính là sát thủ kim bài trong giới sát thủ. Tên sát thủ quát to. Sát thủ kim bài, với trình độ này của mày. Không phải tứ sư phụ từng nói sát thủ kim bài trong giới sát thủ rất lợi hại hay sao? Sao mày lại rác rưởi như vậy nhỉ? Diệp Phàm bĩu môi, tò mò hỏi. Phụt! Trong nháy mắt, vị sát thủ kim bài này bị Diệp Phàm chọc giận phun máu. Nói đi, ai sai mày đến? Diệp Phàm tiếp tục nói. Tao có nguyên tắc nghề nghiệp. Tên sát thủ này nói. Một sát thủ còn dám nói nguyên tắc nghề nghiệp với tao. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trực tiếp vươn tay vặn đứt cổ đối phương. Lúc này, Xuân Lan gọi điện. Alo! Diệp Phàm bắt máy. Thiếu chủ, đã điều tra ra thân phận của 5 người lúc trước, bọn họ đều là người của tổ chức thiên phạt. Xuân Lan nói. Tổ chức thiên phạt? Đây là tổ chức gì vậy? Diệp Phàm nhăn mày lại. Tổ chức thiên phạt là một tổ chức hàn ám cực kỳ thần bí, người của tổ chức này đều khắc một chữ phạt lên trên mặt, thể hiện thân phận của mình. Bọn họ thường xuyên nhận các loại nhiệm vụ, lớn như là giết chết người đứng đầu một nước, nhỏ như là giết chết người đứng đầu một phương. Chỉ cần bọn họ nhận nhiệm vụ, chưa bao giờ không hoàn thành. Hơn nữa bọn họ còn tự xưng chính mình được trời cao đến trách phạt chúng sinh, cho nên mới gọi là thiên phạt. Cũng vì vậy tổ chức thiên phạt cực kỳ nổi tiếng trong thế giới hắc ám, các gia tộc tài phiệt lớn, các tổ chức ngầm cũng không dám đắc tội bọn họ. Xuân Lan nói. Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt lóe lên. Không lẽ hung thủ tiêu diệt nhà họ Diệp chính là tổ chức thiên phạt? Diệp Phàm thầm suy đoán. Biết chủ nhân của tổ chức thiên phạt là ai không? Diệp Phàm hỏi. Tổ chức thiên phạt rất thần bí, không ai biết tổng bộ ở đâu, cũng không ai biết chủ nhân là ai, ngay cả trong hồ sơ của Bách Hoa Lâu cũng không có bất cứ tin tức gì về chủ nhân của thiên phạt. Nhưng tôi đã liên lạc với vài vị quản sự của Bách Hoa Lâu, cho bọn họ vận dụng lực lượng tình báo cao cấp nhất của Bách Hoa Lâu điều tra mọi tin tức có liên quan đến thiên phạt, đến lúc đó sẽ báo cáo tình huống với thiếu chủ. Xuân Lan nói. Được, chắc chắn phải điều tra rõ tổ chức thiên phạt này. Nếu năm đó thật sự là bọn họ diệt nhà họ Diệp, tôi muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đúng rồi, thiếu chủ, đã điều tra ra thân phận của mấy tên tấn công thiếu phu nhân, chính là thuộc hạ của nhị gia Đường Chính Nghĩa. Hơn nữa tôi còn tra được, Đường Chính Nghĩa đã đi tìm một sát thủ kim bài trên Internet ngầm, có lẽ muốn ra tay với thiếu phu nhân. Xuân Lan nói. Vậy mà lại là ông ta. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng lạnh. Còn Internet ngầm, có lẽ đây là một trang web phục vụ thế giới ngầm. Mọi chuyện xảy ra trong thế giới ngầm đều sẽ được đổi mới ở Internet ngầm trước, trong đó có nhiều tin tức liên quan đến các tổ chức lớn, sát thủ. Tóm lại, muốn làm bất cứ chuyện gì không thể đưa ra ánh sáng đều có thể thực hiện trên Internet ngầm. Lúc trước ở trên núi, tứ sư phụ từng nói cho Diệp Phàm rất nhiều chuyện về thế giới ngầm, bao gồm Internet ngầm. Sau đó, Diệp Phàm cúp điện thoại, nhìn về phía Đường Sở Sở, Sở Sở, em biết ai đã sai sát thủ này đến không? Ai vậy? Đường Sở Sở tò mò hỏi. Chú hai Đường Chính Nghĩa của em. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì, chú hai, sao có thể? Sắc mặt Đường Sở Sở thay đổi. Mấy người đến giết em lúc trước cũng do chú hai em phái đến. Diệp Phàm nói. Tại sao chú hai lại muốn làm như vậy? Sắc mặt của Đường Sở Sở trắng bệch, không thể tin được.
có lẽ muốn lấy vị trí chủ tịch Đường thị, dù sao ông ta vẫn luôn muốn thay thế được em. Ngày mai anh sẽ đi giải quyết ông ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Không cần, dù sao ông ấy cũng là chú hai của em, nếu giết ông ta, bà nội sẽ rất đau lòng. Đường Sở Sở nói. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, biết đối phương mềm lòng, nói, có thể không giết ông ta, nhưng cần thiết cho ông ta một bài học. Nhà họ Đường. Đường Chính Nghĩa đang ngồi uống trà, đột nhiên cốc trà trong tay rơi xuống. Ba, sao vậy? Đường Phong nhìn Đường Chính Nghĩa, hỏi. Không biết tại sao, đột nhiên có cảm giác lo lắng. Đường Chính Nghĩa nhăn mày lại. Ba, Đường Sở Sở kia sắp chết, ba còn lo lắng gì, chỉ cần ngồi chờ quản lý tập đoàn Đường thị thôi. Đường Phong cười nói. Hôm sau, Đường Sở Sở đang ăn sáng, đột nhiên nhận được điện thoại của bí thư. Chủ tịch, công ty đã xảy ra chuyện, cô nhanh đến đây đi. Tôn Tiểu Tiểu gấp gáp nói. Công ty đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Đường Sở Sở thay đổi, không kịp ăn sáng đã rời đi. Anh đi theo em. Diệp Phàm đi theo Đường Sở Sở đến công ty. Tập đoàn Đường thị. Lúc này một đoàn người mặc vest tụ tập trước cổng lớn của tập đoàn Đường thị. Bọn họ vây quanh cửa, làm cho người qua đường vây xem. Rất nhanh, Diệp Phàm và Đường Sở Sở cũng đến. Đường Sở Sở nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thay đổi, đi vào trong công ty, lại bị đám người mặc vest kia ngăn lại. Tôi là chủ tịch tập đoàn Đường thị, mấy người là ai? Đường Sở Sở lạnh nhạt nói. Cho bọn họ vào. Một người mặc vest đứng trong công ty nói. Diệp Phàm và Đường Sở Sở đi vào trong công ty. Lúc này trong công ty, một đám mặc vest đứng trong đó. Chủ tịch, cuối cùng cô cũng đến rồi. Tôn Tiếu Tiếu đi đến bên cạnh Đường Sở Sở, sắc mặt khó coi. Có chuyện gì vậy, bọn họ là ai? Đường Sở Sở hỏi. Chúng tôi là sở tuần tra, tôi là người phụ trách tuần tra phân bộ Thiên Hải, Giang Đào. Một người đàn ông bụng to mặc vest đi đến, nhìn Đường Sở Sở nói. Sở tuần tra. Sắc mặt Đường Sở Sở thay đổi. Sở tuần tra là một cơ cấu quyền lực rất lớn ở Long Quốc, chuyên phụ trách tra xét các hành vi trái pháp luật của các thương nghiệp, chỉ cần công ty nào có hành vi trái pháp luật đều thuộc quyền quản lý của bọn họ. Một khi sở tuần tra ra tay, cho dù là tập đoàn đã đưa ra thị trường đều có thể bị niêm phong. Thì ra là ngài Giang, không biết hôm nay ngài dẫn người đến vì chuyện gì. Tập đoàn Đường thị của chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, chắc sẽ không có chỗ nào trái pháp luật đúng không? Đường Sở Sở nhìn Giang Đào, cung kính nói. Chúng tôi điều tra được tập đoàn Đường thị bị nghi ngờ có liên quan đến việc bán ra các sản phẩm vi phạm quy định nên hôm nay cố ý đến niêm phong công ty của các người, chúng tôi sẽ điều tra toàn diện. Giang Đào nhìn Đường Sở Sở, lạnh lùng nói. Cái gì, sao có thể? Sản phẩm mà tập đoàn Đường thị chúng tôi bán ra đều hợp pháp, sao có thể vi phạm quy định? Ngài Giang, có phải ngài đã lầm hay không? Đường Sở Sở nói. Lầm hay không lầm, chờ đi vào sẽ biết. Từ giờ trở đi, tập đoàn Đường thị chính thức bị niêm phong, tất cả hoạt động và sản xuất của các người đều bị đình chỉ, cô cũng phải đi theo chúng tôi để điều tra. Giang Đào lạnh nhạt nói. Sắc mặt các công nhân của tập đoàn Đường thị cực kỳ khó coi. Ông nói niêm phong là niêm phong, ai cho mấy người dũng khí đó? Diệp Phàm nhìn Giang Đào, lạnh nhạt nói. Tôi là người phụ trách tuần tra Thiên Hải. Tôi nói niêm phong là niêm phong, sao hả? Cậu có ý kiến? Giang Đào liếc nhìn Diệp Phàm, kiêu ngạo nói. Bốp! Đột nhiên, Diệp Phàm giơ tay tát người này bay ra ngoài. Tôi muốn xem hôm nay ai dám niêm phong Đường thị. Diệp Phàm quát. Phụt! Giang Đào bị tát ngã nhào xuống mặt đất, trong miệng phun máu. Ngài Giang! Mấy người khác của sở tuần tra vội vàng đi lên đỡ Giang Đào dậy. Thằng chó! Mày dám đánh tao? Giang Đào tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông ta là người phụ trách của sở tuần tra Thiên Hải, quan hàm bát phẩm. Cho dù đám chủ tịch của mấy công ty lớn nhìn thấy ông ta cũng phải cung kính, bây giờ một tên nhãi mới mọc lông cũng dám đánh ông ta. Bắt lại! Giang Đào tức giận chỉ vào Diệp Phàm, quát. Ngay lập tức đám người của sở tuần tra lao đến chỗ Diệp Phàm, lại bị anh đánh ngã xuống đất. Mày cũng dám ra tay với quan viên triều đình, mày chết chắc rồi. Giang Đào nhìn thấy thuộc hạ của mình bị đánh ngã, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ vào Diệp Phàm quát to. Đúng lúc này, một nhóm người cầm theo vũ khí,
cả người tan ra hơi thở lạnh băng, đây là thành viên sở tuần tra, trong số người đến còn có Vương Ngự Y và đệ tử Hứa Thanh Lai. Ngài Lưu, ngài đến đúng lúc lắm, người này to gan ra tay với tôi, còn đánh thương rất nhiều thành viên của sở tuần tra, xin hãy bắt lại. Giang Đào nhìn người đàn ông trung niên cầm đầu một đống người của sở tuần tra, vội vàng kêu lên. Người đàn ông này là Lưu Thành, người phụ trách sở tuần tra ở Thiên Hải. Dám ra tay với quan viên triều đình, nhãi danh, rất to gan. Lưu Thành nhìn Diệp Phàm, uy nghiêm quát. Ngài Lưu, tên này chính là người từng đánh tôi. Vương Ngự Y liếc nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Thì ra mày là người đã đánh Vương Ngự Y, là gan rất lớn, cũng dám đánh Ngự Y triều đình. Bắt lại, dám phản kháng, tử hình tại chỗ. Lưu Thành ra lệnh. Ngay lập tức đám thành viên sở tuần tra xông lên, ra tay với Diệp Phàm. Cút! Diệp Phàm khinh bỉ nói, một dòng khí vô hình lan tràn, trực tiếp đánh bay đám thành viên sở tuần tra, một đám nện mạnh xuống đất phun máu, bao gồm cả Lưu Thành cũng bị đánh bay ra ngoài và mạnh lên vách tường, hộc máu. Xem ra tất cả mọi chuyện hôm nay đều do ông làm. Diệp Phàm nhìn về phía Vương Ngự Y, sắc mặt lạnh băng đi đến chỗ đối phương. Mày, mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, đừng làm bậy. Vương Ngự Y nhìn Diệp Phàm, sợ hãi nói. Nhãi danh, chủ nhân sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam sắp đến, nếu mày dám làm bậy, hôm nay mày chắc chắn phải chết. Khóe miệng Lưu Thành chảy máu, bò dậy từ trên mặt đất, nhìn Diệp Phàm quát. Đúng vậy, mày dám ra tay với tao, chắc chắn sẽ chết. Vương Ngự Y chỉ vào Diệp Phàm, kêu lên. Diệp Phàm bóp chặt cổ của Vương Ngự Y, nhấc lên, tứ chi của đối phương không ngừng giãy giụa. Lúc trước đã tha cho ông một mạng nhưng không biết quý trọng, vậy ông cũng không cần sống nữa. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Dừng tay. Một âm thanh lạnh băng vang lên. Lý Kiến, người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, khi ông ta nhìn thấy Diệp Phàm đang bóp cổ Vương Ngự Y, sắc mặt biến đổi. Ngài Lý, nhanh bắt tên này lại, hắn ta điên rồi. Lưu Thành nhìn về phía Lý Kiến, kêu to. Ngài Lý, hãy cứu sư phụ tôi. Hứa Thanh Lai cũng nhìn về phía Lý Kiến, cầu xin. Diệp Phàm, thả Vương Ngự Y ra. Lý Kiến quát to. Ông bảo tôi thả thì tôi sẽ thả. Diệp Phàm khinh thường nói. Cậu biết người trong tay cậu chính là Ngự Y của triều đình Long Quốc, nếu cậu dám giết Ngự Y, chính là tội chết, cho dù cậu quen biết người của Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu cũng chắc chắn sẽ phải chết. Lý Kiến lạnh lùng nói. Anh Tiểu Phàm, thôi bỏ đi. Nơi này nhiều người như vậy, giết người sẽ ảnh hưởng xấu đến Đường thị. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Ngay sau đó, Diệp Phàm vung tay lên, ném văng Vương Ngự Y ra ngoài, nện trên mặt đất, phun máu. Sư phụ! Hứa Thanh Lai lao đến, kêu lên. Hôm nay tôi không giết ông, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, vung tay, một cây ngân châm bắn ra, đâm vào trong cơ thể của Vương Ngự Y. Thân thể của Vương Ngự Y run lên, cứng đờ, đôi mắt trừng to, đầu lưỡi phun ra ngoài, không nói gì, bộ dáng như bị tê liệt. Cậu đã làm gì ông ấy rồi? Lý Kiến thay đổi sắc mặt, nói với Diệp Phàm. Không có gì, chẳng qua tôi chỉ làm ông ta bị tê liệt thôi, tránh cho ông ta lại đi ra gây chuyện nữa. Đương nhiên nếu y thuật của các ngự y khác trong ngự y viện bọn họ đủ lợi hại thì vẫn có thể chữa khỏi cho ông ta. Diệp Phàm bĩu môi. Lúc này, sắc mặt Lý Kiến trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm. Này thanh niên, cậu làm hơi quá rồi đấy, lần trước tôi tha cho cậu một mạng. Bây giờ xem ra tôi đã sai lầm rồi, nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho cậu nữa. Một giây sau, Lý Kiến lập tức muốn ra tay với Diệp Phàm, kết quả, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai ông ta buộc ông ta phải dừng lại. Lý Kiến quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông sắc mặt lãnh khốc đứng ở phía sau. Quân đao! Mà Lý Kiến nhìn người đàn ông này, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nói. Người đàn ông này chính là cường giả chiến bộ quân đao đã từng xuất hiện trước đó. Bắt đầu từ hôm nay, không được ra tay với cậu ta nữa. Quân đao lạnh lùng nói. Nghe quân đao nói vậy, Lý Kiến nhíu mày, trầm giọng nói. Quân đao, cậu ở chiến bộ, tôi ở sở tuần tra, hình như cậu còn chưa có tư cách quản tôi thì phải. Hơn nữa, người này làm ra hành vi nguy hại đến ngự y đương triều, còn làm thành viên của sở tuần tra tôi bị thương.
nếu tôi không bắt giữ cậu ta thì uy nghiêm của sở tuần tra để ở đâu chứ? Ông muốn tôi mời Long Soái đến nói chuyện với ông sao? Quân Đao lạnh lùng nói. Này, nghe nhắc đến Long Soái, sắc mặt Lý Kiến thay đổi, ánh mắt lóe lên vài giây rồi nói, rút lui. Ngay sau đó, Lưu Thành dẫn theo thuộc hạ rời khỏi nơi này, mà Vương Ngự Y cũng bị người ta khiêng đi. Còn đám người của sở tuần tra nhìn thấy tình huống này, càng không dám chờ lâu mà bỏ chạy mất dạng. Anh còn tới đây làm gì? Giờ phút này, Diệp Phàm lạnh lùng nói với Quân Đao. Tôi muốn nói chuyện phiếm với cậu, có thời gian không? Ánh mắt Quân Đao nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Bà xã, em làm việc bình thường đi. Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở một câu, sau đó cùng Quân Đao đi ra ngoài. Được rồi, không sao đâu. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn nhân viên ở đây rồi mở miệng nói, nhưng lập tức nghĩ đến gì đó, cô nói, còn về chuyện xảy ra vừa rồi, tôi hy vọng ngoại trừ những người có mặt ở đây ra thì sẽ không có người nào khác biết nữa. Nếu để tôi biết người nào nói ra những chuyện không nên nói, tôi sẽ lập tức đuổi việc, mãi mãi không tuyển dụng nữa. Hiểu chưa? Đường Sở Sở nhìn lướt qua đám nhân viên này, một sự uy nghiêm vô hình tràn ngập. Vâng, thưa chủ tịch. Đám nhân viên này run lẩy bẩy, nhao nhao gật đầu. Mà ở bên ngoài đường thị, Diệp Phàm nhìn Quân Đao, nói đi, anh tìm tôi làm gì? Nếu vẫn muốn giao tôi cho Lưu Ly Quốc, vậy thì đừng lãng phí nước bọt nữa. Yên tâm đi, chiến bộ Long Quốc đã từ chối yêu cầu của Lưu Ly Quốc. Lần này tôi tới đây chỉ là muốn biết chiến thần Thiên Sách Chiến hiện giờ có khỏe không? Ông ấp đang ở đâu? Quân Đao nhìn Diệp Phàm nói. Không thể trả lời. Diệp Phàm thẳng thắn trả lời bốn chữ làm cho Quân Đao nhíu mày. Hiện giờ Long Quốc rất cần ông ấy, nếu cậu biết ông ấy ở đâu thì hy vọng cậu có thể mời ông ấy trở về. Quân Đao trầm giọng nói. Long Quốc lớn như vậy, dân số tận mấy tỷ người mà còn thiếu một chiến thần Thiên Sách sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Ông ấy chính là tín ngưỡng của toàn bộ quân nhân Long Quốc, còn là thần bảo vệ của Long Quốc, sự tồn tại của ông ấy rất quan trọng đối với Long Quốc. Nhất là quân Thiên Sách rất cần ông ấy. Từ sau khi chiến thần Thiên Sách biến mất, sĩ khí của quân Thiên Sách lập tức giảm đi, cộng thêm chiến bộ điều động phân chia, hiện giờ 9 đại quân đoàn của quân Thiên Sách ở Long Quốc đã từ vị trí đệ nhất ban đầu trượt xuống thành tình trạng top 5 cũng khó mà lọt vào. Quân Đao lên tiếng nói. Quân Thiên Sách kém vậy sao? Lúc này Diệp Phàm nhướng mày. Lúc ở trên núi, hắn cũng thường xuyên nghe Lục Sư Phụ nói đến quân Thiên Sách. Năm đó, quân Thiên Sách dưới sự dẫn đầu của Lục Sư Phụ đánh đâu thắng đó, là tồn tại bách chiến bách thắng, được xưng là quân đoàn mạnh nhất Long Quốc, không ai có thể sánh bằng. Bây giờ sao lại tệ như vậy? Chiến thần Thiên Sách chính là xương sống của quân Thiên Sách, không có ông ấy, quân Thiên Sách sẽ như rắn mất đầu, đương nhiên không bằng trước kia. Hơn nữa, hiện giờ cấp trên đã điều đi rất nhiều cốt cán tinh nhuệ của quân Thiên Sách, dẫn đến thực lực của quân Thiên Sách lập tức yếu bớt một phần lớn. Quân Đao nói, chẳng phải quân Thiên Sách còn có cửu đại quân đoàn trưởng sao? Diệp Phàm nhướng mày, trầm giọng nói. Trong quân Thiên Sách, ngoại trừ chiến thần Thiên Sách ra thì còn có cửu đại quân đoàn trưởng. Mỗi một người trong cửu đại quân đoàn trưởng này đều là cường giả siêu cấp cả họ được nhờ, kinh nghiệm xa trường dày dặn, giết chóc hàng ngàn hàng vạn, rất khủng bố. Mặc dù quân Thiên Sách không có chiến thần Thiên Sách, nhưng có cửu đại quân đoàn trưởng ở đây, cũng không thể nào kém cỏi như thế chứ. Hơn phân nửa cửu đại quân đoàn trưởng đã bị thương nặng trong trận chiến giữa quân Thiên Sách và liên quân năm nước, thực lực kém xa trước kia, có mấy người đã dứt khoát giải ngũ, mấy người còn lại cũng có người bị điều rời khỏi quân Thiên Sách. Hôm nay quân Thiên Sách chỉ còn lại có 3 vị quân đoàn trưởng chống đỡ, cộng thêm trận chiến lúc trước đã đánh mất hết lực lượng trung kiên của quân Thiên Sách, dẫn đến rất nhiều thành viên trong quân Thiên Sách sau này đều có thành tích không tốt trong cuộc tỷ võ quân đoàn. Mà kết quả này đã khiến cho rất nhiều chiến sĩ tinh anh có thiên phú cường đại cũng không muốn gia nhập quân Thiên Sách, dưới vòng luẩn quẩn như vậy, quân Thiên Sách đương nhiên càng ngày càng tệ, hiện giờ ở trong cửu đại quân đoàn trưởng thậm chí còn không xếp hàng nổi vào top 5. Thậm chí trong cuộc tỷ võ quân đoàn lần này, quân Thiên Sách không thể đạt được thành tích tốt, chỉ e cấp trên sẽ quyết định hủy bỏ phiên hiệu của quân Thiên Sách, sáp nhập nó vào những quân đoàn khác, đến lúc đó sẽ hoàn toàn không còn quân Thiên Sách tồn tại nữa. Quân Đao nói cặn kẽ. Không được. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng, quát lên. Quân Thiên Sách chính là niềm kiêu hãnh cả đời của Lục Sư Phụ,
sao có thể cứ bãi bỏ như thế được? Nếu đến lúc đó Lục sư phụ biết Quân Thiên Sách không còn nữa, ông sẽ đau lòng cỡ nào đây? Hiện giờ chỉ có Chiến Thần Thiên Sách mới có thể cứu vớt Quân Thiên Sách, cho nên nếu cậu biết Chiến Thần Thiên Sách ở đâu thì mau nói cho tôi biết đi. Quân Đao nhìn Diệp Phàm trầm giọng nói. Cuộc tỷ võ quân đoàn mà anh vừa nói là cái gì? Diệp Phàm nhìn Quân Đao. Cuộc tỷ võ quân đoàn chính là trận so tài để kiểm tra thực lực của các đại quân đoàn do chiến bộ định ra, 3 năm một lần, mỗi lần cử hành, cửu đại quân đoàn đều phái ra một vài người trẻ tuổi có thực lực đủ mạnh để đến tiến hành đấu võ cá nhân hoặc là tập thể. Nếu đến lúc đó đạt được thành tích tốt, sẽ nhận được các loại phần thưởng và sự hỗ trợ từ chiến bộ, ngược lại nếu thành tích kém, không chỉ bị những quân đoàn khác chế giễu, hơn nữa sẽ không được bất kỳ chiến bộ nào ủng hộ, thậm chí đãi ngộ về mọi mặt đều sẽ bị cắt giảm. Mà Quân Thiên Sách đã liên tục 3 lần xếp hạng áp chót trong cuộc tỷ võ quân đoàn, bởi vậy đãi ngộ về mọi mặt của Quân Thiên Sách cho đến hôm nay bất luận là về vũ khí, phúc lợi hay hậu cần đều cực lý ít ỏi. Hơn nữa cấp trên đã hạ mệnh lệnh, nếu lần này Quân Thiên Sách không có bất kỳ tiến bộ gì ở trong cuộc tỷ võ quân đoàn thì sẽ bị hủy bỏ phiên hiệu quân đoàn, tất cả mọi người phải sáp nhập vào quân đoàn khác. Hiện giờ, thời gian cách cuộc tỷ võ quân đoàn còn chưa tới 3 tháng, nếu Chiến Thần Thiên Sách không xuất hiện, vậy Quân Thiên Sách thật sự xong rồi. Vẻ mặt Quân Đao buồn rầu nói. Quân Thiên Sách sẽ không bị hủy đâu. Không phải chỉ là một cuộc tỷ võ quân đoàn thôi sao sao? Có gì phải sợ? Anh chỉ cần chờ đến ngày Quân Thiên Sách đánh bại tất cả các quân đoàn khác trong cuộc tỷ võ quân đoàn là được. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết, Quân Thiên Sách mãi mãi là quân đoàn đệ nhất Long Quốc. Vẻ mặt Diệp Phàm cường thế quát. Ý cậu là sao? Quân Đao nghe Diệp Phàm nói vậy thì nhướng mày. Anh có thể đi rồi. Diệp Phàm dứt khoát nói. Tôi còn muốn hỏi một vấn đề nữa. Cậu có phải là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách không? Ánh mắt Quân Đao nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, trong mắt lộ ra sự cấp bách. Hình như anh rất quan tâm chuyện tôi có phải là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách không nhỉ? Chuyện này có liên quan gì đến anh sao? Hay là anh có quan hệ gì với Chiến Thần Thiên Sách? Diệp Phàm nói với Quân Đao, Lục sư phụ vẫn chưa từng nhắc tới Quân Đao với hắn, nhưng nhìn bộ dáng của Quân Đao, hình như là mối quan hệ giữa hắn ta với Lục sư phụ không hề đơn giản. Tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Vẻ mặt của Quân Đao hơi thay đổi. Không thể trả lời. Diệp Phàm lại nói. Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng tôi nghe nói hôm qua cậu có một trận đại chiến với 1000 chiến sĩ quân Bạch Hổ của Bạch Hổ Doanh, đánh cho tất cả bọn họ tàn phế. Cậu cũng mạnh quá nhỉ, tôi đã cảnh cáo quân chủ Bạch Hổ rồi, bọn họ sẽ không ra tay với cậu nữa. Lúc này, Quân Đao trầm giọng nói. Cảm ơn. Diệp Phàm nói một câu rồi rời đi. Lúc này, Quân Đao nhìn chăm chú vào bóng lưng Diệp Phàm, ánh mắt liên tục chớp chớp. Mà ở trong quân đội Bạch Hổ, quân chủ của quân Bạch Hổ là quân Dương Thiên Hổ bày ra vẻ mặt khó lường. Quân chủ, hiện giờ Chiến Hổ vẫn đang hôn mê. 1000 chiến sĩ Bạch Hổ Doanh đều tàn phế, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua chuyện này sao? Giờ phút này, Hỏa Hổ, một trong ngũ hổ của quân Bạch Hổ, vẻ mặt hắn ta không cam lòng quát lên. Quân Đao tự mình gửi tin tức tới, bảo quân chủ không được ra tay với tên Diệp Phàm kia, thậm chí còn lấy Long Soái ra để gây áp lực, có thể thấy được thân phận của thằng nhóc này không đơn giản, chúng ta phải thận trọng. Chí Hổ một trong ngũ hổ, ánh mắt thâm sâu nói. Thằng nhóc này nhất định phải chết, nhưng nếu Quân Đao đã lên tiếng thì cứ để cho hắn sống thêm vài ngày nữa, trước mắt quan trọng nhất là việc sắp tổ chức cuộc tỷ võ quân đoàn. Cuộc tỷ võ lần này, chúng ta nhất định phải bước vào top 3, lúc đó quân Bạch Hổ chúng ta có thể mở rộng lần nữa. Đến lúc đó, cho dù Quân Đao ở trước mặt quân chủ cũng chẳng là cái thá gì. Dương Thiên Hổ lạnh lùng quát. Quân chủ yên tâm đi, lần này quân Bạch Hổ chắc chắn có thể tiến vào top 3. Ngược lại Quân Thiên Sách, lần này chỉ e là lại lót đáy rồi. Hỏa Hổ cười lạnh. Nếu lần này Quân Thiên Sách vẫn không có tiến bộ gì thì sẽ bị rút quân đoàn, toàn bộ người của Quân Thiên Sách đều phải sáp nhập vào quân đoàn khác, chúng ta có nên chiêu mộ một nhóm thành viên của Quân Thiên Sách vào quân đoàn không? Chí Hổ hỏi. Hiện giờ Quân Thiên Sách chỉ còn lại một đám già cả ốm yếu, có cái gì tốt mà cần chứ? Hỏa Hổ khinh thường nói. Không thể nói thế được. Quân Thiên Sách vẫn có chút nội tình đấy, ví dụ như ba vị quân đoàn trưởng kia, thực lực của bọn họ vẫn rất mạnh, còn có Thiên Sách vệ, đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Quân Thiên Sách.
Tuy là hiện giờ đã hết thời kỳ đỉnh phong nhưng cũng là một lực lượng không nhỏ, nếu chúng ta có thể chiếm được, cũng có thể tăng thêm mấy phần thực lực cho quân Bạch Hổ. Chí Hổ ôn tồn nói. Chí Hổ nói không sai, người tìm một thời gian, âm thầm liên hệ với ba vị quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách, chỉ cần bọn họ nguyện ý dẫn theo Thiên Sách vệ đến quân Bạch Hổ ta, bọn họ muốn cái gì, ta đều có thể cho. Trong mắt Dương Thiên Hổ sáng lên, trầm giọng nói. Vâng, quân chủ. Chí Hổ gật đầu. Hắn ta chính là người nhiều mưu trí nhất bên cạnh Dương Thiên Hổ. Dương Thiên Hổ hết sức yên tâm khi giao cho hắn ta những chuyện thế này. Mà ở Thiên Hải, tập đoàn Đường Thị vừa mới vượt qua chuyện từ sở tuần tra, không bao lâu sau lại xảy ra một chuyện lớn. Thương hội Giang Nam lấy tập đoàn Từ Thị dẫn đầu liên hợp với mấy chục công ty tập đoàn khác cùng nhau tuyên bố sẽ tiến hành trừng phạt Đường Thị, hễ công ty nào hợp tác với Đường Thị chính là kẻ thù của Thương hội Giang Nam. Tuyên bố này vừa xuất hiện đã chấn động giới kinh doanh quận Giang Nam. Ở quận Giang Nam, Thương hội Giang Nam chính là thương hội đứng đầu, nắm trong tay 70% kinh tế của quận Giang Nam, mà những công ty tập đoàn trong Thương hội Giang Nam chỉ cần tùy tiện ra mặt một cái thì đều là bá chủ của một ngành nghề nào đó ở quận Giang Nam. Nhất là Từ Thị, chính là tập đoàn cao cấp đứng trong top 3 quận Giang Nam, tài sản lên đến mấy trăm tỷ, chính là một con cá khổng lồ thật sự trong giới kinh doanh, không ai dám đắc tội. Hiện giờ Từ Thị lại liên hợp với nhiều công ty tập đoàn của Thương hội Giang để phát biểu như vậy, vậy rất rõ ràng là muốn thật sự chèn ép trừng phạt Đường Thị. Vừa xuất hiện tuyên bố này, toàn bộ các công ty lớn có hợp tác với Đường Thị đều tuyên bố cắt đứt hợp tác với Đường Thị, mặc dù phải bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng nhưng bọn họ cũng không tiếc giải trừ hợp tác với Đường Thị, rõ ràng bọn họ đều không dám đắc tội với Thương hội Giang Nam. Ở quận Giang Nam mà đắc tội với Thương hội Giang Nam, đó đơn thuần là muốn chết. Chẳng mấy chốc, giá trị thị trường của Đường Thị vừa mới tăng vọt nhờ đan chú nhan thì giờ lại bắt đầu giảm mạnh. Và tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Đường Thị, khi Đường Sở Sở biết được tin tức này, lông mày cô nhíu lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Cô biết chuyện này là do Tử Uy bắt đầu trả thù. Chỉ là cô không ngờ sự trả thù này lại tới nhanh như thế. Chủ tịch, hiện giờ trong tất cả các công ty hợp tác với Đường Thị, ngoại trừ tập đoàn Thiên Dương ra thì những công ty khác đều đã tuyên bố giải trừ hiệp ước với chúng ta, hiện tại nhân viên trên dưới Đường Thị đều hoảng hốt, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vẻ mặt Tôn Tiểu Tiểu bối rối đứng ở trước mặt Đường Sở Sở báo cáo. Trước tiên hãy ổn định nhân viên, nói cho bọn họ biết, Đường Thị sẽ không sao. Đường Sở Sở trầm giọng nói. Vâng. Tôn Tiểu Tiểu gật đầu. Lúc này, điện thoại di động của Đường Sở Sở vang lên. Cô vừa nhìn thì thấy là Diệp Phàm gọi tới. Anh Tiểu Phàm. Lúc này, Đường Sở Sở nhận điện thoại. Bà xã, anh đã biết chuyện của Thương hội Giang Nam, em không cần lo lắng, anh sẽ xử lý tốt. Diệp Phàm nói rất kiên định. Em tin tưởng anh. Đường Sở Sở gật gật đầu. Mà cuộc gọi điện thoại này của Diệp Phàm chưa đầy 10 phút. Tập đoàn Thiên Dương và mấy tập đoàn lớn khác của quận Giang Nam đều công khai tuyên bố tẩy chay loại hành vi độc tài này của Thương hội Giang Nam, đồng thời bọn họ lại càng tuyên bố đồng loạt rời khỏi Thương hội Giang Nam, hơn nữa sẽ cùng Đường Thị tiến hành hợp tác toàn diện. Tin tức này vừa xuất hiện khiến cho toàn bộ giới kinh doanh ở quận Giang Nam chấn động. Tập đoàn Thiên Dương cũng không thua kém tập đoàn siêu cấp Từ Thị, càng là một trong những thành viên nòng cốt của Thương hội Giang Nam. Ngày hôm nay tập đoàn Thiên Dương cùng mấy tập đoàn siêu cấp khác rời khỏi Thương hội Giang Nam, hơn nữa còn muốn hợp tác với Đường Thị, vậy chẳng phải ngang nhiên muốn đối đầu với các tập đoàn về phe Từ Thị sao? Trong chốc lát, toàn bộ giới kinh doanh quận Giang Nam đều trở nên náo nhiệt đến tột cùng. Các công ty lớn bắt đầu suy nghĩ xem nên đứng về phe nào. Mà ở trong phân điện của Điện Long Vương ở quận Giang Nam. Giờ phút này, một người đàn ông trung niên đang ngồi ở vị trí đầu tiên. Vẻ mặt lạnh lùng. Khương Uyên thì cung kính đứng trước mặt người đàn ông trung niên đó, cúi đầu nói, Thương Liệt Long tướng đến đây, thuộc hạ không kịp nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi. Người đàn ông trung niên trước mắt này chính là Thương Liệt Long tướng, một trong 8 đại long thủ của Điện Long Vương. Quỳ xuống. Thương Liệt Long tướng nhìn Khương Uyên, vẻ mặt lạnh như băng quát. Này! Nghe Thương Liệt Long tướng nói thế, Khương Uyên thay đổi sắc mặt, trực tiếp quỳ xuống đất. Mở miệng nói, Thương Liệt Long tướng, không biết thuộc hạ phạm phải sai lầm gì. Phạm sai lầm gì? Người đứng đầu phân điện của Điện Long Vương ở quận Giang Nam đã chết, chuyện lớn như thế mà ông lại không báo,
còn tự ý tiếp quản toàn bộ phân điện ở quận Giang Nam, ai cho ông lá gan lớn như vậy chứ? Nói, Tả Thiên Dương có phải bị ông hại chết không? Thương Liệt Long tướng nhìn Khương Uyên, gằn từng chữ quát. Long tướng đại nhân, xin ngài điều tra rõ ràng, cái chết của Tả đại nhân thật sự không liên quan gì đến tôi, mấy ngày nay tôi vẫn luôn hết lòng ổn định thế cục phân điện ở quận Giang Nam, cho nên mới không báo cáo kịp thời, xin Long tướng đại nhân thứ tội. Khương Uyên quỳ trên mặt đất nói. Vậy Tả Thiên Dương chết như thế nào? Thương Liệt Long tướng lạnh lùng nói. Thuộc hạ cũng đang điều tra chuyện này, lúc trước, Tả đại nhân đã bị người ta sát hại ngay trong biệt thự của hắn ta, ngay cả những hộ vệ bên cạnh hắn ta cũng đều chết hết, còn về hung thủ là ai thì vẫn chưa điều tra ra được. Khương Uyên trầm giọng nói, vẫn chưa nói ra tên Diệp Phàm. Tất cả điều ông nói đều là sự thật sao? Hoàn toàn chính xác. Mà Thương Liệt Long tướng vừa mở miệng, Khương Uyên đã thốt ra lời thề son sắt. Với thực lực của Tả Thiên Dương mà có thể giết chết hắn ta, xem ra thực lực của đối phương không thấp nhỉ, chỉ là ai lại có lá gan lớn vậy, dám giết người của Điện Long Vương ta. Ánh mắt của Thương Liệt Long tướng chấp liên tục. Thuộc hạ vẫn luôn điều tra chuyện này, nếu có kết quả sẽ báo ngay cho Long tướng đại nhân. Khương Uyên nói, tôi sẽ sai người tự mình đi điều tra, nếu để tôi biết ông nói dối thì ông biết rõ hậu quả là gì rồi đấy. Còn nữa, tôi nghe nói Điện Long Vương ở quận Giang Nam nắm trong tay mấy tập đoàn lớn, hôm nay đã rời khỏi Thương hội Giang Nam, còn ngang nhiên đối đầu với tập đoàn Từ Thị, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải do ông bày mưu tính kế không? Chẳng lẽ ông không biết sau lưng Từ Thị chính là Lão Ngụy sao? Thương Liệt Long tướng nhìn Khương Uyên lạnh lùng nói. Nghe vậy, Khương Uyên trầm giọng nói, Long tướng đại nhân, sở dĩ tập đoàn Thiên Dương bọn họ rời khỏi Thương hội Giang Nam và đối đầu với Từ Thị đối kháng là vì lúc trước bọn họ đã ký kết rất nhiều hợp đồng với Đường Thị. Một khi Đường Thị không còn, tập đoàn Thiên Dương bọn họ sẽ chịu tổn thất rất lớn cho nên mới làm như vậy. Tôi thật sự không hề bày mưu tính kế để bọn họ làm như vậy. Bảo bọn họ ngừng đối đầu với Từ Thị ngay lập tức, một khi chọc giận Lão Ngụy thì ông không gánh nổi hậu quả đâu. Hơn nữa, một trong những mục đích tôi đến đây lần này chính là đại diện cho phần Diễm Long Thủ đi chúc thọ Lão Ngụy. Nếu là vì chuyện này mà khiến tôi khó chịu, tôi sẽ giết ông đầu tiên đấy. Thương Liệt Long tướng quát lên, vẻ mặt lạnh như băng cường thế. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Đúng rồi, không biết lần này Long tướng đại nhân đến quận Giang Nam có còn chuyện gì khác hay không, có cần thuộc hạ làm gì không? Khương Uyên nói, lần này tôi tới, một là tham gia sinh nhật của Lão Ngụy, hai là để tham dự hội đấu giá Thiên Long sắp tới ở quận Giang Nam. Thương Liệt Long tướng nói, hội đấu giá Thiên Long, chẳng lẽ Long tướng muốn bán đấu giá cái gì sao? Về chuyện này, Khương Uyên tò mò hỏi. Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Thương Liệt Long tướng nhìn lướt qua Khương Uyên. Vâng. Lúc này Khương Uyên gật gật đầu. Mà ở trong sơn trang của Ngụy Thị. Ngụy Thiên Hiền ngồi ở đây, khuôn mặt u ám làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, khom người với Ngụy Thiên Hiền rồi nói, chủ nhân, đã điều tra ra hung thủ sát hại cậu Ngụy rồi. Là ai? Ôi! Trong nháy mắt, ánh mắt Ngụy Thiên Hiền bắn ra từng tia sắc lạnh như chim ưng, làm cho người ta không rét mà run. Người này chính là chồng của chủ tịch tập đoàn Đường Thị ở Thiên Hải Đường Sở Sở, tên là Diệp Phàm, thực lực của hắn rất mạnh. Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, lúc trước việc nhà họ Bạch bị diệt chính là do hắn làm, mà không biết thế nào mà hắn lại quen biết với cô chủ nhà họ Giang, đêm đó chính là hắn xuất hiện ở nhà họ Giang rồi sát hại cậu Ngụy và Lão Tôn. Người đàn ông này nói, Diệp Phàm, Ngụy Thiên Hiền đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Chủ nhân, có cần tôi lập tức điều động ưng vệ không, đi trước để bắt hắn? Người đàn ông này nói, không cần, đưa thư mời cho nhà họ Giang và Đường Thị, mời bọn họ đến tham dự tiệc sinh nhật của Lão Phu. Ngụy Thiên Hiền lạnh lùng nói, mời họ đến bữa tiệc sinh nhật. Chủ nhân là muốn. Trong mắt người đàn ông này lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi muốn tự tay giết chết bọn họ ở trong tiệc sinh nhật, hiến tế cho linh hồn của con tôi trên trời. Trên người Ngụy Thiên Hiền toát ra khí tức khủng bố, vẻ mặt thâm sâu nói. Nhưng chủ nhân, nếu bọn họ biết thân phận của cậu Ngụy, chỉ e sẽ không tới. Người đàn ông nhướng mày. Không đến, vậy thì giết thẳng tay đi. Ngụy Thiên Hiền quả quyết nói. Đã hiểu. Đúng rồi, chủ nhân,
bên phía Độc Tông truyền đến tin tức, Độc Tông thiếu chủ xuống núi rồi, muốn đến đây chúc thọ chủ nhân. Sau đó, người đàn ông này nói, Độc Tông thiếu chủ, có thể là hắn ta đến đây vì Long Ngọc thôi. Trong mắt Ngụy Thiên Hiền lóe ra quang mang. Mà ở Thiên Hải, trên đường phố, giờ phút này, một thiếu nữ cả người mặc trang phục đáng yêu, cao khoảng 1m6, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, đôi mắt xinh đẹp quan sát chung quanh, dáng vẻ vô cùng tò mò. Cô gái đáng yêu xinh đẹp này vừa xuất hiện đã khiến cho không ít người qua đường vây xem, nhất là phái nam cứ nhìn chằm chằm cô gái, ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó, mấy chàng trai nhuộm tóc vàng đi tới trước mặt cô gái đáng yêu, trêu đùa, này em gái nhỏ, đi dạo phố một mình à, có muốn mấy anh đi cùng em không? Mấy anh trai à, ở đây nhàm chán quá, các anh có biết nơi nào thú vị không? Cô gái đáng yêu liếm liếm kẹo mút, cười ngọt ngào nhìn mấy chàng trai này. Mấy chàng trai nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm giác một luồng máu nóng dâng lên trong lòng, ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt. Đương nhiên biết chứ, em gái nhỏ, em đi theo bọn anh đi. Mấy chàng trai này thẳng thắn nói. Cô gái đáng yêu này không có bất kỳ lời từ chối nào về việc này, cô ấy đi theo bọn họ tới một ngõ nhỏ hẻo lánh. Anh trai à, chỗ này có gì thú vị thế? Cô gái đáng yêu bĩu môi nói. Em gái nhỏ, em sẽ được trải nghiệm chuyện vui nhất trên đời này ngay đây. Mấy chàng trai tóc vàng cười gian xảo nhìn cô gái đáng yêu rồi nói. Đại ca, đừng nói nhảm nữa, cô gái này nhìn có vẻ kích thích đấy, xông thẳng lên đi. Mấy chàng trai còn lại bày ra bộ dáng gấp gáp, cởi quần áo tại chỗ, muốn xuống tay ngay với cô gái đáng yêu này ngay lập tức. Sơ bẩn. Mà cô gái đáng yêu đối mặt với trận chiến này lại không có bất kỳ bối rối nào, mà còn bày ra bộ dáng ghét bỏ. Ngay lúc cô gái đáng yêu vừa dứt lời, đột nhiên có từng đạo hàn quang lóe ra. Một giây sau, mấy chàng trai tóc vàng này lập tức ngừng cử động. Phập phập phập. Ngay sau đó, máu tươi trên người bọn họ bắn ra tung tóe. Chẳng mấy chốc, thân thể bọn họ chia làm hơn 10 mảnh, rải rác trên mặt đất. Mấy tên này đến chết cũng không kịp biết là mình chết như thế nào. Mà ở phía sau mấy chàng trai này có 4 người mặc đồ đen kín mít đang đứng đó, chỉ lộ ra một đôi mắt, bày ra dáng vẻ trong tay cầm đao võ sĩ. Kính chào cô chủ. 4 người này quỳ xuống chào hỏi cô gái đáng yêu. Đàn ông Long Quốc đều dơ bẩn như vậy sao? Cô gái đáng yêu bĩu môi, cắn kẹo mút, dáng vẻ ngây thơ ung dung đi ra ngoài. Mười mấy phút sau, trong một biệt thự xa hoa ở Thiên Hải. Cô gái đáng yêu ngồi trên ghế sofa ăn thạch trái cây. Oa, thạch trái cây này có vị ngon quá đi. Cô gái ăn rất say mê. Mà ở trước mặt cô gái có một người đàn ông trung niên để râu cá chê đang đứng đó, còn có không ít người đang đứng xung quanh. Người đàn ông trung niên nhìn cô gái và nói, cô chủ, chúng ta mới đến, vẫn không nên tùy ý xuất đầu lộ diện, để tránh gây ra một vài rắc rối không cần thiết. Đến lúc đó có thể sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với nhiệm vụ lần này của chúng ta. Ông đang dạy dỗ tôi sao? Cô gái ăn xong miếng thạch trái cây cuối cùng, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên này. Một cái liếc mắt này đã làm cho sắc mặt người đàn ông trung niên biến đổi, trong lòng run rẩy, quỳ mạnh xuống đất rồi dập đầu nói, thuộc hạ không dám, kính xin cô chủ tha tội. Ông làm cho tâm trạng của tôi không tốt. Cô gái thản nhiên nói. Một cái nĩa bằng nhựa để ăn thạch trái cây trong tay cô ấy đột nhiên bắn ra, đâm thẳng xuyên qua mi tâm người đàn ông này. Ánh mắt của người đàn ông này trợn tròn, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Những người khác trong biệt thự nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Để tôi xem ngày mai nên đi đâu chơi. Sau khi cô gái đáng yêu phất tay giết một người lại không có bất kỳ sự khó chịu nào. Ngược lại là lấy điện thoại di động ra để duyệt qua những chỗ vui vẻ ở Thiên Hải. Disneyland, chỗ này có vẻ không tệ. Cô gái đáng yêu lẩm bẩm nói. Thiên Hải, trên một chiếc xe. Đường Phong nhìn Đường Chính Nghĩa và nói, ba, chẳng phải ba nói là đã tìm một sát thủ đầu bảng ư? Sao con nhóc kia vẫn còn sống? Không biết xảy ra chuyện gì nữa, ba không liên lạc được với tên sát thủ kia. Đường Chính Nghĩa nhíu mày. Két. Đột nhiên, xe của bọn họ phanh gấp. Hai ba con chúi đầu về phía trước. Lái xe kiểu gì thế? Đường Phong quát tài xế. Thiếu gia, phía trước đột nhiên xuất hiện một người.
Tài xế giải thích. Đường Chính Nghĩa và Đường Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy một cô gái đứng trước đầu xe của bọn họ, chính là Thu Cúc của Bách Hoa Lâu. Đường Phong lập tức xuống xe, chỉ vào cô gái đó, cô muốn chết à? Bốp! Đáp lại lời mắng chửi của Đường Phong là một cái tát. Anh ta ngã lộn nhào, răng rớt một đống. Phong! Đường Chính Nghĩa vội vàng xuống xe, nhìn Thu Cúc chòng chọc, cô là ai mà dám đánh con tôi? Thu Cúc không nói nhảm, tung ra một cú đá vào một cái chân của Đường Chính Nghĩa. Rắc! Chân Đường Chính Nghĩa bị đá gãy tại chỗ, gập lại 90 độ, khớp xương cũng lòi ra. Á! Tức thì Đường Chính Nghĩa kêu gào thảm thiết, nằm lăn ra đất. Ba! Đường Phong thấy ba mình bị đánh gãy chân thì mặt biến sắc, nhìn chằm chằm vào Thu Cúc, rốt cuộc cô là ai? Vì sao phải đánh ba tôi tàn nhẫn như vậy? Có người bảo tôi chuyển lời cho các người, nếu còn dám động vào người không nên động vào thì không chỉ một cái chân bị gãy thôi đâu. Thu Cúc bỏ lại một câu rồi biến mất. Cô ta có ý gì? Đường Phong hoang mang. Là thằng khốn Diệp Phàm. Chắc là nó biết ba thuê sát thủ đi giết Đường Sở Sở, đây là nó đang cảnh cáo ba. Vẻ mặt Đường Chính Nghĩa dữ tợn, biểu cảm đau đớn. Thằng khốn kia á. Nó thật to gan. Con tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Đường Phong giận dữ nói. Sau đó, anh ta vội vàng gọi 120 đưa Đường Chính Nghĩa đi bệnh viện. Mà lúc này, Đường Sở Sở vừa mới về nhà thì biết chuyện Đường Chính Nghĩa vào viện. Anh Tiểu Phàm, chú hai vừa mới bị người ta đánh gãy chân phải vào viện, là anh tìm người làm sao? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm. Đây là một bài học nhỏ cho ông ta thôi. Nếu ông ta vẫn không nhớ lâu thì lần sau sẽ vào thẳng nhà tang lễ. Diệp Phàm tỏ ý xem thường. Hai người đang nói gì đó. Lúc này, Trần Tiểu Manh từ trên lầu đi xuống. Cô ấy mặc đồ ngủ mát mẻ, như ẩn như hiện. Con nhóc này đúng thật không coi anh là người ngoài mà. Diệp Phàm liếc nhìn Trần Tiểu Manh, trêu chọc. Sợ gì chứ, dù sao anh cũng chỉ có thể nhìn, cho anh thèm chết. Trần Tiểu Manh kiêu ngạo hừ mũi, còn chìa đôi chân dài trắng như tuyết đến trước mặt Diệp Phàm, bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo lắc qua lắc lại. Con nhóc này, anh là một người đàn ông bình thường đấy, em đừng có đùa với lửa. Diệp Phàm trợn mắt chừng Trần Tiểu Manh. Vậy thì anh chuyển đi, có cần em tối nay để cửa cho anh không? Trần Tiểu Manh to gan nói. Thôi khỏi, anh chẳng có hứng thú với một cô bé. Diệp Phàm bĩu môi. Em bé chỗ nào? Trần Tiểu Manh bất mãn ưỡn ngực. Được rồi, Tiểu Manh, đừng quậy nữa. Đường Sở Sở vội vàng lên tiếng. Chị ơi, ngày mai em nghỉ, chị đi chơi với em nhé. Lâu rồi em không ra ngoài chơi. Trần Tiểu Manh ngồi xuống bên cạnh Đường Sở Sở, kéo tay cô năn nỉ. Chị còn phải làm việc, không có thời gian đi chơi. Ngày nào chị cũng làm việc, nên nghỉ xả hơi rồi đó. Đường Sở Sở vừa mới nói xong, Trần Tiểu Manh vội vàng cất lời. Con nhóc này nói không sai. Sở Sở à, em nghỉ ngơi một ngày đi. Vừa hay anh đến Thiên Hải lâu như vậy mà không được ở bên em nhiều. Ngày mai anh sẽ cùng em ra ngoài chơi thỏa thích, thả lỏng chút. Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở. Dạ vâng. Đường Sở Sở gật đầu. Chị à, em bảo chị nghỉ ngơi thì chị không chịu, tên này vừa mở lời chị liền đồng ý ngay. Xem ra em không còn là người quan trọng nhất trong lòng chị nữa. Em giận rồi. Trần Tiểu Manh đột nhiên bĩu môi, hai tay chống nạnh, hừ mũi. Đương nhiên người quan trọng nhất trong lòng bà xã là anh, em chỉ đứng thứ hai thôi. Diệp Phàm cười đắc ý. Anh. Trần Tiểu Manh giận run người. Được rồi Tiểu Manh, đừng giận nữa. Ngày mai em muốn mua gì, chị bao tất. Đường Sở Sở dỗ dành Trần Tiểu Manh. Thật sao, tuyê quá, bản tiểu thư tuyên bố không giận nữa. Thoát cái Trần Tiểu Manh đã cười hì hì. Lúc này, điện thoại của Diệp Phàm đổ chuông, là Khương Uyên gọi tới. Alo, Diệp Phàm vừa đi về phòng vừa nghe máy. Thiếu chủ, Thương Liệt sắp đến rồi. Khương Uyên báo cho Diệp Phàm chuyện xảy ra lúc trước. Thiếu chủ, tôi chưa từng nhắc tới ngài, hơn nữa tôi đã xử lý hết những người từng nhìn thấy ngài trong điện Long Vương lúc trước. Khương Uyên nói. Làm tốt lắm. Diệp Phàm khen ngợi, hắn khá tán thưởng Khương Uyên. Nhưng thiếu chủ à, Thương Liệt yêu cầu tôi thông báo cho tập đoàn Thiên Dương dừng đối đầu với Tử Thị. Một trong những mục đích hắn đến đây lần này là đại diện cho Long Đầu Phần Diệm đi chúc thọ Ngụy Thiên Hiền.
còn mấy ngày nữa là tới đại thọ 70 tuổi của Ngụy Thiên Hiền. Khương Uyên nói, đường đường là Long Đầu Điện Long Vương mà lại phải chúc thọ một tên thái giám. Tên thái giám này lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi. Dù sao trước đây Ngụy Thiên Hiền cũng là tổng quản đại nội của Hoàng thất Long Quốc, quản lý mọi việc lớn nhỏ trong Hoàng thất, quen biết rất nhiều quý tộc Hoàng thất. Mặc dù bây giờ ông ta đã lui xuống, nhưng thân phận và địa vị vẫn không suy giảm. Hơn nữa, nghe nói ông ta có thực lực phi phàm, trước kia là cao thủ đứng đầu trong Hoàng thất Long Đầu Phần Diệm, làm như vậy e là muốn lôi kéo ông ta. Dù sao không bao lâu nữa là tới ngày Đại hội Long Vương rồi. Khương Uyên trầm giọng giải thích. Đại hội Long Vương là gì? Ánh mắt Diệp Phàm chăm chú. Mỗi năm Điện Long Vương sẽ tổ chức Đại hội Long Vương một lần. Đến lúc đó, tầng lớp cấp cao trong Điện Long Vương sẽ tập trung tại Tổng bộ Điện Long Vương để báo cáo tình hình phát triển của Điện Long Vương. Tuy Lão Điện Chủ đã biến mất nhiều năm, nhưng Đại hội Long Vương vẫn được tổ chức hàng năm. Mà năm nay, Điện Long Vương đã truyền ra tin tức 4 Long Quân, 8 Long Đầu và các lãnh đạo cấp cao ở trung tâm sẽ cùng bỏ phiếu để chọn ra một vị Long Vương mới kế nhiệm vị trí Điện Chủ Điện Long Vương. Vì vậy, mấy Long Đầu đều đang âm thầm lôi kéo quyền quý khắp nơi nhằm tăng lợi thế cạnh tranh cho mình. Khương Uyên giới thiệu tường tận. Ai cũng muốn làm Long Vương, dã tâm không nhỏ. Diệp Phàm cười gằn. À phải rồi, lúc nãy ông nói lần này Thương Liệt đến còn có mục đích khác hả? Hắn muốn làm gì? Diệp Phàm hỏi. Một mục đích khác là Thương Liệt đến vì buổi đấu giá Thiên Long. Khương Uyên trả lời. Buổi đấu giá Thiên Long. Hai mắt Diệp Phàm lóe sáng. Đúng vậy, buổi đấu giá Thiên Long là buổi đấu giá cấp bậc cao nhất Long Quốc. Vật phẩm bán đấu giá trong buổi đấu giá Thiên Long đều là vật báu hiếm thấy có giá trên trời. Vì vậy mỗi lần buổi đấu giá Thiên Long diễn ra đều nhận được sự quan tâm từ khắp mọi nơi. Không lâu sau hội đấu giá Thiên Long sẽ tổ chức một buổi đấu giá ở quận Giang Nam, hẳn là Thương Liệt đến vì một món đồ đấu giá nào đó. Khương Uyên nói. Ông có biết hắn muốn mua gì không? Diệp Phàm hỏi, Khương Uyên thẳng thắn trả lời, thuộc hạ vẫn đang điều tra chuyện này. Tra rõ đi. Diệp Phàm nói thẳng. Ngày hôm sau, Diệp Phàm đi cùng Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh ra ngoài, bắt đầu một ngày vui chơi. Đầu tiên họ tới một trung tâm thương mại, mua sắm thả ga. Chưa đầy 2 tiếng, trên người Diệp Phàm đã treo đầy túi. Con nhóc này còn muốn mua bao nhiêu thứ nữa? Diệp Phàm đâm chọc Trần Tiểu Manh. Hiếm có khi chị họ chủ chi, đương nhiên tôi phải mua nhiều chút. Dù sao chị họ cũng có nhiều tiền. Trần Tiểu Manh không hề khách sáo. Con nhóc này, em nói chị keo kiệt hả? Đường Sở Sở lườm Trần Tiểu Manh. Chị họ đâu có keo kiệt, chị tốt với em nhất. Trần Tiểu Manh kéo tay Đường Sở Sở cười khúc khích. Anh Tiểu Phàm, em cũng mua cho anh thêm mấy bộ quần áo nhé. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Cảm ơn bà xã. Diệp Phàm mỉm cười. Cái tên này, tôi chỉ thấy chị họ mua đồ cho anh, chẳng thấy anh tặng gì cho chị tôi cả. Trần Tiểu Manh hừ mũi nhìn Diệp Phàm. Cái gì chị cũng có, không cần anh Tiểu Phàm tặng đồ. Đường Sở Sở vội vàng lên tiếng. Nhưng Diệp Phàm lại đang suy nghĩ nên mua gì tặng Đường Sở Sở. Quả thật hắn chưa từng tặng đối phương cái gì. Có điều quà hắn tặng chắc chắn không thể quá đơn giản, nhất định phải là độc nhất vô nhị. Vì vậy hắn phải suy nghĩ kỹ càng. Sau đó, Trần Tiểu Manh và Đường Sở Sở lại mua sắm thêm 1 tiếng, trên người Diệp Phàm không còn treo nổi nữa, hắn chỉ đành gọi người đến mang đồ về biệt thự trước. Mua sắm xong, 3 người lại tìm một phố ăn vặt đánh chén một bữa no nê. Nháy mắt đã nửa ngày trôi qua. Chị họ, chúng ta đi Disneyland chơi nhé. Lâu rồi em không tới đó chơi. Tiếp theo, Trần Tiểu Manh lại kéo Đường Sở Sở đến Disneyland. Tất nhiên Diệp Phàm cũng đi cùng. Trong Disneyland, 3 người bung xõa thỏa thích. Búp bê đẹp quá. Sau khi chơi hết các trò giải trí trong khu vui chơi, 3 người Diệp Phàm đi tới một nơi bán các loại búp bê. Trần Tiểu Manh nhìn một con búp bê dễ thương trong đó bằng đôi mắt sáng lấp lánh, thẳng thắn khen ngợi. Khi cô ấy định mua con búp bê này, đột nhiên một cánh tay trắng như tuyết vươn ra cầm lấy nó. Tôi muốn con búp bê này. Một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên. Trần Tiểu Manh nhìn sang, một cô gái đáng yêu đứng đó, tay cầm con búp bê kia. Ơ kìa, tôi nhìn thấy con búp bê này trước mà. Trần Tiểu Manh nhìn đối phương,
bất mãn nói. Nhưng tôi cũng thích nó. Cô gái đáng yêu nhẹ nhàng nói. Có biết thứ tự trước sau không hả? Trần Tiểu Manh lẩm bẩm, vươn tay lấy con búp bê kia. Lúc này, trong mắt cô gái đáng yêu kia lộ vẻ lạnh lùng. Hàn quang lóe lên. Vèo. Ngay lúc Trần Tiểu Manh vươn tay chộp con búp bê trong tay cô gái đáng yêu, một đạo hàn quang thình lình xuất hiện. Trần Tiểu Manh chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm lập tức kéo cô ấy lùi về sau. Ầm. Hàn quang hạ xuống, sạp bán búp bê bị chẻ làm đôi, dưới mặt đất xuất hiện một vết đao sâu hóm. Lúc này, một người mặc đồ đen cầm một thanh kiếm katana xuất hiện. Đạo hàn quang vừa nãy là kiếm quang từ thanh kiếm katana trong tay ông ta. Nếu Diệp Phàm không kịp thời kéo Trần Tiểu Manh lùi về sau, thì e là cô ấy đã bị chém thành hai nửa rồi. Ực! Trần Tiểu Manh nuốt nước bọt, cực kỳ sốc. Bảo vệ tiểu thư! Đột nhiên, mấy tiếng hét vang lên. Mấy bóng người lao ra tấn công người mặc đồ đen cầm kiếm katana. Tiếp đó lại có thêm ba người mặc đồ đen cầm kiếm katana xuất hiện, đánh nhau với đám người này. Chuyện gì thế này? Lúc này Trần Tiểu Manh mới hoàn hồn, ngơ ngác hỏi. Suýt chút nữa thì em mất mạng rồi đó. Diệp Phàm bĩu môi. Anh trai này đỉnh ghê. Cô gái đáng yêu nhìn Diệp Phàm, cười hì hì nói. Cô bé, cô cũng không đơn giản. Diệp Phàm nhìn cô gái đáng yêu, lạnh lùng đáp trả. Từ khi Diệp Phàm xuống núi, cô gái này là người đầu tiên hắn không nhìn thấu. Ơ kìa, tôi chỉ muốn một con búp bê thôi mà, anh muốn giết tôi hả? Cô trông có vẻ ngây thơ đáng yêu, không ngờ lòng dạ lại độc ác như vậy. Lúc này, dường như Trần Tiểu Manh đã hiểu ra điều gì. Cô ấy nhìn cô gái đáng yêu, giận dữ quát. Đôi mắt đẹp của cô gái đáng yêu nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Trần Tiểu Manh, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Á! Đột nhiên Trần Tiểu Manh hét to như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Không được đến đây, không được đến đây. Sau đó, cô ấy không ngừng xua tay hét lớn, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, sắc mặt tái mét. Tiểu Manh, em sao thế? Thấy tình trạng bất thường của Trần Tiểu Manh, Đường Sở Sở vội vàng hỏi han. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên nặng nề, hắn nhìn cô gái đáng yêu kia bằng ánh mắt kinh ngạc. Hi hi. Cô gái đáng yêu nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên, nói với Diệp Phàm, tạm biệt anh trai. Đối phương nói xong liền ôm búp bê tung tăng rời đi. Bốn người mặc đồ đen kia cũng biến mất trước mặt mọi người như bóng ma. Tiểu thư, cô sao vậy? Nhóm người đấu với bốn người mặc đồ đen kia đều bị giết, chỉ còn lại một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này bước nhanh tới trước mặt Trần Tiểu Manh, nét mặt đong đầy lo lắng. Em ấy trúng đồng thuật rồi. Diệp Phàm nói. Đồng thuật. Mặt người đàn ông này biến sắc. Tỉnh lại đi. Diệp Phàm hét lên với Trần Tiểu Manh, giọng nói vang dội như trống chiều chuông sớm, dư âm văng vẳng. Đôi mắt của Trần Tiểu Manh lập tức khôi phục tỉnh táo, thần trí khôi phục như thường. Tiểu Manh, em sao rồi? Đường Sở Sở cầm tay Trần Tiểu Manh và nói. Em bị làm sao vậy? Trần Tiểu Manh ngơ ngác hỏi. Vừa nãy tự dưng em vừa la vừa hét. Làm chị sợ chết khiếp. Đường Sở Sở đáp. Hình như lúc nãy em nhìn thấy một đám quỷ dữ nhe răng nanh xông về phía mình, em sợ chết đi được. Trần Tiểu Manh không ngừng vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi em trúng đồng thuật của cô gái kia nên mới nhìn thấy hình ảnh quỷ dữ. Sau này gặp cô ta thì tốt nhất là tránh xa một chút. Diệp Phàm nói. Hắn không ngờ cô gái kia lại biết đồng thuật, thật là không đơn giản. Anh Tiểu Phàm, cô gái kia lợi hại như vậy sao? Đường Sở Sở hỏi Diệp Phàm. Bên cạnh cô gái kia có ninja bảo vệ, hẳn là một nhân vật tầm cỡ nào đó của xứ Sở Hoa Anh Đào. Lúc này, người đàn ông kia trầm giọng nói. Ông là ai? Trần Tiểu Manh nhìn người đàn ông này. Thưa Tiểu Thư, tôi là thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Trần, đến bảo vệ sự an toàn của Tiểu Thư theo lệnh của tộc trưởng. Vừa rồi thuộc hạ không bảo vệ được Tiểu Thư. Xin Tiểu Thư tha tội. Người đàn ông này quỳ xuống, nói với Trần Tiểu Manh. Ba tôi phái các ông tới ư. Nét mặt Trần Tiểu Manh cứng đờ. Đúng vậy, thưa Tiểu Thư. Hơn nữa tộc trưởng còn bảo tôi chuyển lời tới Tiểu Thư xa nhà đã lâu, nên trở về rồi. Người đàn ông này nói với Trần Tiểu Manh. Tôi không về. Trần Tiểu Manh thay đổi sắc mặt, thẳng thừng nói. Tiểu Thư,
ông có thể đi rồi. Nói với ba tôi sẽ ở lại đây không về nữa. Người đàn ông vừa mới lên tiếng, Trần Tiểu Manh lập tức nói một tràng. Vâng, thưa tiểu thư. Cuối cùng, người đàn ông này chỉ có thể mang thi thể của mấy đồng đội rời đi. Không ngờ con nhóc này lại có gia thế mạnh như vậy, còn có cao thủ âm thầm bảo vệ. Diệp Phàm liếc nhìn Trần Tiểu Manh. Thực lực của mấy người lúc nãy không thấp, đều là nhân cảnh từ tầng 1 đến tầng 3. Có thể phái mấy cao thủ nhân cảnh đi làm vệ sĩ tuyệt đối không phải thế lực tầm thường. Tất nhiên, bản tiểu thư là ai chứ? Sau này anh mà dám bắt nạt tôi và chị họ thì tôi sẽ sai bọn họ xử lý anh. Trần Tiểu Manh kiêu ngạo hừ mũi. Chỉ bằng bọn họ á? Diệp Phàm khinh thường. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Đường Sở Sở lên tiếng. Bởi vì chuyện vừa rồi nên Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh không còn tâm trạng chơi đùa, bèn trở về biệt thự luôn. Ở một nơi khác, một người mặc đồ đen cầm kiếm katana đứng bên cạnh cô gái đáng yêu kia. Tiểu thư, lúc nãy những người kia đã nhìn thấy chúng ta, có cần giải quyết bọn họ không? Các người không phải đối thủ của anh trai kia. Cô gái đáng yêu hừ nhẹ, các người đi điều tra thông tin về anh trai kia đi. Vâng, thưa tiểu thư. Người mặc đồ đen gật đầu. Khu biệt thự Tử Kinh. Ba người Diệp Phàm vừa mới trở về biệt thự thì Đường Sở Sở nhận được một cuộc điện thoại. Được, tôi biết rồi. Sao vậy em? Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở. Đại tiểu thư nhà họ Liễu, một trong ba gia tộc lớn quận Hoài Giang, đã tới Thiên Hải, mời em đi ăn cơm. Đường Sở Sở trả lời. Đi thôi, có cơm miễn phí tội gì không đi. Dẫn anh theo nữa, anh đỡ phải nấu cơm. Diệp Phàm lập tức nói. Em nữa. Trần Tiểu Manh vội vàng lên tiếng. Theo em biết, ở quận Hoài Giang Liễu đại tiểu thư cực kỳ nổi tiếng trong tam giáo cửu lưu, không có gì mà cô ấy không làm được. Lần này cô ta cố ý đến đây, e là mục đích không đơn giản. Đường Sở Sở trầm giọng nói. Bất kể cô ta có mục đích gì, cứ ăn trước đã rồi nói sau. Diệp Phàm tỏ ý coi thường. Sau đó, bọn họ đi tới chỗ ăn cơm. Nơi Liễu đại tiểu thư chọn là nhà hàng Thiên Hải. Trong một phòng bao của nhà hàng Thiên Hải, ba người Diệp Phàm đi vào. Một cô gái có gương mặt tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, tóc xoăn, toát ra phong thái ngự tỷ chứng trạc đang ngồi trong phòng bao. Một chàng trai mặc vest đứng bên cạnh cô gái. Ngoài ra còn có hai người đàn ông thân hình vạm vỡ, mặt mày lạnh lùng đứng hai bên, có vẻ là vệ sĩ. Cảm ơn Đường tiểu thư đã đến. Cô gái có phong thái ngự tỷ đứng dậy, mỉm cười nói với Đường Sở Sở. Cô ta chính là Liễu Như Thị, đại tiểu thư nhà họ Liễu, một trong ba gia tộc lớn quận Hoài Giang. Chào Liễu tiểu thư. Đường Sở Sở nhìn Liễu Như Thị, mở lời chào hỏi. Từ lâu tôi đã nghe nói Đường tiểu thư là người xinh đẹp nhất Thiên Hải. Bây giờ gặp mặt, quả nhiên là sắc nước hương trời. Liễu Như Thị khen Đường Sở Sở. Liễu tiểu thư khách sáo rồi. Hai vị này là... Sau đó, Liễu Như Thị nhìn sang Diệp Phàm và Trần Tiểu Manh. Chúng tôi đến ăn ké. Trần Tiểu Manh nói xong liền ngồi xuống. Đây là em họ của tôi, còn đây là người yêu của tôi. Hôm nay tôi đưa họ theo cùng, nếu có gì mạo phạm, mong Liễu tiểu thư thứ lỗi. Đường Sở Sở nói. Không sao, nhiều người náo nhiệt mà. Hơn nữa, tôi nghe nói lúc trước đại thiếu gia nhà họ Bạch, một trong những gia tộc quyền thế quận Giang Nam, từng tỏ tình với Đường tiểu thư trước mặt mọi người, nhưng lại bị một thanh niên giết chết. Chắc hẳn người đó là vị công tử này. Tôi rất khâm phục hành động giận dữ vì hồng nhan. Nào, tôi mời vị công tử này một ly. Liễu Như Thị nhìn Diệp Phàm, dứt khoát nâng ly uống một ngụm. Đừng chỉ uống rượu không, lên món đi. Tôi đói rồi. Diệp Phàm bĩu môi. Hôm nay hắn đi chơi cùng hai cô nàng cả một ngày, quả thật đã hơi đói bụng. Mang thức ăn lên. Liễu Như Thị ra lệnh. Chẳng mấy chốc một bàn đồ ăn đã được mang lên. Diệp Phàm và Trần Tiểu Manh không hề khách sáo, bắt đầu ăn. Liễu tiểu thư từ ngàn dặm xa xôi đến đây mời tôi ăn cơm, hẳn là có việc muốn tìm tôi nhỉ? Đường Sở Sở nhìn Liễu Như Thị, đi thẳng vào vấn đề. Đường tiểu thư rất thẳng thắn. Liễu Như Thị mỉm cười nói, quả thật lần này tôi đến Thiên Hải là có một vụ làm ăn muốn bàn bạc với Đường tiểu thư. Vụ làm ăn gì? Đường Sở Sở nhìn Liễu Như Thị. Tôi muốn toàn bộ quyền đại lý tiêu thụ đan chú nhan ở khu vực phía nam. Liễu Như Thị nhấp một ngụm rượu,
thẳng thắn nói. Nghe Liễu Như Thị nói vậy, ánh mắt Đường Sở Sở lấp lóe, khẩu vị của Liễu tiểu thư không nhỏ. Không biết ý của Đường tiểu thư thế nào, chỉ cần Đường tiểu thư giao quyền đại lý tiêu thụ đan chú nhan khu vực phía Nam cho tôi có thể chia cho Đường thị 10% lợi nhuận. Liễu Như Thị nói, lấy toàn bộ quyền đại lý tiêu thụ khu vực phía Nam mà chỉ chia cho 10% lợi nhuận, cô coi chúng tôi là kẻ ngu đấy à? Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng. Nhãi danh, cậu nói chuyện với tiểu thư kiểu gì thế? Chia cho các người 10% lợi nhuận đã là coi trọng các người rồi. Người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh Liễu Như Thị nhìn Diệp Phàm, giọng điệu khinh thường. Chúng tôi nói chuyện làm gì đến lượt ông sen mồm? Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng. Một chiếc đũa trong tay hắn phóng ra, đâm xuyên qua miệng của người đàn ông mặc vest này. Tức thì người đàn ông này kêu gào thảm thiết, ngã lăn ra đất. Ánh mắt của hai người đàn ông vạm vỡ kia chợt đóng băng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bọn họ bày ra tư thế chiến đấu, tỏa ra khí thế lạnh lùng. Liễu Như Thị biến sắc, nhìn Diệp Phàm chòng chọc, công tử làm vậy không khỏi quá đáng nhỉ. Quá đáng á? Diệp Phàm không cho là đúng. Liễu tiểu thư, tôi không có ý định giao ra quyền đại lý tiêu thụ đan chú nhan, vì vậy đành để cô phải đi một chuyến phí công rồi. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn Liễu Như Thị, nói thẳng. Đường tiểu thư có chắc là muốn từ chối tôi nhanh như vậy không? Cô có biết từ chối tôi sẽ hậu quả gì không? Liễu Như Thị nhìn Đường Sở Sở bằng ánh mắt lạnh lùng. Liễu tiểu thư đang uy hiếp tôi sao? Đường Sở Sở nhướng mày. Tôi chỉ đang nhắc nhở Đường tiểu thư mà thôi. Mặc dù hiện tại Đường thị có cây dụng tiền đan chú nhan, nhưng các người có giữ được cái cây dụng tiền này hay không thì không chắc đâu. Hơn nữa, từ trước tới giờ chuyện mà Liễu Như Thị này muốn làm chưa từng không làm được, bất kể dùng phương pháp gì. Liễu Như Thị khẽ nở nụ cười như một mỹ nhân rắn rết, khiến người ta ớn lạnh. Cô dám uy hiếp vợ tôi. Nét mặt Diệp Phàm lạnh lùng, bàn ăn trước mặt bỗng vỡ tan tành. Hai vệ sĩ lập tức hành động, nhanh chóng xông về phía Diệp Phàm. Hai người này đều có thực lực nhân cảnh tầng 2, cực kỳ mạnh. Rắc rắc. Kết quả là nháy mắt bọn họ đã bị Diệp Phàm vặn gãy cổ. Diệp Phàm duỗi một tay ra bóp cổ Liễu Như Thị rồi nhấc bổng lên, tốc độ nhanh như chớp. Sắc mặt Liễu Như Thị tái nhợt, cô ta giãy giụa không ngừng. Bàn tay Diệp Phàm không ngừng bóp mạnh, khuôn mặt của người phụ nữ này càng lúc càng trắng bệch, hơi thở cũng càng lúc càng yếu như sắp tắt thở. Thôi quên đi, anh Diệp Phàm tha cho cô ta đi. Đường Sở Sở mùi lòng. Bộp. Diệp Phàm hất tay ném Liễu Như Thị xuống đất, không mảy may thương hoa tiếc ngọc. Phụt. Liễu Như Thị nằm trên mặt đất hộc máu, trông vô cùng nhếch nhác, so với phong thái ngự tỷ cao quý lạnh lùng lúc nãy cứ như hai người khác nhau. Đột nhiên cửa phòng VIP bị mở ra, người phụ trách điện Long Vương ở Thiên Hải là Từ Thiên dẫn người vội vã đi vào. Thiếu chủ, có chuyện gì vậy? Từ Thiên trông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng thấp thỏm bồn chồn. Hắn ta không ngờ ở địa bàn của mình lại có người dám gây chuyện trước mặt Diệp Phàm, đúng là muốn hại chết hắn ta mà. Tôi giao cô ả này cho anh đấy, đừng để cho cô ta sống tốt. Diệp Phàm hờ hững nói một câu. Sau đó đưa Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh rời đi. Vâng, thưa thiếu chủ. Từ Thiên vội vàng đáp lời. Hắn ta nhìn Liễu Như Thị với ánh mắt lạnh như băng, con khốn này xém hại chết tao. Anh dám mắng tôi, anh có biết. Liễu Như Thị giận dữ nhìn Từ Thiên, có điều cô ta chưa nói hết câu đã bị Từ Thiên ngắt lời, tôi không quan tâm cô là ai. Dám đắc tội thiếu chủ, đúng là tự tìm đường chết. Thiếu chủ đã nói đừng để cho mày sống tốt. Vậy thì đừng trách tao. Từ Thiên cười gằn. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi là. Liễu Như Thị nhìn nụ cười xấu xa của Từ Thiên thì dùng mình, vội vàng hét lên. Tặng con ả này cho các cậu đấy, đừng chơi chết là được. Từ Thiên không nghe Liễu Như Thị nói, mà quay sang nói với thuộc hạ của mình. Cảm ơn đại ca. Nghe Từ Thiên nói vậy, đám đàn em cực kỳ kích động. Dùng ánh mắt như sói nhìn Liễu Như Thị rồi lập tức nhào tới. Các người dám. Á. Liễu Như Thị thấy đám người kia nhào tới, sắc mặt chợt thay đổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, cô ta có la hét thế nào cũng không thay đổi được kết cục sắp tới. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không biết kết cục của Liễu Như Thị. Ý hắn là bảo Từ Thiên dạy cho người phụ nữ này một bài học,
nhưng đối phương lại hiểu nhầm ý của hắn, kết quả. Về phía Diệp Phàm, sau khi đưa Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh về biệt thự, hắn không nghỉ ngơi mà tiếp tục đi ra ngoài. Cảnh đêm Thiên Hải rất đẹp, náo nhiệt hơn núi Cửu Long về đêm. Diệp Phàm đi trên phố đêm ồn ào, đột nhiên hơi nhớ mấy vị sư phụ. Dù sao hắn cũng sống cùng mấy vị sư phụ mấy chục năm, bây giờ đột nhiên xa cách, tất nhiên hắn rất nhớ họ. Đương nhiên người Diệp Phàm nhớ nhất là đại sư phụ đẹp nghiêng nước nghiêng thành song cực kỳ thần bí. Không biết đại sư phụ xuất quan chưa nhỉ? Nếu đại sư phụ xuất quan mà không thấy mình đâu, liệu có buồn không? Diệp Phàm lẩm bẩm một mình, một gương mặt cực kỳ xinh đẹp hiện ra trong đầu. Bất chi bất giác hắn đã đi tới trước cửa một quán bar. Trong quán bar vọng ra tiếng đàn du dương. Diệp Phàm nghe thấy tiếng đàn này liền đi vào. Diệp Phàm bước vào trong một quán bar. Quán bar này khác với những quán bar khác. Ở chỗ này không hề có âm thanh kim loại nặng ồn ào náo động, cũng không có DJ và vũ đạo điên cuồng, ở đây chỉ có tiếng đàn du dương động lòng người. Giữa quán bar có một sân khấu, trên đó có một người phụ nữ mặc bộ váy trắng dài, dùng khăn lụa che mặt, 10 ngón tay trắng nõn thon dài nhảy múa trên đàn cổ. Váy dài màu trắng, khăn che mặt, cộng thêm đàn cổ trực tiếp vẽ ra một bức tranh xinh đẹp, giống như một tiên nữ đang đàn tấu. Trong quán bar, một đám người ngồi nghe tiếng đàn như si như say, hãm sâu vào trong đó, khó có thể quên. Tài đánh đàn này lại mạnh thêm vài lần. Diệp Phàm nhìn người phụ nữ che mặt đang đánh đàn, nhìn qua có vẻ quen biết đối phương. Người phụ nữ che mặt này chính là nữ thần Đại học Thiên Hải, Lâm Thi M. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng vừa nghe tiếng đàn Diệp Phàm biết ngay là đối phương. Mấy ngày không gặp, tài đánh đàn của Lâm Thi M lại tiến bộ rất nhiều, nếu không cũng sẽ không làm mọi người trong quán ba hãm sâu vào trong đó. Nếu không phải Lâm Thi M là người thường, chỉ bằng chiếu thức kỹ thuật đánh đàn này cũng đủ để giết người trong vô hình. Rất nhanh, Lâm Thi M đã đánh xong một bài. Người trong quán ba tỉnh lại từ trong tiếng đàn tuyệt diệu kia, liên tục vỗ tay. Cảm ơn mọi người. Lâm Thi M đứng dậy, cúi người cảm ơn mọi người, đang định đi xuống. Lúc này, một thiếu gia mặc đồ hàng hiệu đi lên sân khấu, duỗi tay kéo Lâm Thi M lại, nói, tiểu thư, cô đánh đàn hay như vậy, lại đeo khăn che mặt, chắc chắn là một người đẹp tuyệt thế đúng không, để tôi nhìn xem cô đẹp như thế nào. Vị thiếu gia này nhìn Lâm Thi M, nở nụ cười xấu xa, duỗi tay kéo xuống khăn che mặt của đối phương. Lập tức, nửa bên mặt xấu xí dữ tợn của Lâm Thi M hiện lên trong mắt mọi người. Đờ mờ, quỷ kia. Vị thiếu gia kia nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Lâm Thi M, sợ đến mức lùi về sau mấy bước. Xấu như vậy, tôi còn tưởng rằng cô ta đeo khăn che mặt vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Hai, đáng tiếc, đàn hay vậy nhưng không ngờ lại là quái vật xấu xí. Quái vật xấu xí, nhanh cút xuống đi. Sau khi đám đàn ông trong quán ba nhìn thấy dung mạo của Lâm Thi M, sắc mặt thay đổi, hoảng sợ, mắng Lâm Thi M. Thậm chí không ít người bảo cô cút xuống. Người đàn bà xấu xí này, không ngờ lại xấu như vậy, thiếu gia đây sắp nôn ra rồi, nhanh cút xuống đi. Vị thiếu gia kéo khăn che mặt của Lâm Thi M xuống chán ghét mắng Lâm Thi M. Đối mặt với sự sỉ nhục, khiển trách của mọi người, vành mắt Lâm Thi M đỏ ửng, vẻ mặt bất lực sắp hỏng mất. Bốp! Đột nhiên, một bàn tay rơi xuống, tát bay tên thiếu gia kia xuống mặt đất. Chủ nhân của bàn tay này là Diệp Phàm, hắn đi đến trước mặt đối phương, nhấc chân không ngừng chà đạp mặt của đối phương, lạnh nhạt nói, mày cho rằng mày rất đẹp. Cũng dám mắng người khác xấu. A a a. Tên thiếu gia này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả khuôn mặt bị Diệp Phàm dẫm máu thịt nát bét. Những người khác trong quán ba hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này. Lâm Thi M kinh sợ khi thấy Diệp Phàm xuất hiện giải vây cho cô. Bịch. Sau khi hủy diệt mặt của tên thiếu gia này, nhấc chân đá xuống dưới, lạnh lùng liếc nhìn đám đàn ông khác khinh bỉ châm chọc Lâm Thi M, tất cả các người tự tát 20 cái, ai không tát tôi sẽ cho người đấy tự cảm nhận cảm giác bị bàn chân cỡ 42 chà đạp. Nhãi danh, mày cho rằng mày là ai? Nơi này không phải chỗ mày có thể gây chuyện. Ngay lập tức, đám người trong quán ba nhìn Diệp Phàm với ánh mắt cực kỳ khinh thường. Người trẻ tuổi, dám gây chuyện ở quán ba của tôi. Cậu không coi anh đao này ra gì đúng không? Lúc này, một người đàn ông đầu chọc mặt sẹo mang theo một đám tay đấm đi đến.
Lâm Thi M nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, anh Đao, rất xin lỗi, bạn của em không hiểu chuyện, xin anh bớt giận. Cậu ta đánh khách của tôi, muốn mạng sống, vậy để lại một chân. Người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng quát. Muốn một chân của tôi. Chỉ bằng anh. Diệp Phàm liếc nhìn người đàn ông mặt sẹo, lạnh lùng nói. Lên. Người đàn ông mặt sẹo gầm lên. Đám tay đấm phía sau anh ta lao đến phía Diệp Phàm. Kết quả một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, đánh ngã đám tay đấm của người đàn ông mặt sẹo này. Mày là ai? Người đàn ông mặt sẹo kiếp nhìn người đàn ông mặc đồ đen, cảnh giác nói. Một người đàn ông trẻ tuổi đi đến, nhìn người đàn ông mặt sẹo, lạnh nhạt nói, cút. Mày. Người đàn ông mặt sẹo định nói gì đó, kết quả đã bị người đàn ông mặc đồ đen ném ra ngoài. Các người còn không nhanh chóng tự tát 20 cái, nếu ai không tát, vậy để anh ta tát thay các người. Người đàn ông tuổi trẻ nhìn đám người trong quán bar, lạnh nhạt nói, còn người đàn ông mặc đồ đen nhìn chằm chằm đám người này với ánh mắt đầy sát khí. Người đàn ông tuổi trẻ nhìn về phía Diệp Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Người này chính là người đàn ông từng chủ động mời Diệp Phàm ăn cơm lúc ở Đại học Thiên Hải, tên là Mộc Thần. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, lôi kéo Lâm Thi M rời đi. Thiếu chủ, hắn. Người đàn ông mặc đồ đen thấy Diệp Phàm rời đi, ánh mắt lộ ra sự tức giận. Có cá tính. Mộc Thần hơi mỉm cười, không hề tức giận. Cảm ơn anh. Sau khi Diệp Phàm dẫn Lâm Thi M rời khỏi quán bar, đối phương rút tay ra, nhìn anh nói cảm ơn. Cô không sao chứ? Diệp Phàm nhìn đối phương, nói. Tôi không sao. Lâm Thi M cúi đầu, một tay che mặt, hơi sợ hãi. Tôi có thể xóa bỏ vết sẹo trên mặt cô. Lúc này Diệp Phàm nói. Nghe thấy Diệp Phàm nói vậy, thân thể của Lâm Thi M hơi run lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra một tia sáng. Ngay sau đó lại biến mất, sao có thể? Tôi đã tìm vài bệnh viện lớn, đều nói không thể hoàn toàn xóa bỏ vết sẹo trên mặt tôi. Những người cô tìm chỉ là một đám bác sĩ rởm. Nếu cô tin tưởng tôi, trong vòng một giờ tôi có thể giúp dung mạo của cô trở lại như lúc ban đầu. Diệp Phàm nhìn Lâm Thi M, nói. Ánh mắt Lâm Thi M lóe lên, nói, cảm ơn anh, nhưng anh không cần an ủi tôi biết mặt tôi không thể khôi phục được. Cô không tin tôi. Diệp Phàm nhăn mày lại. Cảm ơn ý tốt của anh đã giúp tôi hai lần, tôi rất biết ơn anh. Nói xong, Lâm Thi M rời đi. Tôi không đáng tin cậy như vậy sao? Diệp Phàm sờ mũi, bất đắc dĩ nói. Lâm Thi M và Diệp Phàm tách ra, trở về trong khu nhà cũ xưa. Diện tích nhà Lâm Thi M không lớn, đồ dùng trong gia đình cũng rất cũ xưa đơn sơ. Thi M đã về rồi. Khụ khụ khụ. Một người đàn ông trung niên tóc xám trắng khập khiễng đi ra, liên tục ho. Ba, sao ba lại ho rồi? Ngày mai con đi mua một chút thuốc cho cha. Lâm Thi M nhìn người đàn ông trung niên, vội vàng nói. Không cần, chỉ là một ít bệnh cũ, không sao. Con đi ra ngoài làm công kiếm ít tiền cũng không dễ dàng, không cần lãng phí trên người ba. Ba Lâm nhìn Lâm Thi M, mỉm cười nói. Ba là ba con. Tiêu tiền cho ba sao lại bảo là lãng phí, thân thể của ba quan trọng nhất. Ba đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thi M nhìn ba mình, nói. Hai, Thi M, do ba vô dụng, không bảo vệ tốt cho con, khiến con. Ba Lâm nhìn vết sẹo trên mặt Lâm Thi M, trong mắt tràn đầy áy náy. Ba, chuyện này không liên quan đến ba đi nghỉ ngơi đi. Sau đó, Lâm Thi M đỡ ba Lâm về phòng. Ba nói mặt của con có thể phục hồi như ban đầu không? Lâm Thi M đỡ ba Lâm nằm trên giường, đột nhiên nói. Tất nhiên là có. Ba Lâm đang định nói gì đó thì dừng lại. Ba nghỉ ngơi đi. Lâm Thi M không nghĩ nhiều, rời khỏi phòng. Thi M, ba chắc chắn sẽ làm mặt con khôi phục lại. Ba Lâm lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị, đưa ra quyết định nào đó, ông cầm điện thoại, gọi cho một dãy số thần bí. Bên trong một biệt phủ ở Long Quốc, không nhờ ninja nước Anh lại xuất hiện ở Thiên Hải, còn sử dụng đồng thuật lên người tiểu manh. Đám người nước Anh này quá to gan. Trong đại sảnh này, một người đàn ông trung niên 40 tuổi tức giận quát to. Người này chính là ba của Trần Tiểu Manh, Trần Thiên Nam.
Lúc trước chính ông đã cho người đi tiêu diệt nhà họ Đỗ. Tộc trưởng, xin bớt giận, bởi vì người tên Diệp Phàm ra tay kịp nên tiểu thư không có việc gì. Người tên Diệp Phàm này cũng có chút năng lực. Lui xuống đi. Trần Thiên Nam nói. Vâng, tộc trưởng. Người đàn ông này gật đầu, đứng dậy đi ra. Tộc trưởng, ninja nước Anh xuất hiện ở Long Quốc, xem ra không đơn giản, có cần báo cáo cho bên trên hay không? Một lão giả mặc áo dài màu xám xuất hiện, nói với Trần Thiên Nam. Báo cho sở tuần tra, dám động đến con gái ta, tuyệt đối không thể buông tha cho đám người này. Trần Thiên Nam quát. Đúng vậy, tộc trưởng, bên kia lại truyền đến tin tức, nói tộc trưởng nhanh chóng suy xét rõ ràng. Sau đó, lão giả nói. Cho dù Trần Thiên Nam này có chết cũng sẽ không vứt bỏ con gái mình vì lợi ích gia tộc. Trần Thiên Nam nói thẳng. Tộc trưởng, người phải suy nghĩ kỹ, chuyện này liên quan đến tương lai của cả dòng họ Trần. Sắc mặt của lão giả thay đổi, đè giọng nói. Trần Thiên Nam suy nghĩ. Đế đô, ngự y viện. Trong một căn phòng, có một đám người già tụ tập lại, tất cả đều là ngự y có y thuật cao siêu. Nhưng lúc này đám ngự y này đang cau mày, nhìn chằm chằm vương ngự y nằm trên giường. Các vị, xin hãy cứu sư phụ của tôi. Hứa Thanh Lai cầu xin đám ngự y này. Bệnh của vương ngự y không dễ chữa. Đúng vậy, cách dùng châm của người này cực kỳ quỷ dị, nếu chúng ta tự ý rút châm, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đám ngự y này lên tiếng. Các vị đại nhân, các vị đều là y sư đứng đầu Long Quốc, không lẽ không ai có thể cứu được sư phụ của tôi? Hứa Thanh Lai không cam lòng nói. À, đám ngự y xấu hổ thở dài. Bọn họ là ngự y của ngự y viện, tất cả đều là nhân vật đứng đầu đỉnh kim tự tháp giới y học của Long Quốc, nhưng bây giờ lại bị một cây châm làm khó, cực kỳ mất mặt. Lúc này, một lão giả mặc áo dài màu trắng, tóc xám trắng đi đến. Viện trưởng, đám ngự y kia nhìn thấy người này, đứng dậy chào. Lão giả này chính là Hoa N, viện trưởng ngự y viện. Cũng là đại sư có y thuật mạnh nhất Long Quốc. Viện trưởng, cầu xin ngài cứu sư phụ tôi. Hứa Thanh Lai nhìn thấy Hoa N đến, vội vàng nói. Hoa N đi thẳng đến chỗ vương ngự y, nhìn tình hình thân thể, sau khi nhìn thấy mấy cây châm cắm trên người vương ngự y, sắc mặt thay đổi. Châm này. Hoa N nhìn ngân châm, sắc mặt không ngừng thay đổi. Viện trưởng, sao rồi? Hứa Thanh Lai vội hỏi. Ai đâm châm này? Ánh mắt Hoa N liếc nhìn về phía Hứa Thanh Lai. Là một thằng nhãi tên Diệp Phàm đâm. Hứa Thanh Lai nói. Diệp Phàm, lai lịch của cậu ta là gì? Hoa N tiếp tục hỏi. Người này là bạn trai của chủ tịch tập đoàn Đường Thị ở Thiên Hải, tuổi còn trẻ không có lai lịch. Hứa Thanh Lai nói. Viện trưởng, sao vậy? Có phải ngài đã phát hiện ra gì hay không? Một ngự y tò mò hỏi. Trong thiên hạ, chỉ có y thánh quỷ cốc mới có thể sử dụng cách dùng châm này. Hoa N nói thẳng. Cái gì, y thánh quỷ cốc? Sắc mặt của đám ngự y này thay đổi, khiếp sợ nói. Bọn họ đều biết y thánh quỷ cốc, đó chính là tông sư y đạo mà bọn họ sùng bái nhất trong vô số y sư. Thậm chí y thuật của y thánh quỷ cốc đã đạt đến mức thượng thừa, hồi sinh từ cõi chết, nếu không cũng sẽ không bị gọi là y thánh. Nguyện vọng cả đời của vô số y sư là có thể được y thánh quỷ cốc chỉ dạy vài câu, nhưng lại không ai có được sự may mắn này. Viện trưởng, ý ngài nói châm này do y thánh quỷ cốc thi triển. Nhưng không phải Thanh Lai nói đối phương là người trẻ tuổi hay sao? Một ngự y không nhịn được nói. Đúng vậy, có phải ngài đã nhìn lầm rồi không? Một ngự y khác nói. 20 năm trước, tôi đã may mắn được nhìn thấy y thánh quỷ cốc sử dụng châm. Bởi vậy tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mặc dù châm này không phải y thánh quỷ cốc thi triển, nhưng lại dùng cách dùng châm của quỷ cốc, bởi vậy chắc chắn Diệp Phàm này có quan hệ rất gần với quỷ cốc. Hoa N nghiêm túc nói. Viện trưởng, vậy ngài có cách nào nhổ châm này ra giúp sư phụ tôi không? Hứa Thanh Lai vội vàng nói. Chỉ có người của quỷ cốc mới có thể nhổ được nó, những người khác nhổ, sư phụ của cậu chắc chắn sẽ chết. Hoa N lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Hứa Thanh Lai cực kỳ khó coi, ngồi bệt xuống mặt đất, vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ sư phụ thật sự phải nằm liệt cả đời? Muốn cứu sư phụ của cậu, chỉ có thể đi cầu xin người tên Diệp Phàm kia. Hoa N nói. Cậu ta sẽ không bao giờ cứu sư phụ.
Hứa Thanh Lai lắc đầu nói. Lúc này anh ta cực kỳ hối hận khi đối địch với Diệp Phàm. Anh ta không ngờ địa vị của đối phương lại lớn như vậy, vậy mà lại là người của Y Thánh Quỷ Cốc. Nếu biết trước, cho Hứa Thanh Lai 100 lá gan, anh ta cũng không dám đối địch với Diệp Phàm. Tôi sẽ đi cùng cậu. Hoa N lên tiếng nói. Cảm ơn viện trưởng. Hứa Thanh Lai vô cùng biết ơn. Cùng lúc đó, Thiên Hải, nhà họ Yến. Yến Nam Thiên cung kính đứng trước mặt một người đàn ông mặc áo choàng đen. Người đàn ông đó đứng ở kia, tản ra hơi thở nặng nề, nói, người xác định cậu ta có quan hệ với Điện Long Vương. Đúng vậy, sau khi người phụ trách Điện Long Vương ở Thiên Hải nhìn thấy nhẫn ban chỉ trên tay người này, trở nên cực kỳ cung kính, chắc chắn cậu ta có quan hệ với Điện Long Vương. Nhìn thấy một cái nhẫn ban chỉ. Không lẽ, đồng tử của người đàn ông này co rụt lại, nghĩ đến gì đó. Nếu đúng như những gì ta nghĩ, vậy lần này ngươi lập công lớn. Người đàn ông này nhìn thấy Yến Nam Thiên cười to, sắc mặt lạnh lẽo. Hôm sau, Thiên Hải, trong một căn phòng. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này, trong một gian phòng ở Thiên Hải là một khung cảnh hỗn loạn, không khí tràn đầy mùi hormone kích thích. Trên giường, người con gái đang trần truồng, toàn thân đủ các loại dấu vết, trông cực kỳ nhếch nhác. Người này không ai khác chính là đại tiểu Như nhà họ Liễu, một trong ba dòng họ giàu có nhất của quận Hoài Giang Liễu Như Thị. Mặt của Liễu Như Thị tái nhợt, khóe miệng khô nứt, dáng vẻ như người bị tàn phá quá độ. A, Liễu Như Thị phát ra tiếng rên đau khổ, ánh mắt dữ tợn, hiện lên vẻ căm hận tột độ. Diệp Phàm, Đường Sở Sở. Liễu Như Thị này xin thề, những nhục nhã do các người ban tặng, tao nhất định sẽ trả lại gấp nghìn lần. Liễu Như Thị gằn từng câu từng chữ, mỗi chữ đều chứa đựng hận ý vô tận. Trải qua một đêm nhục nhã, bị giày vò sống không bằng chết, con người Liễu Như Thị đã hoàn toàn trở nên tà ác, ánh mắt như bọ cạp khiến người ta rùng mình. Liễu Như Thị mặc quần áo chỉnh tề rồi rời khỏi Thiên Hải. Diệp Phàm cũng không biết, bởi vì một câu làm người khác hiểu nhầm đã khiến hắn vô cớ có thêm một kẻ địch, thậm chí sau này còn gây ra cho hắn rất nhiều phiền toái. Tại một bệnh viện ở Thiên Hải, Đường Chính Nghĩa nằm trong phòng điều trị, một chân đã được bó bột. Ba, sao ba không nói cho bà nội biết, là do tên khốn Diệp Phàm kia tìm người đánh gãy chân của ba, vừa vặn để bà nội chút giận cho ba. Đường Phong nhìn Đường Chính Nghĩa, khó hiểu nói. Nói với bà nội con cũng vô dụng, bà ấy có thể làm gì được thằng danh kia. Hơn nữa lúc trước bà nội con cũng đã ký hiệp nghị, bây giờ có muốn đuổi Đường Sở Sở ra khỏi công ty cũng không được. Đường Chính Nghĩa lạnh giọng nói. Lẽ nào mối thù này cứ vậy mà cho qua? Hiện tại chân của bác cả cũng đã khỏi rồi, bà nội còn sắp xếp cho bác ấy tiếp quản công việc của ba ở công ty, cứ như vậy thì cả cái Đường Thị sẽ là của hai cha con họ. Đường Phong không can tâm. Mối thù này đương nhiên không thể cứ cho qua như vậy được. Vậy ba tính làm thế nào? Đường Phong tò mò nhìn ba mình. Để tai nạn hai năm trước được tái diễn lại. Lần này, ba muốn cả hai cha con họ cùng lên đường. Ánh mắt Đường Chính Nghĩa lóe lên tia lạnh lẽo. Soạt. Sắc mặt Đường Phong thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Đường Chính Nghĩa với vẻ mặt không thể tin nổi. Ba, lẽ nào vụ tai nạn xe hơi của ông nội với bác cả hai năm trước là? Hắn ta cũng không nói hết, gương mặt đầy vẻ chấn động. Không sai, đáng tiếc lại để cho bác cả con nhặt về được cái mạng, càng không ngờ ông nội con còn để lại di chúc, để con danh Đường Sở Sở kia trở thành người thừa thế đời thứ ba của Đường Thị, ông cụ đúng là thiên vị hai cha con họ. Gương mặt Đường Chính Nghĩa lộ ra vẻ dữ tợn. Ba, nếu để bác cả và Đường Sở Sở biết được chuyện này thì nguy to. Đường Phong hoảng hốt nói. Yên tâm, bọn họ không sống nổi mấy ngày nữa đâu. Lúc này, ánh mắt Đường Chính Nghĩa lóe lên vẻ nham hiểm. Tập đoàn Đường Thị. Đường Sở Sở vừa đi làm thì Tôn Tiểu Tiểu đã đưa thư mời tới. Thư mời. Ai đưa tới? Đường Sở Sở nhận lấy thư mời, nghi ngờ nói. Đối phương nói là lão Ngụy của Sơn Trang Ngụy Thị mời. Tôn Tiểu Tiểu nói. Sơn Trang Ngụy Thị, lão Ngụy. Vẻ mặt Đường Sở Sở thay đổi, vừa mở thư mời ra xem, cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho Diệp Phàm. Alo bà xã, sao thế em? Ở đầu dây bên kia, Diệp Phàm nghe máy đáp. Anh Tiểu Phàm, lão Ngụy của Sơn Trang Ngụy Thị đưa thiệp tới, mời chúng ta hai ngày nữa tới tham gia tiệc mừng thọ. Đường Sở Sở nói.
lão thái giám kia lại gửi thư mời cho chúng ta. Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên. Anh Tiểu Phàm, chúng ta có đi tiệc mừng thọ này không? Lão Ngụy kia đang muốn làm gì chúng ta phải không? Đường Sở Sở lo lắng nói. Không sao, bà xã, nếu người ta đã đích thân đưa thiệp mời tới, vậy thì đi thôi. Diệp Phàm cười khẩy nói. Vâng. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Đường Sở Sở đáp. Cô cúp máy xong rồi quay sang nhìn Tôn Tiểu Tiểu nói, phía Thương hội Giang Nam có động tĩnh gì không? Bên Thương hội Giang Nam, bởi vì có sự giúp đỡ của các tập đoàn lớn như Thiên Dương, bọn họ cũng không có thêm bất cứ hành động nào, hơn nữa những đối tác đã hủy hợp đồng với chúng ta trước kia hy vọng được tái hợp tác. Tôn Tiểu Tiểu báo cáo. Tốt, chúng ta bắt đầu thành lập chi nhánh ở các thành phố khác của quận Giang Nam. Đợi thành lập xong sẽ tiến hành mở rộng sang các quận khác, kem chỉ sẹo của chúng ta cũng nên lên sàn rồi. Đường Sở Sở nói với ánh mắt nhìn xa trông rộng. Chủ tịch, đan chú nhan hiện tại cung không đủ cầu, nếu như lại sản xuất kem chỉ sẹo, e là nguyên liệu và dây chuyền sản xuất của chúng ta sẽ không theo kịp. Tôn Tiểu Tiểu nói, lập tức chọn địa điểm xây dựng nhà máy, mở thêm 10 dây chuyền sản xuất mới, cả nguyên vật liệu nữa, cô tìm một số nhà cung cấp và ký hợp đồng cung cấp dài hạn với họ. Nhớ kỹ nguyên liệu là quan trọng nhất, nhất định không được để xảy ra bất cứ vấn đề nào, cô phải đích thân kiểm định. Đường Sở Sở dặn dò. Vâng thưa chủ tịch. Tôn Tiểu Tiểu gật đầu. Diệp Phàm bên này, hắn vừa cúp máy không lâu thì Giang Tuyết đã gọi tới. Diệp công tử, lão Ngụy kia gửi thiệp tới nhà họ Giang, mời ba tôi tới tiệc mừng thọ, anh có thể cứu nhà họ Giang tôi không? Giang Tuyết nhỏ giọng cầu xin. Tôi cũng nhận được thư mời. Diệp Phàm đáp. Cái gì, lão Ngụy kia muốn nhân cơ hội này giết chúng ta sao? Vẻ mặt Giang Tuyết thay đổi. Ai giết ai còn chưa chắc. Nếu ông ta đã mời thì cứ đi thôi. Nói không chừng tiệc mừng thọ lại biến thành đám tang của ông ta. Diệp Phàm cười lạnh. Hắn cũng muốn xem lão thái giám kia định dở trò gì. Bên ngoài biệt thự, gia chủ nhà họ Yến, Yến Nam Thiên dẫn theo một đám người xuất hiện, trong đó có một người đàn ông mặc áo choàng đen. Đại nhân, tên Diệp Phàm kia sống ở đây. Yến Nam Thiên cung kính nói với người đàn ông mặc áo choàng đen. Đi. Người đàn ông kia muốn xông thẳng vào trong biệt thự. Đột nhập vào nhà người khác là phạm pháp, các người không biết sao. Lúc này, Diệp Phàm đi ra, nhìn đám người, lạnh giọng nói. Đại nhân, cậu ta chính là Diệp Phàm. Yến Nam Thiên chỉ vào Diệp Phàm, ánh mắt ngập tràn sự căm hận. Người đàn ông khoác áo choàng đen liếc về phía Diệp Phàm, ông ta nhìn nhẫn Long Vương trên ngón tay Diệp Phàm. Quả đúng là nhẫn Long Vương. Cậu có quan hệ gì với Long Vương? Người đàn ông nhìn thấy nhẫn Long Vương, hai mắt ông ta híp lại, khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Vậy mà còn biết cả nhẫn Long Vương, ông là người của Điện Long Vương. Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương. Không phải người của Điện Long Vương, nhưng mà có cậu rồi thì Điện Long Vương rất nhanh nữa sẽ thuộc về tôi. Bắt lấy. Người đàn ông kia hừ một tiếng rồi phất tay ra lệnh, đám người sau lưng ông ta xông thẳng tới phía Diệp Phàm. Soạt. Nhưng lúc này, một bóng người mặc áo dính máu đột nhiên xuất hiện. Anh là ai? Người đàn ông khoác áo choàng liếc nhìn người mới tới. Cậu là Diệp Phàm. Người đàn ông mặc áo dính máu nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chính là tôi, anh lại là ai? Thiếu chủ phái tôi tới giết cậu. Người đàn ông mặc áo máu vừa nói vừa giơ tay phải lên, tản ra một luồng hơi thở giết chóc đáng sợ. Bàn tay của hắn ta nhuộm màu đỏ tươi, giống như đôi tay ấy đã dính máu của rất nhiều người. Huyết thủ. Người đàn ông khoác áo choàng nhìn thấy bàn tay màu máu kia thì ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu là người của Âu Dương Mục. Người đàn ông mặc áo choàng giật mình hỏi. Hóa ra là người tên kia phái tới. Diệp Phàm bĩu môi. Huyết thủ trực tiếp tấn công về phía Diệp Phàm, nhưng lại bị người đàn ông khoác áo choàng ngăn cản. Không thể giết cậu ta được. Người đàn ông khoác áo choàng lạnh giọng nhìn huyết thủ. Hắn ta còn phải mượn Diệp Phàm để tóm lấy Điện Long Vương, đương nhiên không thể để Diệp Phàm chết được. Huyết thủ nhìn người đàn ông khoác áo choàng với vẻ mặt đầy sát ý, bàn tay đỏ như máu trực tiếp chộp tới đối phương, không khí như bị xé toạc, mùi máu tanh vô cùng đáng sợ. Người mặc áo choàng và huyết thủ đánh nhau, phát ra tiếng nổ lớn. Hai bên tách ra, lùi về phía sau. Bộp bộp bộp. Huyết thủ lại ra tay, ra chiêu cực kỳ tàn nhẫn,
mỗi chiêu như muốn đòi mạng. Thuộc hạ của người mặc áo choàng đều lao tới, chiến đấu ác liệt với huyết thủ nhưng bị gã ta giết chết từng người một. Tên huyết thủ này có thực lực rất mạnh, đã cao hơn nhân cảnh lục trọng. Ngay sau đó, người đàn ông khoác áo choàng lại xông về phía huyết thủ, hai bên tiếp tục đánh nhau. Người trong cuộc là Diệp Phàm lại đứng ở một bên xem kịch, thậm chí thi thoảng còn nói đá thêm vài câu, đánh, dùng sức đánh, chiêu thức sai rồi, đánh thẳng vào hạ bộ của hắn. Bịch bịch bịch. Rất nhanh, hai người giao đấu vô cùng quyết liệt, khí lạnh tỏa ra bốn phía. Ầm. Một tiếng vang lớn truyền tới. Cơ thể của huyết thủ bị người đàn ông khoác áo choàng đánh cho không ngừng lùi về phía sau, miệng phun ra máu, trên người cũng đã bị thương. Trở về nói với Âu Dương Mục, Thiên Võng ta muốn người này rồi. Người đàn ông khoác áo choàng lạnh lùng nói với huyết thủ. Thiên Võng. Ông là người của Thiên Võng. Vẻ mặt của huyết thủ thay đổi, nhìn chằm chằm người đàn ông phía đối diện. Không sai, cậu có thể đi được rồi. Người đàn ông khoác áo choàng đáp. Lập tức, huyết thủ liếc nhìn Diệp Phàm rồi rời đi. Thiên Võng, thứ đồ chơi gì vậy? Diệp Phàm liếc nhìn người đàn ông. Cậu đi theo tôi. Lúc này, người đàn ông nhìn Diệp Phàm nói. Vì sao tôi lại phải đi theo ông? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Xem ra, cậu muốn tôi tự mình ra tay rồi. Gương mặt người đàn ông khoác áo choàng trở nên lạnh lẽo, bàn tay trực tiếp chộp về phía Diệp Phàm. Răng rắc. Giây sau, tiếng xương gãy vang lên. Bàn tay của người đàn ông bị Diệp Phàm bóp nát, cơ thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Phụt. Người mặc áo choàng bay ngược ra mấy mét rồi rơi xuống đất, nôn ra máu, ông ta trợn tròn mắt nhìn Diệp Phàm, chết không nói một lời. Đại nhân, Yến Nam Thiên và đám thuộc hạ kia nhìn thấy người đàn ông chết thảm thì thay đổi sắc mặt, bọn họ hét lên. Chết rồi sao? Yếu như vậy. Diệp Phàm lắc đầu nói. Mày giết đại nhân, mày chết chắc rồi. Yến Nam Thiên nhìn Diệp Phàm vừa sợ vừa giận hô lên. Nói nhảm nhiều làm gì? Diệp Phàm vung tay, ngân châm nhanh chóng bắn ra, giết chết đám người Yến Nam Thiên tại chỗ. Hắn gọi Từ Thiên tới xử lý mấy người này. Không ngờ anh còn đắc tội với Âu Dương Mục, ngay cả Thiên Võng cũng muốn xuống tay với anh. Kẻ địch của anh cũng nhiều thật đấy. Lúc này, Thượng quan Lưu Ly ở sát vách đi tới, nhìn Diệp Phàm nói. Đẹp trai quá cũng bị người ta ghen tị. Diệp Phàm không khỏi cảm thán nói. Phụt. Nha hoàn bên cạnh Thượng quan Lưu Ly bị lời nói không biết xấu hổ của Diệp Phàm chọc cười. Thiên Võng không phải thế lực bình thường, bọn họ là tổ chức đứng đầu thế giới, phân bố rải rác khắp các quốc gia, kẻ mạnh nhiều vô số, tốt nhất anh nên cẩn thận một chút. Thượng quan Lưu Ly nhắc nhở Diệp Phàm. Cảm ơn đã nhắc nhở. Diệp Phàm nói. À đúng rồi, không biết ngày mai anh có thời gian không? Ngay sau đó, Thượng quan Lưu Ly hỏi Diệp Phàm. Có chuyện gì à? Diệp Phàm nhìn đối phương. Ngày mai tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, không biết công tử có nể mặt hay không? Thượng quan Lưu Ly thản nhiên đáp. Người đẹp mời ăn cơm, tôi còn phải vui mừng mới đúng. Diệp Phàm tỏ vẻ đồng ý. Vậy được, ngày mai gặp. Thượng quan Lưu Ly khẽ cười, cô xoay người đi về phía biệt thự. Cô chủ, ngày mai chẳng phải là, lẽ nào cô muốn? Bên trong biệt thự. Người hầu ngạc nhiên nhìn Thượng quan Lưu Ly. Anh ta là sự lựa chọn không tồi. Lúc này Thượng quan Lưu Ly nhẹ giọng đáp, ánh mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Đương nhiên Diệp Phàm không biết trong lòng Thượng quan Lưu Ly đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, Từ Thiên đã mang người tới xử lý thi thể. Từ Thiên, anh có biết Thiên Võng không? Diệp Phàm hỏi Từ Thiên. Thiên Võng, đó là một tổ chức nước ngoài hàng đầu có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Sao tự dưng thiếu chủ lại hỏi chuyện này? Từ Thiên đáp. Thiên Võng có quan hệ gì với Điện Long Vương? Diệp Phàm trực tiếp nói. Người của Thiên Võng không chỉ nhận ra được Nhẫn Long Vương mà còn muốn bắt hắn, điều này khiến Diệp Phàm cảm thấy có gì đó không ổn. Thiên Võng vẫn luôn muốn phát triển thế lực của mình thành Long Quốc, nhưng bị chủ điện ngăn cản, hai bên đã đánh nhau nhiều lần, cuối cùng Thiên Võng thua, tuyên bố kết thúc. Cũng chính bởi vì Điện Long Vương nên Long Quốc đã trở thành quốc gia duy nhất mà Thiên Võng không thể phát triển thế lực, vì vậy mối thù giữa hai bên không hề nhỏ. Từ Thiên giải thích. Hóa ra là như vậy. Diệp Phàm tỏ vẻ hiểu rõ. Xem ra Thiên Võng này vẫn luôn nhớ thương tới Điện Long Vương.
Hiện tại, nội bộ Điện Long Vương có người soán ngôi đoạt vị, ngoài có kẻ mạnh nhìn chằm chằm như hổ đói, đúng là trong ngoài đều là địch. Ngay sau đó, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Giang Tuyết, nói xe đã sửa xong đưa tới trước cửa biệt thự, hắn đi thẳng ra bên ngoài. Chiếc McLaren của Diệp Phàm đang đậu ngoài cổng biệt thự Tử Kinh, lái xe chính là người đã bảo vệ Giang Tuyết lúc trước, chú Cung. Diệp công tử, xe của cậu đã được sửa xong rồi, cô chủ bảo tôi tới giao cho cậu. Chú Cung nhìn Diệp Phàm nói. Cảm ơn. Diệp Phàm nhận lấy chìa khóa, chú Cung gật đầu chào rồi rời đi. Là anh. Đúng lúc Diệp Phàm đang định lái xe vào thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Hắn vừa quay đầu đã trông thấy một thanh niên vẻ mặt hớn hở đang đi tới. Cậu không phải là Tạ Hạo, chủ tịch câu lạc bộ võ đạo của Đại học Thiên Hải. Không ngờ lại gặp được tiền bối, hóa ra tiền bối sống ở nơi này, tôi có người thân cũng ở đây. Người thanh niên nhìn Diệp Phàm, nhiệt tình nói. Anh ta chính là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật của Đại học Thiên Hải, Tạ Hạo. Đừng có gọi tiền bối, tôi cũng không lớn tuổi hơn cậu. Diệp Phàm nhìn Tạ Hạo nói. Người luyện võ, lấy thực lực để bàn bối phận, thực lực của anh mạnh như vậy, tôi đương nhiên nên gọi anh một tiếng tiền bối, nếu như tiền bối không thích tôi gọi như vậy, không biết nên xưng hô như thế nào. Tạ Hạo nhìn Diệp Phàm đáp. Tôi tên Diệp Phàm, cậu cứ gọi tùy tiện, dù sao cũng đừng gọi tôi già như thế. Diệp Phàm hừ lạnh. Vậy thì gọi tiền bối là Diệp Thiếu đi. Diệp Thiếu, tôi định tới một chỗ rất vui. Anh có muốn đi cùng không? Tạ Hạo nói. Nơi vui vẻ, ở đâu? Diệp Phàm tò mò. Diệp Thiếu cứ đi là sẽ biết, đảm bảo sẽ rất thú vị. Tạ Hạo nở nụ cười thần bí. Diệp Phàm cũng không có chuyện gì nên đi cùng đối phương. Bọn họ đi thẳng tới một khách sạn, người phụ trách dẫn hai người xuống tầng ngầm thứ ba, xuyên qua hành lang có một cánh cửa sắt. Khi cánh cửa sắt kia được mở ra, bên trong truyền đến tiếng reo hò huyên náo. Đi cùng đó là tiếng va chạm. Diệp Phàm liếc nhìn, bên trong là một không gian rất lớn. Ở giữa trung tâm có một võ đài quyền Anh, từng dãy bàn ghế được xếp xung quanh, thậm chí còn có cả phòng bao độc lập, có thể quan sát đấu trường trực tiếp. Lúc này xung quanh đã đầy người, trên võ đài có hai người đàn ông chỉ mặc quần đùi, đeo găng tay đọ sức, mỗi cú đấm đều là máu bắn tung tóe. Đây là nơi nào? Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên. Đây là võ đài ngầm lớn nhất Thiên Hải. Rất nhiều cao thủ quyền Anh hoặc cao thủ võ thuật đều đến đây để đọ sức. Trận đấu lần này còn mời cao thủ nổi danh nhất giải đấu UFC của Thành Quốc. Chỉ cần có người đánh thắng được hắn ta thì sẽ lấy được 100 triệu tệ, còn có phần thưởng đặc biệt. Tạ Hạo nói. Lúc này, bọn họ bước vào trong, trận đấu đã kết thúc. Trong đó có một người bị đánh xuyên qua xương ngực, đạp xuống phía dưới, không chết thì cũng tàn tật. Các vị. Nhân vật chính của trận đấu hôm nay tới rồi. Để mang đến cho các bạn một trận đấu đặc sắc, chúng tôi đặc biệt mời võ sư quyền Anh nổi tiếng nhất của Thịnh Quốc, Đồ Phu. Đồ Phu chính là quyền thần bất bại của cuộc thi đấu UFC Thịnh Quốc, lập kỷ lục thắng 300 trận, trong đó, một nửa người bị hắn giết chết chỉ bằng một quyền, vậy nên mới được xưng là Đồ Phu. Hiện tại, xin mời Đồ Phu của chúng ta. Lúc này, người đàn ông trung niên đứng trên võ đài cầm micro nói. Giây sau, một gã da ngăm đen, thân hình to lớn, cao gần 2 mét đang dẫm từng bước lên lôi đài, toát ra khí thế hung hãn và tàn bạo, ánh mắt khát máu khiến cho người ta không dám nhìn. Trong lúc nhất thời, khán giả xung quanh không ngừng hô to ông xã. Hắn ta là Đồ Phu. Diệp Phàm liếc nhìn người đàn ông kia. Đúng vậy, hắn là Đồ Phu, nghe nói hắn ta là ác mộng của vô số quyền thủ, người bị hắn ta đánh, nhẹ thì bị thương. Nặng thì trực tiếp đi gặp Diêm Vương, thậm chí hắn ta còn một mình đấu với 1.000 quân đội đặc chủng, kết quả toàn thắng, rất khủng bố. Diệp Thiếu, anh cảm thấy thế nào? Tạ Hạo hỏi Diệp Phàm. Không thấy thế nào cả. Diệp Phàm lắc đầu. Tạ Hạo giật mình khi trông thấy ánh mắt khinh thường của Diệp Phàm, hắn nghĩ thầm, vị Diệp Thiếu này rốt cuộc mạnh như thế nào? Các vị, hôm nay bất cứ ai đánh thắng được Đồ Phu sẽ có thể nhận được 100 triệu tiền thưởng. Hơn nữa còn có thêm một phần thưởng đặc biệt. Ngay sau đây, mời phần thưởng đặc biệt của chúng ta. Lúc này, người đàn ông trung niên cầm micro trên võ đài lên tiếng. Ngay sau đó, hai nhân viên công tác đẩy một chiếc lồng sắt phủ vải đỏ đi ra. Nhất thời, tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc lồng sắt, ánh mắt tràn đầy tò mò.
không biết phần thưởng đặc biệt kia là gì nhỉ? Tạ Hạo cũng tò mò nói. Soạt, một nhân viên trực tiếp vén tấm vải đỏ lên. Lập tức, tất cả mọi người dưới lôi đài đều bị giật mình. Ngay cả Diệp Phàm cũng có chút ngạc nhiên. Tấm vải đỏ được vén lên, bên trong lồng sắt là một người phụ nữ nửa nằm, hơn nữa còn là người ngoại quốc. Người phụ nữ này có mái tóc vàng tới ngang vai, đôi mắt xanh, sống mũi cao và khuôn miệng nhỏ như quả anh đào, đây là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Cô ta không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có thân hình nóng bỏng, eo thon mảnh khảnh, trên người mặc một chiếc váy khoét dệt kim, tràn đầy sự cám dỗ khó tả. Lúc này, ánh mắt người phụ nữ hiện lên một tia bối rối và bất lực, mang lại cho người khác cảm giác điềm đạm đáng yêu, tim đập thình thịch. Khán giả xung quanh nhìn người phụ nữ tới phát ngốc. Không ít đàn ông nuốt nước miếng, ánh mắt lộ ra dục vọng không hề che giấu. Cô gái đẹp quá. Tạ Hạo nhìn người phụ nữ, không khỏi cảm thán một tiếng. Diệp Phàm nhìn chằm chằm người phụ nữ, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì vẻ bề ngoài của đối phương. Hắn cảm nhận được một luồng hơi thở đặc thù trên người đối phương, bên trong ẩn chứa một lực lượng vô cùng đáng sợ. Chỉ là sức mạnh này được ẩn giấu trong cơ thể người phụ nữ, chưa được kích phát ra. Cô gái này không đơn giản. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Các vị, cô gái xinh đẹp này chính là phần thưởng đặc biệt của ngày hôm nay. Nếu ai đánh thắng được đồ phu, không chỉ lấy được 100 triệu mà còn được hưởng thụ người đẹp thỏa thích. Người dẫn chương trình nói. Lúc này, rất nhiều khán giả đều bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Bọn họ đều muốn có được người đẹp cực phẩm này. Nhưng bảo họ đi đánh nhau với tên ác ma đồ phu kia thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. A Báo, có tự tin đánh thắng được gã này không? Lúc này, phòng bao phía trên, một thanh niên hút xì gà hỏi người đàn ông gầy gò bên cạnh. Thiếu gia, mặc dù người này trông có vẻ rất lợi hại, nhưng chỉ là một kẻ lỗ mãng mà thôi, thực lực nhiều lắm cũng nhân cảnh nhất trọng, nhị trọng, đối phó với gã ta chỉ cần 3 chiêu. Người đàn ông gầy gò nhìn đồ phu trên lôi đài với vẻ mặt khinh thường. Tốt, đợi lát nữa anh xuống giải quyết hắn ta, đem cô gái ngoại quốc kia về cho bổn thiếu. Chàng trai thổi ra một làn khói, lạnh giọng nói. Vâng thưa thiếu chủ. Người đàn ông gầy gò đáp. Hiện tại, không ít cao thủ bị 100 triệu và người đẹp khích lệ, bọn họ nhao nhao xông lên lôi đài. Dù sao, chỉ cần đánh thắng được đồ phu thì bọn họ sẽ có tất cả, bao gồm tiền tài, người đẹp, danh tiếng. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là không thể bỏ qua. Nhưng khi đám quyền thủ hung hãn, cao nhân võ thuật đối mặt với đồ phu, nắm đấm còn chưa đỡ được đã bay đầu. Chẳng mấy chốc, máu bắn tung tóe khắp lôi đài. Đồ phu vung hai nắm đấm, tiễn từng kẻ khiêu chiến hắn xuống địa ngục. Một đám bỏ đi. Đồ phu giẫm chân lên người một quyền sư, sau khi nghiền nát đầu của đối phương, hắn ta khinh thường nói. Ngay lập tức, tất cả mọi người xung quanh đều ngây người, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tên đồ phu này quá kinh khủng. Những người đấu với gã ta đều là cao thủ hạng một hạng hai trong giới quyền anh ngầm, vậy mà lại bị đồ phu giết trong nháy mắt. Long quốc các người không có ai giỏi hơn à, đúng là khiến tôi quá thất vọng. Đồ phu đứng trên lôi đài, dùng vốn tiếng Long quốc bập bẹ mỉa mai. Tên ngoại quốc này cũng thật kiêu ngạo. Tạ Hạo tức giận bất bình nói. Không ưa thì lên dạy dỗ hắn ta đi. Diệp Phàm nhìn Tạ Hạo nói. Cái đó. Tạ Hạo lúng túng gãi đầu một cái, ánh mắt nhìn sang Diệp Phàm. Diệp Thiếu, người kia quá kinh khủng, đối phó với loại như hắn ta vẫn nên để Diệp Thiếu, hay là anh lên dạy dỗ gã đi, cho gã biết sự lợi hại của anh. Diệp Phàm lắc đầu. Diệp Thiếu, đánh thắng sẽ lấy được 100 triệu với cô nàng ngoại quốc xinh đẹp kia đó. Anh không suy nghĩ một chút sao? Tạ Hạo khích lệ. Cậu cảm thấy tôi giống như thiếu tiền, thiếu người đẹp sao? Diệp Phàm khinh thường liếc Tạ Hạo. À, không giống. Tạ Hạo xấu hổ lắc đầu. Còn người nào muốn lên khiêu chiến không? 100 triệu tiền thưởng và người đẹp cực phẩm đang ở ngay trước mắt, cơ hội không được phép bỏ qua. Lúc này, người dẫn chương trình không thấy ai lên lôi đài. Nhưng hiện trường hoàn toàn im lặng, lặng ngắt như tờ. Tôi lên. Ngay khi thanh niên trong phòng bao chuẩn bị cho cấp dưới ra tay, đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên. Một người đàn ông cao 1m8m9 bước ra rồi đi về phía lôi đài. Người đàn ông này tuy vóc dáng cao lớn nhưng nhìn có vẻ lương thiện,
hắn ta mặc một bộ vải thô, chân mang giày dệt thủ công, trông giống như một người nông dân bình thường. Gã nhà quê ở đâu chui ra vậy, chỉ dựa vào hắn ta cũng dám lên lôi đài, đây là thèm tiền đến mạng cũng không cần nữa sao. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu thảo luận ầm ĩ. Người đàn ông kia đã leo lên võ đài, ánh mắt dán chặt vào đồ phu, hắn ta hít sâu một hơi, đôi tay đầy vết chai siết chặt, vẻ mặt hiện ra vài phần căng thẳng. Vị huynh đệ này, anh nhất định phải khiêu chiến đồ phu sao? Người dẫn chương trình đi tới cạnh hỏi. Hiển nhiên người dẫn chương trình cũng nhìn ra người đàn ông này không phải là võ sĩ chuyên nghiệp hay võ sĩ quyền anh, cùng lắm chỉ là người bình thường, kiểu như vậy bước vào võ đài chẳng khác nào tìm chết. Đánh thắng anh ta là sẽ có được 100 triệu tiền thưởng sao? Người đàn ông hỏi người dẫn chương trình, ánh mắt có chút khẩn trương. Không sai. Nhưng thực lực của người này rất mạnh, anh suy nghĩ kỹ chưa? Người dẫn chương trình hỏi. Ừ. Người đàn ông chậm chạp gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía đồ phu. Danh con, đi chết đi. Đồ phu nhìn người đàn ông với vẻ mặt khinh thường. Hắn ta tung cú đấm, muốn hạ gục đối thủ chỉ với một đòn. Mọi người có mặt đều không đành lòng nhìn, cho rằng thiếu niên ăn mặc như nông dân này chắc chắn sẽ chết. Ngay lúc này, một tiếng va chạm vang lên. Mọi người nhìn ngẩn cả người. Chỉ thấy người đàn ông có bộ dáng nông dân giơ tay đỡ nắm đấm của đồ phu. Người này vậy mà chặn được nắm đấm đồ phu. Khán giả xung quanh đều mang vẻ mặt ngạc nhiên. Những người lên khiêu chiến vừa rồi không một ai có thể đỡ được cú đấm của đồ phu. Người đàn ông này lại đỡ được, điều này khiến cho mọi người không thể tin nổi. Ánh mắt đồ phu cũng lộ ra vẻ sửng sốt nhìn người đàn ông, hắn lạnh giọng nói, danh con cũng có chút bản lĩnh, xem đây. Trên người đồ phu tản ra một cỗ hơi thở hung hãn, lại vung ra một đấm. Hư không như truyền tới tiếng xé gió. Cú đấm này cực kỳ mạnh, giống như đạn pháo giết về phía người đàn ông. Vẻ mặt người đàn ông thay đổi, anh ta cũng tung ra một đấm, đối đầu trực tiếp với cú đấm của đồ phu. Tiếng nổ vang lại truyền ra. Bịch bịch bịch. Hai nắm đấm chạm nhau, một bóng người liên tục lùi về phía sau. Người này không phải người đàn ông kia mà là đồ phu. Đồ phu lại bị người đàn ông kia đánh lùi về phía sau. Sao có thể? Người xem có cảm giác như đang nằm mơ. Nhìn dáng vẻ người này rõ ràng là không biết võ công, sao có thể lợi hại như vậy được? Tạ Hạo nhìn người trên lôi đài, ngạc nhiên nói. Diệp Phàm nhìn người đàn ông, ánh mắt lóe lên, hắn cười khẽ, giới quyền anh ngầm này cũng có chút thú vị. Khốn khiếp! Đồ phu thấy bản thân bị một gã vô danh đánh lùi. Ánh mắt hắn ta tràn đầy lửa giận, vẻ mặt tàn nhẫn, trên người hắn ta tản ra hơi thở hung ác. Đi chết đi! Lúc này, đồ phu nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân phồng lên, dùng hết sức lực tung một quyền về phía người đàn ông. Cú đấm này, có thể nói đồ phu đã dùng hết sức lực, hổ nặng 5-600 cân cũng không đỡ nổi. Đồ phu tung ra một đấm, không khí xung quanh như dao động, gió lớn rít gào, khiến người ta cảm thấy da tê dại. Đáng sợ thật, đầu người kia sợ là nổ tung rồi. Mọi người nhìn thấy cú đấm của đồ phu, nội tâm đều vô cùng sợ hãi. Người anh em này e là xong đời rồi. Tạ Hạo tiếc thay cho người đàn ông trên lôi đài. Cũng chưa chắc. Diệp Phàm nở nụ cười thần bí. Người đàn ông kia thấy đồ phu dồn hết sức vung nắm đấm về phía này, hắn nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống, trong miệng tự lẩm bẩm, không được thua. Tuyệt đối không được thua, em trai còn đợi tiền để cứu mạng. Người đàn ông trực tiếp hét lên, ánh mắt hiện ra tia máu, hắn cũng dốc toàn lực tung ra nắm đấm. Trong khoảnh khắc, nắm đấm của hai người như thiên thạch va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Rắc rắc rắc, hai nắm đấm chạm nhau, lôi đài trực tiếp rạn nứt. Phụt, giây tiếp theo, tiếng máu phun ra, một bóng người bay ngược ra ngoài. Rơi xuống võ đài rồi hôn mê bất tỉnh. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa sợ. Người bay khỏi võ đài, phun ra máu lại là đồ phu. Quyền vương vẫn luôn giữ vững kỷ lục 300 trận bất bại ở trận đấu UFC ở Thính Quốc, hắn ta vậy mà bị một gã nông dân đánh bay khỏi võ đài, trực tiếp KO. Chuyện này, mọi người đều hoảng hốt, sợ hãi, vẻ mặt cứng đờ. Một câu cũng không thốt nên lời. Bọn họ cảm giác như mình đang mơ. Chuyện này, cũng quá vi diệu rồi. Dưới võ đài,
Tạ Hạo nói với vẻ không thể tin nổi. Diệp Phàm nói, sức mạnh trời sinh, quả nhiên là lợi hại. Sức mạnh trời sinh, Diệp Thiếu, ý anh nói là người đàn ông kia sao? Ánh mắt Tạ Hạo nhìn người đàn ông trên võ đài. Không sai, mặc dù anh ta trông rất bình thường, chưa từng tập võ, nhưng lại có sức mạnh trời sinh, gã đổ phu kia đương nhiên không phải đối thủ. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Thế gian này, người kỳ lạ rất nhiều. Có vài người, mặc dù chưa từng luyện võ nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, thậm chí còn hơn cả những người tập võ, đây chính là sức mạnh trời sinh. Những người như vậy thường sở hữu sức mạnh kinh người. Đây cũng là lý do vì sao người đàn ông trên võ đài nhìn có vẻ như chưa từng luyện võ, lại có thể KO quyền vương đồ phu chỉ bằng một cú đấm, bởi vì anh ta có sức mạnh trời sinh, giống như một loại siêu năng lực, cho dù là quyền vương là đồ phu cũng khó mà sánh được. Nhưng mà, những người có thiên phú này cực kỳ hiếm thấy, không ngờ hôm nay lại để Diệp Phàm gặp được. Nếu như được bồi dưỡng tốt, nói không chừng. Diệp Phàm nhìn người đàn ông trên võ đài, suy nghĩ. Lúc này, trên võ đài, người đàn ông đứng đó với vẻ mặt bối rối. Tôi thắng rồi sao? Người đàn ông mờ mịt nói. Đúng, anh chấm ANS thắng rồi, anh đã đánh bại đồ phu. Người dẫn chương trình nuốt một ngụm nước bọt, kinh sợ nhìn người đàn ông. Vậy tôi có thể nhận được 100 triệu tiền thưởng không? Người đàn ông vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể. Người dẫn chương trình trực tiếp nói. Bây giờ, tôi xin tuyên bố, người anh em này đã thách đấu đồ phu thành công, sẽ nhận được 100 triệu tiền thưởng cùng với cô gái vô cùng xinh đẹp này. Ngay sau đó, người đàn ông tuyên bố kết quả. Đợi đã. Lúc này, người đàn ông hút xì gà trong phòng bao tầng 2 lên tiếng. Vị công tử này, anh có chuyện gì sao? Người dẫn chương trình nhìn về phía thanh niên trên phòng bao. Tôi không phục. Hắn ta muốn lấy được 100 triệu tiền thưởng và người đẹp thì phải đánh thắng tôi mới được. Thanh niên hờ hững nói, ánh mắt có phần lạnh lùng nhìn người đàn ông trên võ đài. Hắn không ngờ người kia lại mạnh như vậy, ngay cả đồ phu cũng bị đánh bại, sớm biết vậy thì hắn đã để thuộc hạ lên võ đài từ lâu. Chuyện này, người dẫn chương trình thay đổi sắc mặt, ông ta hơi do dự. A Báo, đi giải quyết gã kia đi. Thanh niên kiêu ngạo nói. Rõ. Lúc này, người đàn ông gầy gò bên cạnh thanh niên gật đầu đáp. Hắn ta nhảy ra khỏi phòng bao, lộn trên không và vững vàng đáp xuống sàn đấu, lôi đài dưới chân nứt toác, in ra hai dấu chân rất sâu. Mọi người trông thấy cảnh tượng này đều bị dọa sợ, luôn miệng khen lợi hại. Tôi đã thắng trận đấu, tôi không muốn đánh nữa. Lên võ đài, người đàn ông thấy A Báo nói như vậy, anh ta chỉ muốn xuống lôi đài, mang tiền thưởng về cứu em trai. Muốn đi. A Báo hử lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo, cơ thể nhanh như báo vọt ra ngoài, vung quyền đánh về phía người đàn ông kia. Vẻ mặt của người đàn ông cũng thay đổi, vội vàng giơ tay đỡ. Lập tức, cơ thể hai người tách ra, lui về phía sau. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. A Báo lạnh nhạt nhìn người đàn ông, ánh mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn, lần nữa xông lên. Tốc độ của A Báo rất nhanh. Hắn ta trực tiếp vòng về phía sau người đàn ông, cầm dao chém tới. Mặc dù, người đàn ông này có sức mạnh rất lớn nhưng tốc độ lại rất bình thường, căn bản không kịp ra tay, bị dao chém trúng. Phụt! Lập tức, người đàn ông lao về phía trước, phun ra một ngụm máu. Hóa ra cũng chỉ là kẻ lỗ mãng có chút sức lực. A Báo thấy vậy thì cười lạnh. Hắn lại ra tay, dùng tốc độ cực nhanh liên tục tấn công về phía người đàn ông. Người đàn ông có một thân sức mạnh, nhưng bởi vì chưa từng luyện võ nên khả năng phản ứng không tốt, vậy nên không kịp đánh trả, liên tiếp bị tốc độ của A Báo đánh trúng. Rất nhanh, người đàn ông đã bị đánh bay ra khỏi võ đài, không ngừng phun ra máu, trên người đã xuất hiện vô số thương tích. A Báo, đánh hay lắm. Phòng bao trên tầng 2, người thanh niên kia đắc ý vỗ tay. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Tạ Hạo bất bình nói. Đứng dậy, đánh hắn ta. Nhanh đứng dậy. Đám người xung quanh hò hét với người đàn ông. Bọn họ không phải đang cổ vũ mà là để người đàn ông kia đứng dậy cống hiến một trận đấu đặc sắc. Ê thằng Liều, chỉ cần mày đồng ý từ bỏ giải thưởng, tao có thể tha cho mày một con đường sống. A Báo khinh thường nhìn người đàn ông. Tôi không thể từ bỏ, em trai tôi còn đợi tôi trở về cứu mạng.
Ánh mắt người đàn ông tràn đầy kiên định, khóe miệng đang không ngừng chảy máu. Anh ta gắng gượng chống người bò dậy, nhìn chằm chằm về phía đối phương, đến đây. Không biết tự lượng sức. A báo xem thường, hắn lại lao ra như một con báo, tấn công người đàn ông. Ầm ầm ầm. Người đàn ông sử dụng toàn bộ sức lực, miễn cưỡng ngăn được mấy chiêu của đối phương, nhưng càng về sau thì tốc độ của A báo càng nhanh, hơn nữa lại không tấn công một chỗ, sức của anh ta có mạnh tới đâu thì cũng không phòng được. Chẳng mấy chốc, một loạt âm thanh ầm ầm vang lên. Người đàn ông bị A báo đánh mười mấy quyền, nện trên lôi đài, không ngừng nôn ra máu. Lúc này, khắp người anh ta toàn là máu, máu tươi đầm đìa, có thể nói là vô cùng thê thảm. Không chịu nổi một đòn. A báo khinh thường. Đánh hay. Thanh niên trong phòng bao cười đắc ý, ánh mắt liếc tới cô gái trong lồng sắt, hắn nở nụ cười gian tà, người đẹp, cô là của tôi rồi. Tôi vẫn chưa thua. Lúc này, người đàn ông toàn thân đầy máu lại đứng dậy từ mặt đất. Dù cho anh ta đang run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên trì không khuất phục, niềm tin mãnh liệt đã giúp anh ta chống đỡ, tuyệt đối không được nhận thua. Cũng cứng đấy nhỉ. A báo đạp chân, hất người đàn ông đập lên lan can bảo hộ của lôi đài, bắn ngược té xuống mặt đất, nôn ra máu. Lúc này, người đàn ông đã hấp hối, một chân đã bước vào địa phủ. Đi chết đi. Ánh mắt A báo hiện lên sát ý, vung quyền đánh vào đầu người đàn ông, gã muốn giết người này. Không được giết chết anh ta. Bỗng nhiên, bên tai A báo vang lên một giọng nói lạnh như băng. Không được giết. Ngay khi A báo đấm vào đầu người đàn ông, chuẩn bị kết liễu đối phương, một giọng nói lạnh lùng vang bên tai gã. Ầm. Giây sau, âm thanh như sấm vang lên. Đột nhiên A báo đột nhiên bay ra đập vào góc võ đài, cơ thể co giật, không ngừng phun ra máu. Mà ở vị trí ban đầu của A báo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một bóng người, chính là Diệp Phàm. Giờ phút này, khung cảnh trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Khán giả dưới võ đài đều mang vẻ mặt kinh ngạc, không kịp phản ứng. Bọn họ thậm chí không nhìn rõ Diệp Phàm xuất hiện trên võ đài như thế nào, càng không biết vì sao A báo lại đột nhiên bay ra ngoài. A báo! Thanh niên trong phòng bao tầng 2 nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên lửa giận, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, danh con, mày chui ở đâu ra vậy? Dám đánh người của tao! Diệp Phàm không thèm để ý tới gã thanh niên, hắn đi tới trước mặt người đàn ông toàn thân đầy máu, cầm một cây kim bạc đâm lên người đối phương. Chẳng mấy chốc, máu trên người đàn ông đã ngừng chảy, vết thương cũng có chuyển biến tốt đẹp. Cảm ơn cậu! Người đàn ông ngẩng đầu cảm ơn Diệp Phàm. Anh tên là gì? Anh rất cần tiền sao? Diệp Phàm hỏi đối phương. Tôi tên Đại Hổ. Em trai tôi gặp chuyện khi làm việc ở công trường, bị thương rất nặng, hiện tại đang cần tiền phẫu thuật gấp. Người đàn ông thở hổn hển, bò từ đất dậy. Thế nên anh mới chạy tới đây để đấu quyền anh à? Diệp Phàm nói. Tôi cũng nghe người khác nói quyền anh có thể kiếm tiền nhanh, nên tôi đến thử xem. Nếu không có tiền thì em trai tôi sẽ chết, tôi không thể để thằng bé chết được. Đại Hổ vừa nói vừa đứng dậy, anh ta hỏi người dẫn chương trình, phần thưởng kia có thể đưa cho tôi được không? Không thể. Người dẫn chương trình đang định trả lời. Gã thanh niên trong phòng bao đã xuất hiện, hừ lạnh đáp. Vì sao? Tôi đã đánh thắng Đồ Phu. Đại Hổ kích động nói. Tôi nói không được là không được, hôm nay... Hai người không chỉ không lấy được tiền thưởng mà còn phải chết. Gã thanh niên kiêu ngạo nói. Này, anh nghĩ anh là ai? Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Tạ Hạo nhìn gã thanh niên, anh ta bất bình đi tới. Dựa vào tôi là thiếu gia nhà họ Thẩm. Gã thanh niên hừ lạnh nói. Nhà họ Thẩm. Tạ Hạo nhíu mày, nhà họ Thẩm, một trong bốn nhà giàu quyền thế của quận Giang Nam. Đương nhiên. Nhưng mà hiện tại chỉ có ba đại gia tộc. Tôi là nhị thiếu nhà họ Thẩm, Thẩm Hạo. Ở cái quận Giang Nam này, tôi muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Thẩm Hạo hừ lạnh nói. Hắn vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều giật mình. Bọn họ không ngờ người này lại là cậu chủ là họ Thẩm, chẳng trách lại kiêu căng ngạo mạn như vậy. Bốn dòng họ quyền thế nhất quận Giang Nam. Họ như vua một cõi ở quận Giang Nam, quyền thế ngút trời, không ai dám trêu chọc. Mặc dù hiện tại nhà họ Bạch, một trong bốn dòng họ đã bị diệt nhưng cũng không ảnh hưởng tới địa vị của ba nhà còn lại ở quận Giang Nam.
thân là nhị thiếu nhà họ Thẩm, hắn quả thật có tư cách ngông cuồng. Thẩm thiếu gia, xin chào, tôi là ông chủ của võ đài Quyền Anh này, không biết cậu tới nên không từ xa tiếp đón, mong cậu tha lỗi. Lúc này, ông chủ vội vàng xuất hiện, nịnh bợ Thẩm Hạo. Ông tới đúng lúc lắm, xử lý ba người này cho tôi. Thẩm Hạo hừ một tiếng, chỉ tay về phía Diệp Phàm, Đại Hổ và Tạ Hạo. Đường đường là nhị thiếu nhà họ Thẩm, hắn muốn ai chết thì người đó phải chết. Vâng, Thẩm thiếu. Người đâu, bắt ba bọn họ lại cho tôi. Ông chủ vội vàng gật đầu. Có thể xây dựng được một võ đài lớn như vậy dưới lòng đất, ông chủ này đương nhiên không phải người thường, giết vài người cũng không cần phải kiêng kỵ, huống chi còn là nhị thiếu nhà họ Thẩm yêu cầu, ông ta càng không dám nghe theo. Ngay lập tức, một đám người lao ra từ sông về đám Diệp Phàm. Các người đúng là coi trời bằng vung. Tôi chính là... Tạ Hạo tức giận quát lớn, nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã bị người khác đánh cho một quyền, liên tục lui về phía sau. Ngay lúc người kia định tiếp tục tấn công Tạ Hạo thì một bàn tay vươn ra bóp lấy cổ gã, bóp nát. Người này tất nhiên là Diệp Phàm. Kế tiếp, Diệp Phàm giết chết toàn bộ đám chân tay của ông chủ, gọn gàng dứt khoát, không có chút do dự nào. Mấy chục người bỏ mạng trên lôi đài, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Khán giả dưới võ đài, ông chủ, Thẩm Hạo, Tạ Hạo, đám người Đại Hổ cũng sợ đến ngây người. Rác rưởi. Diệp Phàm lạnh giọng, ánh mắt liếc sang Thẩm Hạo, sau đó cất bước đi về phía đối phương. Mày không được qua đây. Tao nói cho mày biết, tao là nhị thiếu nhà họ Thẩm, mày mà dám. Thẩm Hạo thấy Diệp Phàm đang đi tới, hắn muốn dùng thân phận để uy hiếp đối phương, đáng tiếc hắn lại gặp phải Diệp Phàm. Ngay cả nhà họ Bạch, Diệp Phàm nói diệt là diệt, sao có thể để ý nhà họ Thẩm. Ồn ào. Bốp. Diệp Phàm tát hắn một cái. Vị nhị thiếu bị đánh bay ra mười mấy mét, đập trên vách tường, sống dở chết dở. Mọi người nhìn thấy Diệp Phàm dám ra tay với nhị thiếu nhà họ Thẩm, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Ông chủ thì bị dọa tới toát cả mồ hôi lạnh. Cậu! Xin lỗi, công tử, xin cậu bỏ qua cho tôi. Diệp Phàm đang định nói gì với ông chủ, đối phương đã bị dọa đến quỳ rạp xuống. Người đàn ông này đã giết mấy chục người mà không chớp mắt. Anh ta còn dám ra tay với thiếu gia nhà họ Thẩm. Hạng người này không phải là loại mà ông chủ có thể trêu chọc. Vậy 100 triệu tiền thưởng thì sao? Diệp Phàm hừ lạnh. Nhanh lấy tiền thưởng ra đây. Ông chủ vội vàng hô to với thuộc hạ. Ngay sau đó đã có vài người mang mấy cái dương lớn xuất hiện, bên trong xếp đầy tiền mặt. Nhìn thấy 100 triệu tiền mặt, không ít người âm thầm nuốt nước bọt. Còn cả cô gái kia nữa. Diệp Phàm nói tiếp, dẫn người ra đây. Ông chủ vội vàng nói. Lập tức, người phụ nữ ngoại quốc bị nhốt trong lồng sắt được mang tới, đôi mắt xanh lam đầy tò mò nhìn Diệp Phàm. 100 triệu này là của anh, nhưng mà cô gái này, tôi muốn, thế nào? Được, được. Đại Hổ lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm gật đầu. Đưa tên kia về nhà họ Thẩm, nói với bọn họ, người đánh hắn ta tên Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh lùng nói với ông chủ, mấy người bọn họ mang theo đống dương lớn rời đi. Sau khi rời khỏi đấu trường dưới lòng đất, Tạ Hạo sùng bái nhìn Diệp Phàm, Diệp thiếu, anh châu bò thật đấy, anh chính là thần tượng của tôi, anh có nhận đồ đệ không, tôi muốn bái anh làm thầy. Đừng, cậu quá ngốc, tôi không nhận đồ đệ ngốc như cậu. Diệp Phàm nói thẳng, Tạ Hạo lúng túng nói, Diệp thiếu, anh đừng có sát muối vào tim tôi như vậy. Cậu nhìn cậu đi. Ba thứ võ mèo cào mà cũng làm chủ tịch câu lạc bộ võ đạo. Tốt nhất là cậu nên về nhà và luyện tập nhiều hơn. Diệp Phàm lắc đầu. Diệp thiếu, thật ra công phu của tôi cũng được mà, chỉ là kém so với anh thôi. Tạ Hạo không nhịn được nói. Ân nhân, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì tôi đã chết rồi. Lúc này Đại Hổ nhìn Diệp Phàm nói, ca phẫu thuật của em trai tôi không tốn nhiều như vậy, nếu không thì anh cầm số tiền này đi. Tôi không cần, đây vốn là của anh. Trước tiên, chúng ta đến bệnh viện thanh toán tiền phẫu thuật cho em trai anh đi. Diệp Phàm nói. Ân nhân, cậu cũng muốn đi sao? Đại Hổ ngạc nhiên hỏi. Một mình anh cầm được nhiều tiền như vậy à? Vừa vặn tôi cũng biết chút y thuật, không chừng có thể giúp một tay. Diệp Phàm nói. Tôi cũng đi. Tạ Hạo vội vàng nói. Cậu vẫn nên về nhà luyện tập thì hơn.
Diệp Phàm liếc nhìn Tạ Hạo, dẫn theo Đại Hổ và cô gái ngoại quốc rời đi. Diệp thiếu, tôi nhất định sẽ luyện tập tốt, lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ để anh nhìn với cặp mắt khác. Tạ Hạo hô lên với Diệp Phàm. Dứt lời, Tạ Hạo gọi một cú điện thoại. Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu gọi điện thoại tới. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Lão đầu, con muốn tới kia. Tạ Hạo nói. Chỗ đó, lúc trước bảo đi mãi thì sợ chết, không chịu đi. Sao đột nhiên lại muốn đi? Bị cái gì kích thích à? Người đàn ông ở đầu dây bên kia tò mò hỏi. Con phải trở nên mạnh mẽ. Tạ Hạo kiên định nói. Diệp Phàm không hề biết, câu nói của hắn đã thay đổi tương lai của một người. Ngay sau đó, Diệp Phàm và Đại Hổ cùng với các cô gái nước ngoài mang theo dương tiền mặt 100 triệu đến Bệnh viện Nhân dân Thiên Hải. Ở hành lang của bệnh viện này có một người đàn ông người đầy máu me đang nằm trên một băng ca. Em trai! Đại Hổ thấy người đàn ông kia thì mau chóng chạy tới. Cuối cùng anh cũng đến, mau kéo em trai của anh đi đi, đừng để ở đây chướng mắt tôi. Một bác sĩ mặc áo blau trắng đi tới, thấy Đại Hổ thì lạnh lùng nói. Bác sĩ, sao các người không phẫu thuật cho em trai tôi mà còn để nó nằm ở hành lang thế này? Các người mau phẫu thuật cho em trai tôi nhanh lên. Đại Hổ hét lên với bác sĩ. Phẫu thuật cái gì, anh đã trả tiền phẫu thuật chưa? Chưa trả tiền mà đòi chúng tôi phẫu thuật, anh nghĩ bệnh viện của chúng tôi là tổ chức từ thiện à? Bác sĩ kia tỏ vẻ khinh bỉ nói. Tiền à, tôi đã mang tới rồi đây, các người mau phẫu thuật cho em trai tôi đi. Đại Hổ vội vàng nói. Đã muộn rồi, em trai của anh không cứu được nữa, trực tiếp đưa anh ta đến lò hỏa táng đi. Bác sĩ hừ lạnh nói. Làm sao có thể như thế được, trước đó tôi đưa em trai tới đây, các người còn nói có cứu được mà. Sao bây giờ lại nói không cứu được nữa, là mấy người đã hại chết em trai của tôi. Sắc mặt Đại Hổ thay đổi, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm bác sĩ kia. Là do anh không nộp được phí phẫu thuật, chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi nói cho anh biết, ở đây là phải có tiền mới có thể sống sót, không có tiền thì mau cút đi. Bác sĩ này dùng vẻ mặt khinh thường lạnh lùng nói. Bốp! Diệp Phàm tát bác sĩ này ngã xuống đất, lạnh lùng quát. Lương y như từ mẫu, thế mà ông lại nói ra những lời như vậy, ông có xứng đáng mặc cái áo blau trắng này không? Thằng nhóc này, cậu xuất hiện từ đâu ra thế? Cậu dựa vào cái gì mà dám đánh tôi? Bảo vệ, mau gọi bảo vệ đến đây. Bác sĩ này nằm trên mặt đất ôm mặt, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên. Một người đàn ông tóc xám trắng. Thoạt nhìn khoảng 4-50 tuổi, trên người mặc áo blau trắng, trước ngực đeo nhãn hiệu bác sĩ chủ nhiệm, vội vàng đi tới. Anh rể, anh tới đúng lúc lắm, thằng nhóc khốn khiếp này dám đánh em, anh chóng sai người bắt cậu ta lại đi. Bác sĩ kia thấy vị chủ nhiệm này thì vội vàng kêu lên. Bệnh viện là nơi quan trọng, ai cho cậu cái quyền đánh người đấy? Lập tức thông báo cho bộ phận bảo vệ để họ gọi cảnh sát tới đây ngay. Vị chủ nhiệm này nhìn Diệp Phàm. Vẻ mặt uy nghiêm nói. Bác sĩ, chuyện này không liên quan đến ân nhân của tôi, là do anh ta không phẫu thuật cho em trai tôi, còn nói là em trai tôi không thể cứu được nữa, cho nên ân nhân của tôi mới tức giận đánh người. Đại Hổ vội vàng nói. Là do anh không nộp phí phẫu thuật, cho nên tôi mới không phẫu thuật cho em trai anh, hơn nữa em trai anh đích thật không thể cứu được nữa, tôi nói sai sao? Bác sĩ kia nói với vẻ mặt không cam lòng. Người chủ nhiệm kia đến trước mặt em trai Đại Hổ, kiểm tra sơ qua rồi nói, toàn bộ các cơ quan trong cơ thể của em trai anh đã suy kiệt, thậm chí tim cũng đã ngừng đập, anh ta quả thật không thể cứu được nữa. Về phần phẫu thuật, anh không nộp phí phẫu thuật, dựa theo quy định thì chúng tôi đích thật không thể phẫu thuật cho em trai anh, cho nên các bác sĩ của chúng tôi không làm sai, nhưng mà các anh lại đánh người ở nơi công cộng thì nhất định phải bị trừng trị nghiêm khắc. Đã là bác sĩ thì việc cần làm chính là cố gắng hết sức cứu chữa cho mọi bệnh nhân, thế mà mấy người lại trơ mắt nhìn bệnh nhân chết đi mà không làm gì cả, mấy người không xứng làm bác sĩ chút nào. Rõ ràng bệnh nhân vẫn có thể cứu được, mấy người lại nói không cứu được nữa, đúng là những tên lang băm. Mấy người đúng là nỗi nhục của ngành bác sĩ. Diệp Phàm nhìn chủ nhiệm này, quát lên từng chữ rất thấm thía. Người vây xem xung quanh nghe nói như vậy, tất cả đều ngạc nhiên. Thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là điên rồi, lại dám nhục mạ một bác sĩ chủ nhiệm như vậy. Phải biết rằng,
bệnh viện nhân dân này chính là bệnh viện lớn nhất Thiên Hải, người có thể trở thành bác sĩ chủ nhiệm ở đây thì chắc chắn phải là một ngôi sao sáng trong ngành y học, sao có thể tùy ý nhục mạ. Cậu, vị chủ nhiệm này bị Diệp Phàm làm cho tức giận nói không nên lời. Danh con, cậu có tư cách gì mà nói anh rể của tôi là tên lang băm? Anh ấy chính là giáo sư y học cao cấp nhất Thiên Hải, anh ấy nói không cứu được nữa thì chính là không cứu được nữa, có năng lực thì cậu cứu sống anh ta xem. Lúc này, bác sĩ kia bất mãn quát lên với Diệp Phàm. Hôm nay tôi sẽ cho mấy người xem thế nào mới gọi là thầy thuốc. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn nhìn em trai của Đại Hổ, sau đó vung ra ba cây châm bạc, đâm vào ba huyệt quan trọng khác nhau trên người đối phương. Sau đó, Diệp Phàm khẽ lung lay ba cây châm bạc này với một loại tần suất đặc biệt, trên châm bạc bắt đầu lóe lên từng tia sáng, tiến vào trong cơ thể em trai của Đại Hổ. Nội tạng của người này đã suy kiệt, nhịp tim cũng ngừng đập rồi, cho dù là Hoa Đà còn sống cũng không cứu nổi đâu. Bác sĩ kia nói với vẻ mặt khinh thường. Cố ý lừa bịp. Chủ nhiệm kia cũng hừ lạnh, không cảm thấy Diệp Phàm có thể cứu sống người đã bị kết án tử hình. Lúc này, người tụ tập xung quanh càng lúc càng nhiều. Cách đó không xa có một đoàn người đi tới. Người dẫn đầu chính là viện trưởng của ngự y viện tên là Hoa N. Người đi theo bên cạnh ông ấy chính là Hứa Thanh Lai, còn có viện trưởng Bệnh viện Nhân dân Thiên Hải. Viện trưởng Lưu, bệnh viện là nơi quan trọng mà để tụ tập nhiều người như vậy, không sợ xảy ra chuyện sao? Ông là viện trưởng mà làm ăn kiểu gì đấy? Hoa N nhìn thấy phía trước có rất đông người tụ tập thì nhướng mày. Mà viện trưởng Lưu Hải của Bệnh viện Nhân dân thì thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, lão Hoa, ngài nói rất đúng. Là do tôi sơ suất trong việc quản lý, tôi sẽ đi xử lý ngay. Lão Chu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có nhiều người tụ tập ở đây vậy? Coi đây là cái chợ bán thức ăn à? Lưu Hải vội vàng đi vào trong đám người, lúc ông ta nhìn thấy chủ nhiệm kia thì trực tiếp quát mắng. Viện trưởng, ngài tới rồi, chuyện này không thể trách tôi, mọi chuyện đều là do thằng nhóc kia làm ra. Chủ nhiệm kia vội vàng chỉ vào Diệp Phàm rồi nói. Sau đó nói lại sơ qua một lượt những chuyện xảy ra vừa rồi. Làm càn, làm sao có thể để cho người khác tùy tiện châm cứu bệnh nhân ở bệnh viện, lỡ như xảy ra chuyện gì rồi ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện thì làm sao bây giờ? Mau đuổi bọn họ đi đi, giải tán đám đông, đừng tụ tập nữa. Nghe vậy, ánh mắt của Lưu Hải nhìn lướt qua Diệp Phàm đang châm cứu, trực tiếp quát lên. Vâng, người đâu, mau đuổi tất cả bọn họ ra ngoài nhanh. Vị chủ nhiệm kia kêu to lên. Ngay sau đó, một đám bảo vệ lập tức xuất hiện ở đây, muốn ra tay với Diệp Phàm. Mấy người không được động đến ân nhân của tôi. Đại Hổ dứt khoát chắn trước mặt đám bảo vệ kia. Đuổi tất cả đi mau. Lưu Hải lạnh lùng quát. Dừng tay. Lúc này, Hoa N và Hứa Thanh Lai xuất hiện ở đây. Viện trưởng, cậu ta chính là Diệp Phàm. Hứa Thanh Lai chỉ vào Diệp Phàm và nói với Hoa N. Này, ánh mắt Hoa N tập trung, chăm chú nhìn Diệp Phàm, khi ông ấy nhìn thấy phương pháp thi châm của Diệp Phàm, đồng tử ông ấy co rụt lại, khiếp sợ nói, quả nhiên là châm pháp quỷ cốc. Lão Hoa, là người này đã tùy tiện châm cứu cho bệnh nhân mới dẫn đến nhiều người tụ tập như vậy, tôi sẽ sai người đuổi bọn họ ra ngoài. Lưu Hải nói với Hoa N. Để cho cậu ta tiếp tục châm cứu đi. Hoa N thẳng thắn nói. Hả? Lưu Hải sửng sốt. Nói, lão Hoa, bệnh nhân này đã không thể cứu được nữa, thằng nhóc này chỉ ở đây cố ý làm ra vẻ lừa gạt thôi. Mau nhìn đi, người kia động đậy rồi. Đột nhiên có người hét lên. Giờ phút này, dưới sự cứu chữa của Diệp Phàm, nhịp tim của em trai Đại Hổ đã hồi phục nhịp đập, thân thể bắt đầu có phản ứng. Làm sao có thể? Lưu Hải nhìn thấy điều này, sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi. Ông ta vừa mới nói người này không thể cứu được nữa. Kết quả đối phương lại sống lại. Đây chẳng phải là ông ta tự tát vào mặt mình sao? Hơn nữa còn là tự làm bẽ mặt mình ở trước mặt viện trưởng của ngự y viện. Chủ nhiệm kia và bác sĩ em vợ của ông ta đều thể hiện vẻ không thể tin được. Phụt! Lúc này, Diệp Phàm rút châm bạc ra, đỡ em trai Đại Hổ dậy, đối phương trực tiếp phun máu bầm ra, hơi thở khôi phục như bình thường, hai mắt cũng đã mở ra. Em trai! Đại Hổ nhìn em trai tỉnh lại, vẻ mặt kích động gọi. Anh cả, em vẫn còn sống sao? Em trai Đại Hổ nhìn anh cả của mình, vẻ mặt khó có thể tin được, hỏi.
Ừ, là ân nhân đã cứu sống em. Đại hổ hứng khởi nói. Vậy mà cứu sống thật rồi sao? Cậu ta là thần tiên sao? Lúc này, tất cả bệnh nhân, người nhà, bác sĩ, y tá vây xem xung quanh đều ngạc nhiên đến ngây người, ai nấy đều vô cùng chấn động. Cứu sống một người chết. Đây không phải là thần tiên thì là gì? Quả nhiên y thuật quỷ cốc rất lợi hại. Sắc mặt Hoa N cứng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. N nhân, cảm ơn cậu đã cứu sống em trai tôi. Xin hãy nhận một lạy của tôi. Đại hổ quỳ thẳng xuống dập đầu với Diệp Phàm. Không cần khách sáo như vậy. Diệp Phàm vội vàng nói, ánh mắt hắn liếc về phía chủ nhiệm kia và em vợ ông ta, lạnh lùng nói, nhìn rõ ràng chưa? Người này là chết hay là sống? Ngay sau đó, sắc mặt của chủ nhiệm này và em vợ ông ta đều vô cùng khó coi. Bây giờ các người nói cho tôi biết, các người không phải lang băm, vậy ai là lang băm? Diệp Phàm nhìn hai người, khiển trách. Thanh niên. Im miệng. Lúc này, Lưu Hải vừa nói chuyện, Diệp Phàm đã lạnh lùng quát lên, ánh mắt hắn nhìn đối phương, ông là viện trưởng của bệnh viện này đúng không? Bệnh viện các ông đào ra loại lang băm vàng đỏ nhọ lòng son, chỉ biết tiền này sao? Tôi thấy ông cũng là lang băm. Cậu! Ngay lập tức Lưu Hải không vừa lòng nhìn Diệp Phàm. Nói hay lắm. Đúng lúc Lưu Hải muốn phát cáu, một câu của Hoa N đã khiến ông ta phải nhịn lại rồi. Viện trưởng Lưu, xem ra ông không còn thích hợp với vị trí viện trưởng này nữa rồi, từ giờ phút này, ông không còn là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân Thiên Hải. Còn cả hai người các ông, không đoái hoài đến tính mạng người bệnh, không xứng làm bác sĩ, tôi tuyên bố hủy bỏ chứng chỉ hành nghề y của các ông. Hoa N nhìn ba người, lạnh nhạt nói. Ông là ai hả, có tư cách gì mà hủy bỏ chứng chỉ hành nghề y của chúng tôi? Bác sĩ kia không cam lòng nhìn Hoa N nói. Câm miệng. Lưu Hải quát người này, ánh mắt ông ta liếc nhìn về phía Hoa N, lão Hoa, xin lỗi, là tôi sai rồi, vẫn mong ông cho tôi một cơ hội nữa. Thân phận viện trưởng ngữ y viện thu lại chứng chỉ hành nghề y của một viện trưởng bệnh viện và hai bác sĩ, hoàn toàn là việc còn con. Các ông không còn cơ hội. Người đâu, dẫn bọn họ đi. Hoa N lạnh nhạt nói. Thần y, chữa bệnh cho tôi đi. Thần y, cứu con của tôi đi. Bỗng nhiên, những người nhà người bệnh ở hiện trường kia như tổ ong lao về phía Diệp Phàm, hy vọng hắn có thể ra tay chữa bệnh giúp bọn họ. Thấy vậy, Diệp Phàm cau mày. Diệp công tử, mời đi theo tôi. Hãy tới an ủi bọn họ. Hoa N nói thẳng. Sau đó Diệp Phàm đến một phòng làm việc với Hoa N, còn những người nhà người bệnh kia đều bị chặn lại rồi. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn Hoa N. Tôi là viện trưởng ngữ y viện Long Quốc, Hoa N, xin chào Diệp công tử. Hoa N tràn đầy lòng tôn kính, nói với Diệp Phàm. Viện trưởng ngữ y viện. Ông là đến vì ngữ y kia à? Ngay sau đó, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đúng vậy, Vương ngữ y bị một châm bạc của Diệp công tử làm cho biến thành người thực vật, khiến chúng tôi đều bó tay hết cách. Vì vậy tôi chỉ có thể đích thân tới tìm Diệp công tử, hy vọng Diệp công tử đại nhân đại lượng. Tha cho Vương ngữ y một mạng. Hoa N nói. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Lời nói vừa rồi của Diệp công tử đủ để nhìn ra Diệp công tử có một trái tim nhân y. Hơn nữa Diệp công tử đường đường là người của quỷ cốc. Nhân vật như Vương ngữ y, hoàn toàn không đáng để Diệp công tử so đo, vẫn mong Diệp công tử ban ơn. Hoa N nói. Ông còn biết quỷ cốc ư? Nghe lời nói của Hoa N. Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. 20 năm trước, tại hạ may mắn từng gặp y thánh quỷ cốc một lần. Ông còn từng gặp tam sư phụ của tôi. Diệp công tử là đệ tử của y thánh quỷ cốc sao? Chẳng trách y thuật lại giỏi như vậy. Vẻ mặt Hoa N kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, nội tâm vô cùng chấn động. Bây giờ nể mặt của ông, tôi sẽ tha cho lão già kia một lần, nhưng lần sau ông ta còn dám đối địch với tôi. Thì ông ta không chỉ đơn giản là biến thành người thực vật như vậy đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cảm ơn Diệp công tử. Ngay sau đó Hoa N khom người nói. Tiếp theo, Diệp Phàm đã theo Hoa N đến một phòng bệnh khác, gặp Vương ngữ y kia, hắn vừa vung tay, châm bạc trong người đối phương đã bắn nhanh ra ngoài. Vương ngữ y thở dốc, cả người khôi phục như bình thường. Viện trưởng. Vương ngữ y nhìn Hoa N, vội vàng kêu lên.
ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm của ông ta hiện ra chút oán hận. Lão Vương, mau cảm ơn Diệp công tử, Diệp công tử là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc, hôm nay Diệp công tử đã tha cho ông, đó là ông gặp may. Hoa N nói thẳng với Vương Ngự Y. Cái gì, hắn là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc? Lúc này, vẻ mặt Vương Ngự Y kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Ở giới Y Đạo Long Quốc, Y Thánh Quỷ Cốc chính là tồn tại giống như thần thoại, là thần tượng sùng bái ở trong lòng của vô số y giả, tất nhiên Vương Ngự Y này cũng không ngoại lệ. Nhưng ông ta không ngờ, người ông ta vẫn luôn đối địch lại sẽ là đệ tử của thần tượng ông ta sùng bái. Lão Hủ kính chào Diệp công tử, lúc trước là Lão Hủ có mắt không tròng, đắc tội với công tử, mong công tử thứ lỗi. Vương Ngự Y vội vàng xuống giường, khom người với Diệp Phàm, nói. Tôi không muốn gặp lại ông nữa. Diệp Phàm nói một câu, rồi quay người rời đi. Viện trưởng, bây giờ đệ tử của Y Thánh xuất hiện, nếu như hắn tham gia cuộc thi đấu kia, vậy có phải chúng ta sẽ có hy vọng chiến thắng không? Lúc này, ánh mắt Vương Ngự Y liếc nhìn Hoa N, hỏi. Nếu hắn ra tay, thì thắng chắc. Nhưng muốn hắn ra tay, e là không dễ như vậy. Ánh mắt Hoa N lấp lóe. Trong một phòng bệnh khác, Đại Hổ và em trai anh ta, còn có cô gái ngoại quốc đang chờ ở đây. Diệp Phàm bước vào, ánh mắt liếc nhìn Đại Hổ và em trai anh ta. N nhân, cảm ơn cậu đã cứu Nhị Hổ tôi. Em trai của Đại Hổ, Nhị Hổ nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt cảm kích nói. Các người đừng gọi tôi là ân nhân nữa, gọi tôi Diệp Phàm là được. Diệp Phàm nói. Chúng tôi gọi cậu là Diệp công tử. Dù thế nào, bây giờ Diệp công tử chính là đại ân nhân của hai anh em tôi rồi. Sau này cậu có bất cứ chuyện gì cần hai anh em tôi, thì cứ việc nói, mặc dù chúng tôi không có bản lĩnh gì, nhưng chúng tôi vẫn có chút sức lực, nếu cậu có việc gì cần làm, cứ việc tìm hai anh em tôi. Đại Hổ nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt thật thà phúc hậu nói. Em trai anh cũng có sức mạnh lớn như anh sao? Diệp Phàm liếc nhìn Nhị Hổ. Ừ, từ nhỏ sức lực của hai anh em tôi đã mạnh, tảng đá hơn trăm cân cầm thoải mái. Đại Hổ gật đầu. Lúc trước tôi và anh tôi lên núi săn bắn gặp một con hổ kia còn không đỡ nổi một quyền của tôi và anh tôi đã bị đánh chết rồi, người trong thôn chúng tôi đều nói tôi và anh tôi là võ tổng tài thế đấy. Nhị Hổ gãi đầu, cười ngây ngô. Lúc này, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ hai anh em này lại đều là người thần lực bẩm sinh. Người thần lực bẩm sinh vốn hiếm thấy, kết quả bây giờ đã để Diệp Phàm một lúc gặp hai người, hắn đúng là ăn may rồi. Ánh mắt Diệp Phàm liếc nhìn Đại Hổ, Nhị Hổ, bây giờ các anh đang làm gì? Lúc trước hai anh em tôi vẫn luôn sống ở nông thôn, về sau mẹ tôi bảo chúng tôi ra ngoài mở mang kiến thức, tôi và em trai tôi đã đến Thiên Hải, lúc trước vẫn chuyển gạch ở công trường. Đại Hổ nói, lãng phí quá. Diệp Phàm lập tức lắc đầu, đường đường là người thần lực bẩm sinh lại đến công trường chuyển gạch, đúng là lãng phí. Hai các anh có chịu đi theo tôi không? Tôi có thể cho các anh gấp 10 lần số tiền chuyển gạch. Diệp Phàm nhìn hai người, nói. Diệp công tử, cậu là ân nhân của hai anh em chúng tôi, cậu bảo chúng tôi làm gì cũng được, nhưng mà ngoài chút sức lực ra thì chúng tôi chẳng có gì cả, không biết Diệp công tử có cần không? Đại Hổ lo lắng hỏi. Đương nhiên là cần, tương lai các anh sẽ có tác dụng lớn. Diệp Phàm mỉm cười nói. Với thiên phú của hai anh em này, chỉ cần trải qua đào tạo của Diệp Phàm, tương lai sẽ có thành tựu không thể hạn chế trên con đường võ đạo. Hắn hoàn toàn là nhặt được hai bảo bối rồi. Vậy chúng tôi đồng ý đi theo cậu Diệp, không cần tiền cũng được, chỉ cần có thể cho chúng tôi miếng cơm ăn là được. Hai anh em này vội vàng nói. Được. Diệp Phàm gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn liếc nhìn cô gái ngoại quốc kia. Diệp Phàm đi tới trước mặt cô gái ngoại quốc kia, hỏi, cô là gì? Tên, không biết. Cô gái này mờ mịt lắc đầu. Không biết, ngay cả tên của mình mà cô cũng không biết sao. Vậy cô từ đâu đến? Nhà cô ở đâu? Tại sao lại bị người ta bắt lại? Diệp Phàm cau mày, hỏi tiếp. Đối mặt với những câu hỏi này của Diệp Phàm, cô gái ngoại quốc này lại là hỏi cái gì cũng không biết gì hết. Sau đó Diệp Phàm kiểm tra cơ thể của đối phương, trông có vẻ không có vấn đề gì. Lẽ nào mất trí nhớ rồi? Diệp Phàm suy đoán nói. Vậy tôi tìm chỗ ở cho cô trước. Diệp Phàm nhìn cô gái này, nói. Anh ở đâu, tôi muốn đi theo anh.
Cô gái này trực tiếp kéo lấy tay của Diệp Phàm, đôi mắt to nhìn hắn. Đi theo tôi, cô không sợ tôi là người xấu hả? Diệp Phàm hỏi. Anh không phải. Cô gái lắc đầu. Rời khỏi đây trước đã. Diệp Phàm dẫn cô gái này và Đại Hổ, Nhị Hổ đi ra bên ngoài. Bây giờ sau khi được Diệp Phàm chữa trị, cơ thể của Nhị Hổ đã không còn vấn đề gì nữa, cũng không cần nằm viện. Thần y, cứu tôi với. Có điều nhóm Diệp Phàm vừa đến đại sảnh bệnh viện đã nhìn thấy một đám người kích động xông về phía hắn, những người này đều là người bệnh vừa rồi từng chứng kiến Diệp Phàm cải tử hoàn sinh, cho nên đều muốn để hắn ra tay cứu mình. Thấy hơn trăm người này điên cuồng xông về phía mình, sắc mặt Diệp Phàm chợt thay đổi. Những người này đều là người bình thường, Diệp Phàm cũng không thể ra tay làm tổn thương bọn họ. Nhưng hắn cũng không thể thật sự ra tay chữa bệnh cho từng người, cho dù y thuật của hắn tốt hơn nữa, nhiều người như vậy cũng khiến hắn mệt chết. Nên đi cửa sau đi. Diệp Phàm nói thẳng, bọn họ phải tốn chút công sức mới chạy thoát ra từ cửa sau của bệnh viện. Có điều bọn họ vừa bước ra khỏi bệnh viện, Diệp Phàm đã gặp được một người quen. Sao cô lại ở đây? Diệp Phàm tiến lên chào hỏi. Người quen này chính là Lâm Thi Âm. Là anh à, tôi đến kê chút thuốc cho ba tôi, sao anh cũng ở đây? Lâm Thi Âm nhìn Diệp Phàm, tò mò hỏi. À, bạn tôi bị bệnh nên tôi đến thăm. Chú bị bệnh à, có cần tôi giúp không? Diệp Phàm hỏi. Thực ra Diệp Phàm rất có thiện cảm vì tài đánh đàn hay của Lâm Thi Âm. Không cần, đều là bệnh cũ. Lâm Thi Âm lắc đầu. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Thi Âm đột nhiên vang lên. Alo, thím Lưu. Thím nói nhà cháu có một đám người lạ đến ư. Được, giờ cháu về ngay đây. Sắc mặt Lâm Thi Âm chợt thay đổi, trực tiếp nói. Sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Hàng xóm cạnh nhà tôi nói nhà tôi đột nhiên có một đám người lạ đến, tôi hơi lo cho ba tôi phải về trước đây. Lâm Thi Âm vội vàng nói. Tôi có xe, để tôi đưa cô về. Diệp Phàm nói. Liệu có làm phiền anh quá không? Lâm Thi Âm hơi xấu hổ, còn Diệp Phàm thì nói thẳng, không sao. Sau đó, Diệp Phàm chở Lâm Thi Âm đến nhà của cô ấy. Còn Đại Hổ, Nhị Hổ, Diệp Phàm đã thông báo cho Xuân Lan tới đón bọn họ, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, đồng thời dạy bọn họ chút võ đạo cơ bản. Đợi bọn họ có nền móng nhất định rồi, Diệp Phàm chính là muốn giúp hai anh em này thức tỉnh nhiều thần lực bẩm sinh hơn. Người thần lực bẩm sinh này, sức mạnh không hề cố định, tiềm lực của bản thân được kích thích không ngừng, thần lực bẩm sinh của người đó cũng sẽ thức tỉnh càng nhiều. Diệp Phàm còn muốn giúp Đại Hổ và Nhị Hổ kích thích tiềm lực của bản thân, khiến thần lực của bọn họ càng ngày càng mạnh, rồi khống chế và vận dụng nó, để trở thành cường giả võ đạo chân chính. Nhưng tất cả những điều này phải làm từ từ, không vội được. Mặc dù đã sắp xếp xong cho Đại Hổ và Nhị Hổ, nhưng cô gái ngoại quốc kia lại muốn đi theo Diệp Phàm, hắn chỉ có thể dẫn cô ấy cùng đến nhà Lâm Thi Âm. Lúc này có một đám người đang đứng ở trong nhà của Lâm Thi Âm, huyệt thái dương của từng người đều nổi lên cao, trong mắt bắn ra tia sáng, rõ ràng đều là người luyện võ, hơn nữa thực lực còn không yếu. Trong đó, một người đàn ông trung niên ngồi trên sofa, nhìn ông Lâm vô cùng tiều tụy, ho khan không ngừng ở trước mặt, cười lạnh nói. Không ngờ thiên tài oai phong một cõi, được gọi là có thiên phú mạnh nhất mấy trăm năm nay của cửu đại môn Việt Nam đó, bây giờ lại suy đồi thành dáng vẻ như vậy, trở thành tên què ốm yếu, ha ha, đúng là buồn cười. Nghe thấy câu nói như giễu cợt này, ông Lâm rõ ràng vô cùng bình tĩnh, ông nhìn người đàn ông trung niên này, nói, Lâm Hổ, không ngờ là cậu đến đây. Không ngờ tới đúng không? Anh cho rằng là ai? Phiệt chủ sao? Chỉ dựa vào dáng vẻ bây giờ này của anh có tư cách để phiệt chủ đích thân tới gặp anh sao? Người đàn ông trung niên khinh thường, lạnh lùng nói. Cậu nói không sai. Lần này tôi liên hệ với Lâm Phiệt chỉ là hy vọng Lâm Phiệt có thể nể tình huyết mạch đồng tộc mà ban cho tôi một linh dược khôi phục dung nhan. Ông Lâm nói. Lâm Lang Thiên, anh cho rằng anh còn là người của Lâm Phiệt à? Chỉ dựa vào một tên vô dụng đã bị Lâm Phiệt trục xuất khỏi gia tộc từ lâu như anh. Anh có tư cách gì đòi có được linh dược quý giá của Lâm Phiệt? Lâm Hổ nhìn ông Lâm, lạnh lùng quát lên. Lẽ nào các cậu không nể chút tình cũ nào sao? Sắc mặt ông Lâm chợt thay đổi, nói. Tình cũ? Ha ha ha. Lâm Lang Thiên, anh chẳng qua là một tên què vô dụng, anh cảm thấy Lâm Phiệt cần nói tình cũ với anh à?
Đương nhiên nể tình tốt xấu gì anh cũng là anh họ tôi cũng có thể cho anh linh dược, nhưng mà... Lâm Hổ nói chuyện, trong mắt ông ta hiện ra vẻ u ám nhìn đối phương. Nhưng mà cái gì? Ông Lâm hỏi. Nhưng mà anh phải quỳ xuống dập đầu với tôi, nếu như dập tới khi tôi vui vẻ, có lẽ tôi sẽ có thể cho anh linh dược. Lâm Hổ lạnh lùng cười nói. Cậu! Ông Lâm lập tức phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Sao hả? Không đồng ý à? Vậy thì thôi đi. Lâm Hổ lạnh lùng nói. Phịch! Lúc này, ông Lâm trực tiếp quỳ xuống với Lâm Hổ. Tôi dập, chỉ cần cậu vui là được. Ông Lâm nắm chặt hai nắm tay nói, ông bắt đầu dập đầu với Lâm Hổ. Thấy cảnh này, vẻ mặt Lâm Hổ hưng phấn, trong mắt tràn đầy vui sướng. Ông ta trực tiếp đứng dậy, dẫm lên đầu của ông Lâm, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Lâm Lang Thiên không ngờ tới đúng không, anh cũng có ngày hôm nay, năm đó ở trong Lâm Phiệt, anh ngồi tít trên cao, phong quang vô hạn, vẫn luôn coi thường thằng em họ này, còn trách mắng tôi không hề nể tình ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến tôi mất hết mặt mũi. Kết quả hôm nay anh lại phải ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu với tôi, còn bị tôi dẫm dưới chân, đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hôm nay tôi trả lại hết sự nhục nhã năm đó anh đối với tôi cho anh. Lâm Hổ lạnh lùng quát, đá chân ra, đá ông Lâm bay ra ngoài, đập xuống đất nôn ra máu. 3. Lúc này, đúng lúc Lâm Thi Âm về đến nhà, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cô ấy thay đổi, xông thẳng tới bên cạnh ba của mình. Ba thế nào rồi? Lâm Thi Âm nhìn ba của mình lo lắng hỏi, sau đó ánh mắt cô ấy liếc nhìn Lâm Hổ, ông là ai? Ông dựa vào cái gì mà đánh ba tôi? Mày chính là con gái của Lâm Lang Thiên. Thì ra là mày cần linh dược khôi phục dung nhan, chẳng trách Lâm Lang Thiên trước giờ luôn kiêu ngạo lại nỡ buông bỏ thể diện để quỳ xuống dập đầu với tao, thì ra đều là vì con gái cưng này. Lâm Hổ nhìn Lâm Thi Âm, cười khẩy nói. Lâm Hổ, tôi đã quỳ xuống dập đầu với cậu rồi, cậu cũng chút giận rồi, có thể cho tôi linh dược không? Ông Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Hổ, sắc mặt trắng bệch nói. Sự nhục nhã năm đó anh gây ra cho tôi, anh tưởng rằng sẽ hóa giải dễ dàng như vậy sao? Đây mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Lâm Hổ cười u ám, nói, Lâm Lang Thiên, tôi thấy anh mới gãy một cái chân, hay là tôi giúp anh đánh gãy nốt cái chân còn lại nhé, như vậy sau này anh sẽ là phế nhân triệt để rồi. Ha ha ha, lên cho tôi. Lúc này, trong mắt Lâm Hổ lóe lên ánh sáng tàn độc. Ông ta vẫy tay, đám người đứng ở bên cạnh đã xông về phía Lâm Lang Thiên. Đừng! Sắc mặt Lâm Thi Âm thay đổi, trực tiếp chắn trước mặt ba của mình. Ầm ầm ầm, từng tiếng sấm thình lình vang lên. Đám người xông về phía Lâm Lang Thiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, ai nấy đều ngã xuống đất hộc máu. Mà người ra tay là Diệp Phàm. Mày là ai? Lâm Hổ nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt lạnh lùng. Diệp Phàm chẳng thèm nhìn Lâm Hổ, mà đi đến chỗ ba con Lâm Thi Âm. Thằng nhãi, mày tìm chết. Lâm Hổ thấy Diệp Phàm phớt lờ mình, sắc mặt chợt tối sầm. Ông ta bước ra một bước, tung ra một quyền. Đòn tấn công mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Cẩn thận! Ông Lâm hét lên với Diệp Phàm. Ông biết rõ thực lực của Lâm Hổ, tuy thiên phú của tên này không tốt lắm, nhưng dù sao cũng thuộc một chi dòng chính của nhà họ Lâm, sức chiến đấu không tầm thường. Nhưng ngay sau đó, trong mắt ông Lâm lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Phàm chẳng thèm để mắt tới một quyền của Lâm Hổ, chỉ phất tay đã đánh bay đối phương. Phụt! Lâm Hổ nện vào vách tường rồi ngã lăn xuống đất, hộc máu. Sao mày có thể? Lúc này, Lâm Hổ nhìn Diệp Phàm với vẻ khó tin. Tốt xấu gì thực lực của ông ta cũng đạt tới nhân cảnh tầng 8, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của thằng nhóc này. Sao có thể chứ? Rốt cuộc thằng nhãi này chui ra từ đâu thế? Chú có sao không? Diệp Phàm đi tới trước mặt ông Lâm và hỏi. Chú không sao? Khụ khụ khụ. Ông Lâm nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên ông ho sặc sụa rồi nôn ra máu. Ba ho ra máu rồi. Con đưa ba đi bệnh viện. Lâm Thi Âm thấy ba mình ho ra máu thì biến sắc, vội vàng nói. Không cần đi bệnh viện, cứ để tôi. Diệp Phàm lên tiếng. Anh biết chữa bệnh ư? Lâm Thi Âm kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Ừ. Diệp Phàm gật đầu, hắn vung tay, một cây kim bạc xuất hiện trong tay. Vèo.
Cây kim bạc này hóa thành một tia sáng bạc đâm vào một huyệt vị trên ngực ông Lâm, chỉ trừ lại nửa tấc. Diệp Phàm cầm kim bạc gẩy nhẹ, trên đầu mũi kim bắt đầu lóe sáng, một luồng năng lượng thần bí tiến vào trong cơ thể ông Lâm. Ánh mắt ông Lâm chợt cứng đờ, nhìn Diệp Phàm với vẻ kinh ngạc. Nhờ Diệp Phàm châm cứu, sắc mặt ông Lâm bình thường trở lại, khí tức đã ổn định. Diệp Phàm rút kim bạc ra, nói với ông Lâm, chú à, tạm thời cơ thể chú ổn rồi, nhưng trong người có nội thương lâu ngày, đã ăn sâu tận xương tủy. Nếu không điều trị sớm, một khi vết thương bộc phát thì e là chú. Trong người ba còn có nội thương hả ba? Lẽ nào là bệnh cũ mà ba nói? Mặt Lâm thì em mờ biến sắc, cô ấy nhìn Diệp Phàm, Diệp công tử, vừa rồi anh nói ba của tôi sẽ ra sao? Một khi nội thương hoàn toàn bộc phát, chắc chắn chú sẽ chết. Diệp Phàm trầm giọng nói. Gì cơ, sao có thể như vậy? Sắc mặt Lâm thì em mờ lập tức tái mét, cơ thể run rẩy. Cô ấy cuống quýt nhìn Diệp Phàm, Diệp công tử có thể nhìn ra ba tôi có nội thương, vậy anh có biện pháp nào cứu ba tôi không? Ba tôi không thể chết được. Thì em mờ đừng làm phiền vị tiểu huynh đệ này, ba tự biết sức khỏe của mình, không chữa được nữa. Ông Lâm lắc đầu. Mặc dù nội thương của chú khá nghiêm trọng, nhưng đối với tôi không phải chuyện khó. Nếu chú đồng ý, tôi có thể chữa trị cho chú, nhiều nhất là vài ngày sẽ khỏi thôi. Diệp Phàm thẳng thắn nói, cực kỳ tự tin. Nghe hắn nói vậy, ông Lâm giật mình nhìn hắn. Nhãi danh, lão già này sắp chết rồi, mày còn muốn cứu ông ta, lại còn dám ra tay với tao. Mày chứ chờ đấy, đến lúc đó tao sẽ khiến mày chết chung với ông ta. Lâm Hổ bò dậy, vừa chỉ vào Diệp Phàm vừa lạnh lùng quát. Nói xong ông ta định rời đi. Từ một kích vừa rồi, Lâm Hổ biết mình không phải là đối thủ của thằng nhãi này, vì vậy ông ta dự định trở về tìm viện binh đối phó với thằng nhãi này. Rắc. Tuy nhiên, ông ta vừa mới đi vài bước thì có tiếng xương gãy vang lên. Lâm Hổ bị một bàn tay bóp gãy cổ từ phía sau, hai mắt trợn to, ngã sóng xoài ra đất. Người ra tay là Diệp Phàm. Lâm Hổ trợn to mắt nhìn Diệp Phàm, muốn nói gì đó nhưng miệng không ngừng hộc máu, cuối cùng tắt thở. Lâm thì em mờ thấy Lâm Hổ bị giết thì biến sắc, sắc mặt hơi tái. Còn ông Lâm thì có vẻ bình tĩnh hơn. Đám thuộc hạ mà Lâm Hổ dẫn đến cũng ngây ra như phỗng. Mang thi thể ông ta cút đi. Diệp Phàm quát đám thuộc hạ kia. Đám người kia vội vàng bò dậy, mang thi thể của Lâm Hổ rời khỏi nơi này. Xin lỗi, dọa cô sợ rồi hả? Diệp Phàm quay sang hỏi Lâm thi em mờ. Chẳng hay vị tiểu huynh đệ này tên gì? Thuộc gia tộc nào? Ông Lâm nhìn Diệp Phàm, ánh mắt sáng ngời. Tôi tên Diệp Phàm, không có gia tộc. Diệp Phàm lạnh nhạt trả lời. Ba ơi, đám người kia là ai thế? Vì sao bọn họ lại muốn ra tay với ba? Lâm thì em mờ không nhịn được hỏi ba mình. Hai, vốn dĩ ba tìm bọn họ vì muốn kiếm một cây linh dược để khôi phục dung nhan cho con. Nào ngờ. Ông Lâm thở dài. Muốn khôi phục dung nhan cho Lâm tiểu thư thì cần gì linh dược? Diệp Phàm cất lời. Cậu có thể khôi phục dung nhan cho thi em mờ sao? Ông Lâm kích động nhìn Diệp Phàm. Tất nhiên, trước đó tôi đã nói với Lâm tiểu thư rồi, đáng tiếc là cô ấy không tin tôi cho lắm. Diệp Phàm xoa mũi, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi anh, tôi cứ tưởng anh nói đùa. Nhất thời Lâm thi em mờ hơi xấu hổ. Không sao, nếu cô tin tưởng tôi thì hôm nay tôi sẽ giúp gương mặt của cô khôi phục hoàn toàn. Diệp Phàm nói. Vậy làm phiền Diệp công tử khôi phục dung nhan cho thi em mờ. Ông Lâm vội vàng lên tiếng. Ba không sao, khôi phục dung nhan cho con quan trọng hơn. Lâm phụ nhìn Lâm thi em mờ, dứt khoát nói. Sau đó, Diệp Phàm bắt đầu khôi phục dung nhan cho Lâm thi em mờ. Mà lúc này, trong nhà họ Thẩm một trong ba gia tộc lớn còn lại của quận Giang Nam. Người nhà họ Thẩm nhìn thấy thi thể của Thẩm Hạo, sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Bầu không khí vô cùng áp lực. Diệp Phàm, mày bắt nạt người quá đáng. Chủ nhà họ Thẩm là Thẩm Toàn Sơn tức giận gầm lên, trong mắt hừng hực sát khí. Gia chủ, tên Diệp Phàm này quá ngông cuồng. Thẩm Hạo là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm chúng ta, vậy mà cậu ta lại giết hại. Nếu không làm gì cậu ta, chuyện này mà đồn ra ngoài thì nhà họ Thẩm biết giấu mặt vào đâu. Lẽ nào các người đã quên kết cục của nhà họ Bạch? Ngay cả nhà họ Bạch mà cậu ta cũng tiêu diệt, các người muốn nhà họ Thẩm trở thành nhà họ Bạch thứ hai sao?
Lúc này, các nhân vật cấp cao của nhà họ Thẩm bắt đầu cãi vã. Nét mặt Thẩm Toàn Sơn thay đổi liên tục, trong đầu không ngừng suy tính. Giết cháu trai của tôi thì phải chết. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một lão giả râu tóc bạc phơ đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh kinh người. Ông ta chính là ông cụ nhà họ Thẩm. Ba, lão gia chủ. Thẩm Toàn Sơn và mấy nhân vật cấp cao khác của nhà họ Thẩm rối rít chào hỏi. Ba, tên Diệp Phàm kia. Đúng là cậu ta tiêu diệt cả nhà họ Bạch, nhưng nhà họ Thẩm chúng ta không phải nhà họ Bạch. Nhà họ Thẩm chúng ta còn có Thiên Hạo, mấy ngày tới Thiên Hạo sẽ từ sư môn trở về. Có Thẩm Hạo ở đây, Diệp Phàm chết chắc. Ông cụ Thẩm lạnh lùng nói. Các nhân vật cấp cao nhà họ Thẩm có mặt ở đây nghe thấy hai chữ Thiên Hạo, tất cả đều giật mình. Thiên Hạo tên đầy đủ là Thẩm Thiên Hạo, con trai trưởng nhà họ Thẩm. Từ nhỏ ông ta đã được cao nhân ẩn sĩ đưa đi, hiện tại đã trở thành đệ tử của một môn phái lớn mạnh nào đó. Thiên Hạo sắp trở về, Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Giết được người này không chỉ báo thù được cho Hạo Nhi, mà còn có thể giúp danh vọng của nhà họ Thẩm chúng ta tại quận Giang Nam tăng thêm một bậc. Đến lúc đó, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ là gia tộc quyền thế nhất quận Giang Nam. Trong mắt Thẩm Toàn Sơn lóe lên tia sáng, giọng điệu lạnh lùng. Thiên Hạo trở về là ngày chết của Diệp Phàm. Ông cụ Thẩm lạnh nhạt nói.